Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Thì nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô quạt năng lượng mặt trời. Đó, rất là xịn sò luôn nha anh chị em. Thì cái lô quạt năng lượng mặt trời này á, thì ở đây đi kèm của nó là gồm là một cái quạt anh em ha. Đó, một cái quạt này và một cái tấm pin năng lượng mặt trời để cho anh chị em mình sạc. Thì cái quạt này nó rất là tiện lợi anh em ha. Đó, thì mình nhìn vô là mình thấy nè. Đó, nó khá là tiện lợi, khá là gọn gàng nha. Đó, ở đây nè, anh em có thể là mang mình để ở bất cứ mọi nơi ha. Để ở bất cứ mọi nơi, ở đâu cũng được, mình chỉ việc mình để đó thôi. Muốn quay đi đâu thì quay ha. Rồi, ở đây nó có cho mình hai cái khóa này. Cái khóa này là anh em có thể điều chỉnh được cái độ nghiêng. Đó, điều chỉnh được cái độ nghiêng của cái quạt bằng cái khóa này nha. Đó, mình để cái chế độ nào đó phù hợp rồi mình dặn lại thôi. Mình khóa lại thì rất là ok. Rồi, thì cái quạt này á, ở đây, ở phía sau nó là nó có cho mình là cái công tắc on off nè anh em ha. Đó, công tắc on off nè. Rồi với là cộng trừ, ví dụ mình mở lên. Đó, thì nó sẽ để các cái cấp độ anh em ha. Đó, mình bấm nè. Đó, cái này là giảm cấp độ nè. Rồi còn này tăng cấp độ nè. Đó, nó có được tới tối đa là 12 cấp độ mát anh em nha. Đó, khi mà mình sử dụng cái cấp độ càng mạnh, cái số càng cao thì cái cấp độ mát của nó càng mạnh nha. Rồi, thì cái quạt này em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh chị em mình luôn nè. Em tắt nè. Rồi, kích thước của cái quạt này, cái đường kính của cái quạt này nha. Đường kính của cái quạt này là nó là 36cm anh em ha. Và cái cánh của cái quạt này là làm bằng kim loại luôn nha. Cái cánh bằng cánh nhôm nha anh em. Đó, cánh bằng nhôm. Đó, cái quạt này thì cái build nhìn khá là chất lượng mà rất là dễ dàng sử dụng nha. Đó. Rồi, nè em mở thử cái cấp độ gió lên cho anh em mình coi nè. Đó, rồi. Đây là cấp độ gió trung bình thôi. Nó khoảng là... Đó, để cấp độ gió trung bình nè, anh em thấy không? Ha. Đó, em bật lên cái cấp độ cao nhất đi. Cấp độ 12. Đó, 12 cấp độ gió nghe nè. Đó, anh em thấy ha. Đó, thì mình ngồi gần nó mình cũng nghe rất là mát nha anh em. Đó, ngồi gần, ngồi xa xa xíu cũng khá là ok. Thì anh em biết rồi ha, những cái quạt dạng năng lượng mặt trời này á, thì ở phía sau nó là nó có cho mình là một cái viên pin ở trong đây. Đó, để dành cho anh em mình á, là khi mình sạc, thí dụ như ban ngày đi. Ban ngày ngoài trời nắng đi thì anh em cắm vô trong cái dây nè. Cái dây của cái tấm pin này nè, đó mình sạc. Và cái tấm pin này anh em bỏ ngoài nắng ha. Và cái cọng dây này đó là cắm vô trong cái quạt. Cái cọng dây này nó dài được tới 5m nha anh em. Đó, nó dài được 5m. Thì anh em cũng rất là dễ dàng sử dụng ha. Đây nè, nó cái này là của thương hiệu là Katakuri Solarfan. Là cái quạt năng lượng mặt trời của thương hiệu là Katakuri Nhật Bản. Công suất thì là 30W anh em nha. Rồi thì mỗi lần anh em sạc đầy á, thì anh em xài được khoảng thời gian là khoảng từ 6 tới 8 tiếng anh em ha. Đó, nó thời gian nó xài cũng rất là nhiều. Và đi kèm nó, nếu như mà anh em mình á, mình không muốn sạc bằng năng lượng mặt trời thì đi kèm nó có cho mình cái adapter luôn. Cái adapter này á, là anh em cắm vô trong điện của mình anh em xài ha. Cái adapter này là sử dụng được điện là AutoVolt luôn, từ 100 cho tới là 220V luôn nha anh em. Anh em có thể ghim trực tiếp vô trong đây để anh em cắm điện vô anh em sạc ha. Mình sạc nó, thí dụ mình sạc nó xong á, đầy á, thì nó xài được khoảng là 6 tới 8 tiếng thì thời gian xài cũng rất là lâu. Đó, nếu như anh em mà mình đi tới những cái nơi mà không có điện á, thì mình có thể là sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Hoặc là những cái ngày nắng nóng, cúp điện thì mình sử dụng pin năng lượng mặt trời này để mình sạc là nó sẽ không tốn tiền điện luôn. Đó, thì cái quạt này nó rất là hay anh em ha. Rồi, đường kính của nó như em đo là 36cm anh em ha. Đường kính của nó là 36cm, 12 cấp độ gió. Cánh của nó là bằng nhôm luôn, rất là xịn sò. Rồi thì cái lô này em về được cũng khoảng tầm mười mấy con thôi. Thì cái giá của nó là 990k nghe anh em. 990k ha. Rồi ok, anh em nào mình quan tâm tới quạt tính điện năng lượng mặt trời này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô máy lọc không khí hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Panasonic anh em ha. Rồi thì những cái con này thì ngoại hình cũng còn khá là ok. Đó, anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi ha. Rồi thì em nói sơ về cái công dụng cũng như cái chất lượng của từng con ha. Ví dụ như là mấy cái con này á, thì cái công dụng chung của nó là lọc không khí nè, khử mùi nè, khử khuẩn nè,
lọc bụi bẩn nè, và một cái tính năng cũng khá là đặc biệt nữa là tính năng là bù ẩm. Rồi thì ví dụ như là những cái con này thì anh em ha, cái nguyên tắc cái cơ cấu hoạt động của nó là nó sẽ hút cái không khí bình thường vô trong cái quạt và nó thổi ra cái không khí sạch hơn, bởi vì ở trong đây nó có một cái lưới lọc, ở trong đây nó có một cái lưới lọc bụi. Thì trong cái quá trình mình sử dụng lâu, ví dụ như một năm, thì mình mở ra mình vệ sinh cái lưới lọc bụi lại anh em ha. Và khi mà mình sử dụng thì ở bên hông những cái con máy lọc không khí thì nó đều có một cái ngăn này là cái ngăn đựng nước, thì anh em cứ việc mình bỏ nước vô trong đây thôi. Rồi ví dụ như là mình sử dụng trong những cái không gian mà nó kính á, ví dụ như ở trong phòng kính nè, phòng máy lạnh nhiều nè, thì mình hay bị tình trạng là khô da, đó là bởi vì ở cái máy lạnh nó làm cho cái không khí ở trong cái chỗ đó nó bị khô. Thì mình sử dụng cái chế độ là bù ẩm, thì ở đây nó khi mình chế nước vô trong đây rồi nó sẽ có được cái chế độ bù ẩm, thì nó làm cho cái không khí ở cái nơi mình ngồi nó dịu hẳn ra. Đó thì khi mà anh em mình ngồi gần những cái máy lọc không khí thì mình sẽ cảm giác nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Đó thì cái này nó bảo vệ sức khỏe mình rất là tốt anh em ha. Ở bên Nhật là người ta đã sử dụng từ rất là lâu rồi. Còn ở Việt Nam mình thì anh em mình nay á, nó về được những cái lô như vậy, giá chỉ có 1 triệu mấy thôi, giá rất rẻ luôn. Mà mình mua mình sử dụng được rất là lâu. Cho nên là cái này nó rất là cần thiết anh em ha. Rồi thì bây giờ á, những cái mẫu máy lọc không khí này là hàng nội địa Nhật, cho nên là nó đều sử dụng điện zin của Nhật là điện 100V. Nhưng bên em kỹ thuật có thể lên được 220 theo ý muốn của anh em luôn. Nếu như anh em muốn lên điện 220 thì mình chỉ cần thêm 100k nữa là lên được điện 220 luôn. Xài chung với điện của Việt Nam mình cũng được nha. Rồi thì cái này em sẽ mở sơ một con để cho anh em mình coi thử cái hiệu quả cũng như là cái cách hoạt động của nó như thế nào nha. Đó, ở đây thì em lấy thử cho anh em cái con này đi. Rồi, ở đây cái con này thì điện của nó là điện zin của Nhật. Đó, cho nên là em sẽ cắm vô cái cục chuyển nguồn để em test thử cho anh em. Đó, chuyển nguồn cục này. Đó anh em mình nhìn ha, cái thông số của nó nè ha, 100V nè. Công suất thì khoảng 35W, nó tùy loại, nhưng mà cái công suất thường những cái máy lọc không khí thì cái thông suất nó rất là thấp để cho nó tiết kiệm điện anh em ha, tại vì mình mở là suốt ngày sáng đêm cho nên nó rất là tiết kiệm điện mà nó lại cực kỳ hiệu quả nha. Còn những cái mẫu máy lọc không khí á, thì bên em thì anh em nhìn vô ha, anh em nhìn sơ nè, anh em thấy ha, cái kích thước của nó hầu như nó xem nhau không à. Cho nên em sẽ đo một con cho anh em thôi ha. Nó tại kích thước nó hầu như nó xem nhanh như cái con này ha. Chiều cao của nó là khoảng 56cm. Và cái chiều rộng nè, chiều rộng của nó là khoảng 36cm. Đó, 56 x 36. Còn về cái chiều sâu của nó thì cái con này thì nó khoảng là 23cm. Rồi, thì anh em mình cân đối được cái vị trí mình để cho nó phù hợp ha. Rồi, thì sau khi mà ghim điêu điện xong, đó anh em ghim vô điện xong thì ở đây á, những cái mẫu máy lọc không khí thì những cái nút của nó cũng đơn giản thôi anh em. Đồng ý là tiếng Nhật, phím của Nhật nhưng mà cái nút nó đơn giản thôi. Nó mình chỉ việc là mình bật mở tắt thôi ha, là tự động nó ấy rồi. Còn những cái chế độ này ví dụ như nó có vài cái chế độ như là chế độ mạnh nhẹ nè, chế độ bù ẩm nè. Rồi đại khái như vậy thôi là được anh em ha. Đó. Thì mình ngồi gần nó mình sẽ nghe cái cảm giác nó rất là dễ chịu. Đó cũng như là cái chế độ mạnh nhẹ hay là công suất gì đó nè. Và nó có cái nguyên tắc hoạt động của nó là gần giống như cái máy quạt anh em ha. Nè anh em thấy không? Nó có một cái lượng gió quạt lên nè. Đó anh em thấy không? Đó nó có một cái lượng gió quạt lên nè, anh em nhìn kỹ cho anh thấy ha. Đó bởi vì á là nó hút cái không khí bình thường vô trong máy rồi nó thổi ra một cái không khí trong lành hơn. Cho nên nếu như anh em ngồi gần nó thì nó cũng có tác dụng gần giống như cái máy quạt anh em ha. Nó không có mạnh bằng máy quạt nhưng mà nó cũng có một cái nguồn gió nè, nó thổi ra nè anh em thấy không? Đó. Rồi, khá là ok. Anh em chỉ việc là mình bỏ cái ngăn hút ẩm này, ngăn bù ẩm này nè, nó mình bỏ nước vô nữa là ok. Rồi thì những cái nguyên tắc hoạt động của tụi nó thì như nhau, nó khác nhau là về cái ngoại hình thôi, về cái ngoại hình, cái kiểu dáng thôi. Đó.
Rồi, tắt nè, em bấm em tắt nè. Thì tự động nó đóng lại, nó khép lại. Rồi, thì bây giờ á, cái con này em sẽ quay sơ cho anh em coi ngoại hình đó, em báo giá cho anh em luôn nha. Rồi, con này màu trắng anh em ha. Ngoại hình cũng còn khá là ok, về anh em chịu khó mình lau chùi nó là ok rồi. Đó, tổng thể thì cũng khá là đẹp anh em nha. Rồi, con này thì em lên mã cho anh em luôn. Để con này nè, công suất nè 35W, điện 100V. Rồi, lên cho anh em. Rồi, mã của nó là mã F đi, F1. Rồi, giá của nó là 1.6 triệu. Rồi, mã F1 giá 1.6 triệu là điện zin của Nhật nha anh em. Điện zin của Nhật thì giá 1.6 triệu. Còn nếu như anh em mình muốn lên điện 220 thì thêm 100k nữa giùm em nha. Đó, khá là ok. Rồi, tiếp theo tới cái mã số 2. Rồi, mã số 2. Con này thì cũng là cửa lật. Ngoại hình còn rất là đẹp anh em ha. Nó nhìn vô là anh em thấy rồi. Rồi, con này thì công suất của nó cao hơn con kia. Công suất của con này là 53W anh em nha. Điện 100V. Công suất là 53W ha. Điện zin của Nhật là 100V. Đó. Rồi, lên tiếp cho anh em. Mã này là mã F2 đi. F2. Rồi, con này là 1.7 triệu nha anh em. F2, 1.7 triệu. Đó, rồi, ok. Điện zin của Nhật 100V là 1.7 triệu. Nếu như anh em muốn lên điện 220 thì thêm 100k nữa giùm em nha. Rồi, tiếp theo lên tiếp cho anh em mã nữa. Đó, rồi, mã này á, là công suất là 41W anh em ha. Điện 100V, công suất là 41W. Rồi, hai cái mã này thì nó giống nhau, công suất 41W luôn, nó chỉ khác về cái màu thôi, cho nên em sẽ để gần nha cho anh em mình tham khảo ha. Đó, đây, một con thì màu trắng, một con thì màu hồng anh em thấy không? Đó, hai con này thì công suất hiệu quả thì như nhau, nó như nhau, nó chỉ khác nhau về cái màu thôi. Một con màu hồng nè, con màu trắng, thì anh em thích con nào thì lấy ha. Hai con này thì em dán chung mã cho anh em luôn. Hai con này thì nó chung mã F3 đi, bởi vì nó chỉ khác màu thôi, tình trạng thì cũng như nhau. Rồi, F3 luôn. Rồi, con này giá 1.4 triệu anh em ha. 1.4 triệu. Rồi, ok anh em. Rồi, mấy cái con này thì hoạt động ngon đành bình thường anh em ha. Về anh em chỉ việc là ghim vô điện mình xài thôi. Thì cái này á là cũng điện zin của nó là 100V anh em nha. Điện zin của nó là 100V. Còn nếu như anh em mình muốn lên điện 220 thì thêm 100k nữa. Thì cái con này đang là 1.4 triệu là điện zin nè. Còn nếu như muốn lên điện 220 thì thành 1.5 triệu anh em ha. Nó thì giá của nó như vậy. Rất là tốt để cho anh em mình mua mình sử dụng nha. Rồi, ok, thì anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu máy lọc không khí nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng Nhật về, em về được một số cái này là cái chảo kem pin anh em ha. Cái chảo này dành cho anh em đi cắm trại dã ngoại đâu nè. Nó cái chảo này thì nó làm bằng inox ha. Rồi, tình trạng nó còn rất là xịn luôn, rất là đẹp, tình trạng nó hầu như chưa có sử dụng nha anh em. Đó, thì cái chảo này cái đường kính của nó là 16.5. Đường kính 16.5, còn cái độ sâu của nó là 4 xăng.
Đó, rồi tình trạng chưa qua sử dụng và nó có thể xếp được rất là gọn. Nếu như anh em mình mua một lần mấy cái đi, ví dụ mình mua một lần 2-3 cái thì mình cũng chỉ để gọn vô vậy thôi, nó rất là gọn gàng. Rồi, và cái này á, thì bên em đang bán với giá một cặp là 100k nha anh em. Nó một cặp là 100k anh em ha. Nó tình trạng là chưa xài bằng inox nha anh em. Đó, nó rất là xịn, mua cho anh em mình đi camping cắm trại hoặc là anh em mà mình hay ở trọ rồi đó. Nó ở trọ rồi thì mình cần những cái vật liệu nhỏ gọn nhẹ để có thể nấu ăn được á, thì đây cũng khá là ok. Rồi, thì cái này thì bên em đang bán với giá một cặp là 100k anh em ha, bằng inox nha anh em. Rất là xịn ha. Rồi, số lượng thì ở đây em cũng chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, khoảng tầm 10 cặp thôi, không nhiều nha. Rồi, anh em mình quan tâm thì inbox giùm em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái máy xay thịt anh em ha. Rồi, cái máy này là gọi là máy xay thịt, hoặc là anh em có thể lấy để mình xay rau, củ quả gì cũng khá là ok nha. Cái này là hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, thì anh em mình nhìn vô ha, hàng nội địa Nhật nè. Sản xuất tại Nhật ha, công suất của nó là 100W. Điện của nó là 100V và công suất của nó là 100W luôn ha. Rồi, ok. Thì cái này tình trạng đã qua sử dụng rồi, y như em quay anh em nhìn vô là anh em thấy ha. Rồi, cái này thì bên em thanh lý cho anh em với giá là 600k nha anh em. Đó, anh em chỉ việc là mình đó, mình bỏ thịt, bỏ rau, củ quả gì vô đây thôi. Rồi, mình ấn cái này lại là xài ok ha. Rồi, ngon lành. À, rồi cái này thì sử dụng điện 100V nha. Cái này bên em thanh lý cho anh em với giá là 600k. 600k ăn con nha anh em. Anh em nào mình lấy thì chốt giúp em luôn nha. Đó, máy xay thịt hàng nội địa Nhật. Rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình mấy cái con cua phong thủy bằng đồng anh em ha. Rất là đẹp luôn nè. Đó, anh em mình nhìn vô là thấy rồi ha. Đó, một cái con cua nó ngồi trên cái đống vàng và nó đang cầm một cái đồng tiền. Rất là đẹp luôn nha anh em. Làm rất là sắc sảo anh em ha. Rất là sắc sảo nha, rất là đẹp luôn á. Cua phong thủy bằng đồng. Rồi, ok, thì cái con này em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Đó, kích thước của nó là chiều cao của nó là 21cm. Chiều cao của nó 21cm ha. Còn chiều ngang của nó là 16.5cm. 21 x 16.5 anh em ha. Giờ cua này thì nó nặng khoảng là 1,6kg anh em. 1,5kg, 1,6kg nha. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok. Thì cua này á, thì bên em đang bán với giá là 1,3 triệu một con anh em ha. 1,3 triệu một con. Cái này nó thích hợp cho anh em mình để trên bàn làm việc nè. Đó, mình để trên bàn thờ, tủ thờ ông địa nè. Đó, bàn làm việc hoặc là mình để ở trên những cái bàn, cái tủ của mình ha. Phong thủy nó rất là tốt nha anh em. Rồi, ok. Anh em mình quan tâm tới cái mẫu cua đồng phong thủy này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em một cái tua vít đa năng anh em ha. Thì anh em nhìn vô thấy rồi, đây là cái tua vít đa năng. Thì nó là, trước tiên nó là có cái tác dụng là của một cái đồ dặn vít nha anh em. Cái này nó cũng khá là to anh em ha. Nó rất là, tức là mình cầm nó to như vậy á thì nó sẽ có lực rất là nhiều anh em ha. Rồi, ở đây cái chiều dài của nó thì nó dài là tổng thể là 21cm. 21cm anh em ha. Dưới đây nó có cái khóa này, anh em chỉ cần mở cái khóa này ra, đó thì nó bật ra cho mình rất là nhiều cái đầu mũi anh em ha, từ cái lục giác nè, vít dẹp nè, rồi vít ba ke nè, đó, lục giác hoa thị nè, lục giác bi nè, các thể loại luôn cho mình nha anh em. Rồi thì mình bóp lại, mình chỉ việc mình khóa lại thôi. Rồi thì cái này nó rất là hay, cái đầu này nè, anh em chỉ việc mình rút ra thôi, nó có cái 500 ở đây nè. Đó, mỗi lần mình xài thì mình đưa cái đầu vô, từng cái đầu vô, nó cái đầu nào thì mình đưa cái đầu đó vô anh em ha. Đó, đây nè, mình mở ra. Rồi, khá là ok anh em nha. Rất là nhiều cái đầu cho anh em mình sử dụng nha. Rồi, thì cái này á, chiều dài của nó là 21cm. Tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn anh em ha. Cái này thì bên em đang bán với giá là 320k. 320k một cái cây vít đa năng như vậy anh em ha. Mình nên để trên xe hoặc là ở đâu ha. Những cái vỏ đầu nghề của mình á, thì đây là một trong những cái cây vít là không thể thiếu anh em nha. Rồi, giá là 320, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em. Dạ rồi, thì tiếp theo thì anh em mới về lại cho anh em được là cái đèn măng sông anh em ha. Đây là đèn măng sông sử dụng pin nha anh em.
Cái này là đèn mang song sử dụng pin của thương hiệu là Takiko. Rồi thì cái đèn này á, nó rất là đơn giản anh em, mình chỉ việc mình sạc pin thôi rồi mình xài thôi. Ở đây nó có cái núm dặn nè anh em, dặn nè, nó là cái chế độ ánh sáng ha, cái này là ánh sáng trắng vàng nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi nếu như mà mình muốn nó sáng mạnh hơn thì ở đây mình chỉ việc mình dặn mạnh hơn thôi. Đó, mình càng dặn thì nó càng mạnh anh em ha. Rồi cái ánh sáng của nó cũng rất là đẹp nha. Đó, ánh sáng rất là đẹp luôn anh em ha. Thì thường những anh em mà đi camping cắm trại dã ngoại hoặc là nhà mình mà hay cúp điện rồi đó, nó thì mình đi ban đêm rồi hay sử dụng đèn á, thì anh em mua cái đèn này anh em cầm đi ha, nó rất là ok. Với lại pin của nó là pin sạc cho nên nó rất là tiện lợi anh em ha. Rồi đi kèm nó là nó có cái cáp sạc luôn cho mình nè, mình chỉ việc là mình sạc đầy rồi mình xài thôi. Đó, cái này thì nó anh em để nắng mưa cũng khá là ok luôn anh em. Rồi rất là ok, ánh sáng nhiệt độ màu rất là đẹp ha, nhiệt độ màu này nó rất là dễ chịu nè. Rồi ok anh em nha. Rồi cái đèn mang song này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây anh em ha. Cái này là của thương hiệu là Takiko nha. Rồi 190k một cây, có cái màu rêu rất là đẹp ha. Rồi màu quân đội rất là đẹp luôn. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Giờ được cho anh chị em mình là một cái lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật rất là xịn sò anh em ha. Đó, đây, đây là lô sạc dự phòng hàng nội địa Nhật ha. Đó, cái này là cái dung lượng của nó là 4000mAh. Đó, anh em thấy nó rất là mỏng nha. Đó, nó khá là mỏng ha. Nó rất là mỏng, rất là đẹp, rất là gọn gàng. Thường á, thì cái dung lượng 4000mAh là mình sẽ sạc được điện thoại khoảng là một lần ha anh em. Đó, ví dụ những cái điện thoại dung lượng cao là mình sẽ sạc được một lần. Còn những cái điện thoại mà dung lượng thấp thì mình sẽ sạc được hai lần. Đó, thì nó rất là gọn gàng ha anh em. Rất là gọn gàng, với lại cái này nó là hàng nội địa Nhật cho nên là cái pin của nó sẽ rất là khủng, tức là cái độ bền pin của nó sẽ rất là cao. Rồi thì cái này là như anh em thấy nó có các màu, nhưng mà khi gửi đến anh em thì em sẽ gửi màu ngẫu nhiên và em sẽ ship một lần là hai cái anh em ha, bởi vì nó rất là rẻ. Rồi và đi kèm nó có luôn cho anh em cái cáp anh em ha. Đó, cái cáp là để dành cho anh em sạc cái cục sạc dự phòng này, ví dụ như là đó, sạc dự phòng này thì anh em ghim vô cái đầu này là đầu TC nè, mình ghim vô mình sạc nè. Rồi một đầu còn lại anh em cắm vô trong cái cốc sạc USB của mình là mình xài ha. Còn nếu như anh em mình muốn sạc điện thoại thì mình lấy cái chui USB mình ghim vô đây rồi mình sạc điện thoại thôi. Rồi, khá là hay luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật anh em thấy không? Đó, hàng nội địa Nhật ha, chữ Nhật nè. Rồi cái này là 4000mAh. Đó, rồi ok, tình trạng thì hầu như là chưa có qua sử dụng nha anh em. Mà cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Thí dụ như cái này là em sẽ bán một lần một cặp nha anh em. Một cặp là hai cái ha, hai cái thì màu ngẫu nhiên. Đó, hai cái là hai cái với là cái cáp sạc thì giá cũng chỉ có là 220k thôi, tức là chỉ có hơn 100k một cái thôi. Nó giá rất là rẻ cho anh em ha. Hai cái là 220k. Rồi, đi kèm cái cáp sạc cho anh em mình luôn nha. Rồi anh em nào mà mình quan tâm, mình có nhu cầu á, thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, rất là mỏng ha, rất là mỏng, rất là đẹp luôn nè. Rồi ok anh em, hai cái em ship một lần hai cái là 220k nha. Rồi anh em nào quan tâm thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Hôm nay em giới thiệu đến anh chị em mình là một cái lô liều cắm trại ha. Đó thì cái lô này hàng thanh lý giá cực kỳ rẻ cho anh chị em mình luôn nha. Đó thì anh chị em mình khi nhận hàng á, thì nó sẽ xếp gọn ở trong một cái túi như vậy để mình mang đi cắm trại, camping, du lịch, đi câu cá hay là đi đâu đó mà cần một cái liều á, thì cũng rất là ok anh em ha. Đó thì cái liều này á, thì anh em mình chỉ việc là mình mở ra. Đó, mình mở ra là bên trong nó có một cái liều xếp rất là gọn gàng như vậy. Khi mà anh em mình mở ra, nó mình dựng lên thì nó sẽ lên được một cái liều như vậy anh em ha. Đó thì ở trong đây nó có các màu nha anh em. Đó, nó có các màu gửi đến anh em là màu ngẫu nhiên nha, bởi vì nó không có cái nào giống cái nào hết á. Rồi thì cái liều này anh em mình nhìn sơ qua mình thấy ha, nó thiết kế khá là đẹp nha. Và cái này cái kích thước của nó nha, chiều dài là 1m9, chiều rộng là 1m3. Cái này thích hợp cho hai người anh em ha. Đó, hai người nằm rất vừa vặn luôn nha, 1m9 x 1m3. Rồi ở dưới những cái này, nó ở dưới những cái này nó có cho mình á, một cái đồ để anh em gài xuống đất anh em ha. Khi mà mình gài á thì nó sẽ bảo vệ mình khi mà gió mưa bão gì đó ha. Nó gió mưa bão gì đó thì cái liều nó cũng rất là kiên cố. Rồi còn phần trên này, cái nóc này,
Đó, cái nóc này thì nó có một cho mình là những cái lưới thông gió này. Cái lưới này, cái thứ nhất ban đêm mình có thể mình mở ra để cho nó thông gió, cho nó mát hang, mà nó cũng ngăn được côn trùng. Còn nếu như mà trời mưa sương hay gì đó thì mình cứ đẩy cái này lại. Rồi thì cái này á, cái mặt trước đó anh em ha, cái mặt trước nó có một cái cửa nè. Đó, cái cửa là nó có một cái cửa anh em ha, và một cái lớp lưới này để bảo vệ ngăn côn trùng nè. Ví dụ mình muốn mở ra cho nó thoáng mát, nhưng mà mình sử dụng cái lưới này nó để cho nó ngăn côn trùng không có bay vô trong lều ha. Rồi, nó thiết kế thì khá là đẹp anh em ha. Thiết kế thì khá là đẹp mà giá cực kỳ rẻ đó. Cái này á, cái lều này em nói luôn là giá chỉ có 180.000 cái à. Đó, 180k một cái lều như vậy anh em ha. Không còn cái gì mà suy nghĩ luôn. Cái này là cái hàng mà hàng xuất khẩu, người ta xuất khẩu mà người ta làm dư, xưởng người ta làm dư anh em. Đó, cho nên là người ta để một cái giá rất là tốt cho mình nha. Đó. Rồi, giá chỉ có 180.000 thôi. Nó dài 1m9, ngang 1m3, thích hợp cho hai người anh em ha. Rồi, và cái lều này á, thì thường tất cả những cái lều anh em thấy những cái loại giải như vậy là nó có chống nước, nhưng mà nó chỉ chống nước là chống nước mưa nhỏ hoặc sương rồi thôi. Còn nếu như mà anh em mà mình đi cắm trại á, mà mình đi cắm trại mà đi mưa bão lớn á, thì mình phải mua thêm một cái tấm nữa, gọi là cái tấm bạc á. Cái tấm bạc anh em che ở phía trên nữa là bao luôn anh em. Còn những cái lều cơ bản phần lớn thì nó đều là như vậy thôi. Đó, nó cũng chống được mưa nhỏ với là sương rồi các thể loại cho mình nhé. Rồi thì cái lều này thích hợp hai người ha, thậm chí hai vợ chồng với một đứa con cũng được luôn. Rồi, ok anh em, lều này thì bên em đang bán với giá là 180k, tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Màu thì màu ngẫu nhiên nha, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy xông tinh dầu hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Lacidon anh em ha. Rồi thì cái mẫu máy xông tinh dầu này anh em nhìn thấy thiết kế của nó khá là đẹp nha. Rồi với cái chiều cao của nó là 70cm anh em ha. Đó, chiều cao là 70cm, còn cái đường kính của nó là 12 anh em ha. Đó, đường kính của nó là 12. Rồi thì cái này á, là cái bình của nó đựng được nước á, cái lượng mà anh em đổ nước, đổ tinh dầu vô á, là cái bình này là anh em đựng được là 8 lít anh em ha. Đó, 8 lít luôn ha, nó đựng rất là nhiều ha. Rồi thì ở trên đây nó có cho mình là mấy cái phím điều chỉnh anh em ha. Đó, cũng như là cái độ là độ ẩm nè. Đó, tắt mở nè, độ ẩm nè, hẹn giờ nè, chế độ nè. Đó, các cái chế độ cho mình ha. Rồi thì cái này nó khá là hay. Ví dụ như là anh em xông tinh dầu, anh em có thể xông tinh dầu khử mùi ở trong nhà vệ sinh, ở trong phòng khách hay là ở đâu cũng khá là ok. Bởi vì cái máy này công suất của nó rất là cao nè. Em bấm thử cho anh em coi nè. Đó, anh em thấy cái lượng tinh dầu của nó không? Đó, cái lượng tinh dầu của nó ra rất là nhiều anh em ha. Đó, thì nó sẽ khử mùi rất là nhanh. Nếu như mà anh em mà mình sử dụng tinh dầu mình xông nhà rồi ha, thì nó sẽ rất là nhanh thơm anh em ha. Đó, thường những cái nhà mình á, thì xài những cái bình nhỏ nhỏ thì nó sẽ không có đáp ứng đủ đâu. Thì phải có những cái máy như vậy. Cái này là hàng nội địa Nhật mà nó may mắn cái là nó xài điện AutoVolt luôn nha anh em. AutoVolt tức là từ 100 cho tới là 220 luôn. Đó, tình trạng của nó thì anh em thấy ha, còn rất là đẹp nha. Đó, cái lô này tình trạng còn khá là đẹp, khoảng là trên 90%. Rồi, thì cái này thì bên em đang bán với giá là 1.1 triệu nha anh em. 1.1 triệu nha, nó bình xông tinh dầu, nó máy xông tinh dầu Lacidon. Rồi, cái này là bình 8 lít nha anh em. Rồi, giá 1.1 triệu, tình trạng là như em quay, đẹp là trên 90-95%. Đó, cái lưu lượng tinh dầu của nó anh em thấy phun ra rất là nhiều ha. Đó, nó phun ra rất là nhiều, rất là khỏe. Rồi, ok anh em ha. Anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đồng hồ để bàn của Seiko. Nó khá là đẹp anh em ha. Hàng nội địa Nhật ha, làm bằng cái gỗ nè. Cái hộp gỗ rất là dày luôn anh em. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, tổng thể thì còn rất là đẹp luôn. Rồi, thường những cái mẫu đồng hồ này đã mấy chục năm rồi anh em. Đó, mấy chục năm mà nó còn đẹp như vậy ha anh em. Mua về chỉ việc là mình bỏ pin mình xài thôi. Rồi, cái này em đo sơ cái kích thước cho anh em hình dung nha. Rồi, chiều dài của nó là 36cm anh em ha. Chiều dài là 36 nè. Còn chiều cao là 23 anh em ha. 36 x 23. Và cái này độ dày của nó là siêu dày anh em nè. Đó, siêu dày nha, nó dày khoảng 11cm.
Đó, cực kỳ đẹp nha anh em. Kim của nó là kim trôi, không có tiếng động nha. Kim trôi không có tiếng động nha. Rồi cái này á, cái mặt đồng hồ nè, đường kính của cái mặt đồng hồ là 17 cm anh em ha. Đó, chiều cao, chiều cao của cái mặt đồng hồ này là 16 cm. Đó, đây, cái mặt đồng hồ còn rất là sáng, rất là đẹp anh em nha. Rồi, nó của Nhật Japan. Rồi, tiếp theo thì em cho anh em coi cái ở trong nha. Ở đây, mở ra thôi. Đó, nó này là 500, anh em để vô là nó hết vô nè. Đó, mình để vô là nó tự hết thôi. Đó, rút ra. Rồi, sử dụng một cái viên pin tiểu anh em ha. Pin tiểu nha. Rồi, máy của Sekusa Japan. Tình trạng còn rất là đẹp luôn như vậy, rất đáng để sưu tầm anh em ha. Thường sưu tầm những cái đồng hồ này á, vài chục năm sau thì nó cũng vậy thôi, không có mất đi đâu hết á. Rồi ok anh em nha. Đó, kích thước như em đo rồi ha, em cầm trên tay cho anh em hình dung nè. Rồi thì cái đồng hồ này thì bên em, đồng hồ để bàn này thì bên em đang bán với giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu con đồng hồ để bàn gỗ như vậy ha. Nó của Seiko, kim trôi, rất đẹp nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì inbox cho em nha, có một con duy nhất. Rồi, ở đây thì em lên tiếp cho anh em là mấy cái đầu khò ga anh em ha. Nó đầu khò ga, có đánh lửa tự động luôn nè anh em. Đó, nó có đánh lửa tự động luôn ha. Anh em chỉ việc là mình gắn vô bình ga mình xài thôi. Còn ở phía sau là anh em chỉnh ga nè, nó lượng ga lớn nhỏ anh em ha. Rồi, thì cái lô này nó rất là xịn sò cho anh em mình nha. Nó cái lô này thì giá của nó chỉ có 60k một cái thôi. Đó, hàng nội địa Nhật mà giá có 60k thôi nha anh em. Rồi, ok anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó đầu khò ga nội địa Nhật giá 60k nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái mẫu đàn organ hàng nội địa Nhật em mới về nha anh em. Rồi thì những cái mẫu đàn organ này á, thì anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi ha. Đó, nó rất là đẹp, rất là hay, với là cái âm thanh nó cực kỳ hay ha. Cái này nó thích hợp cho anh em mình á hả, tập chơi đàn nè, hoặc là mua cho những trẻ em ở nhà mình ha. Nó con cháu gì đó để học đàn cũng rất là hay anh em ha. Bởi vì cái lô đàn này cái giá rất là rẻ, cho nên là gia đình nào mình cũng mua được cho con em mình chơi nha. Rồi thì trước tiên em sẽ đo sơ cái kích thước để anh em mình dễ hình dung nha. Đó, kích thước. Rồi, kích thước của nó khoảng cái cây này á, thì cây Casio này ha, kích thước của nó là 93 anh em ha. Chiều dài của nó là 93, là gần 1 mét anh em ha. 1 mét là 100 thì nó là 93. Rồi, chiều cao, chiều rộng đi, chiều rộng của nó là 38 ha. 93 x 38 nha anh em. Ở trên đây thì nó có rất là nhiều phím bấm cũng như cái chế độ chỉnh. Rồi thì cái này nó xài được điện AutoVolt anh em ha, là tiện từ 100 cho tới là 220 luôn. Rất là tiện lợi anh em mua về chỉ việc nè, ở đây nó có nút tắt mở nè. Rồi thì thật ra nó cũng dễ thôi, nhưng mà mình còn về vấn đề mà chơi đàn thì mình phải học ha. Mình phải học thì mình mới chơi hay được. Rồi thì ở đây nó có các cái chế độ cũng như là âm lượng nè, âm lượng lớn nhỏ nè. Đó, khá là ok, khá là hay hết nè. Đó, thì con nít thay vì bây giờ nó chơi điện thoại nhiều thì anh em mua cái đàn này cho nó tập chơi cũng rất là hay ha anh em. Rồi ở đây thì nó có rất là nhiều cái chế độ ha. Nó ví dụ như mở sơ cho anh em. Go. Nó đại khái rất là nhiều cái chế độ cho anh em mình ha. Nó anh em mình có thể là mình mài mò thêm. Rồi thì cái cây đàn này là của thương hiệu là Casio anh em ha. Đây, thương hiệu Casio là cái thương hiệu thì anh em biết rồi, rất là nổi tiếng của Nhật về máy tính. Nó hay là những cái đàn organ hay là điện thoại hay là những cái đồng hồ điện tử. Đó thì cái này nó là thương hiệu cũng khá là nổi tiếng nha. Rồi thì cái cây đàn này thì bên em sẽ lên giá cho anh em mình luôn. Rồi, cây đàn này thì em ghi cho anh em là cái mã mã E đi. Đó, E1 hết anh em.
Rồi cây này thì 1 triệu rưỡi nha anh em. Đó, mã E1 1 triệu rưỡi ha. Rồi thì anh em mình quan tâm tới mẫu này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái cây đàn organ màu hồng. Đó, khá là đẹp ha. Nó cái này thì mua cho mấy chị hay mấy bé gì đó tập chơi cũng rất là ok ha. Đó, âm thanh rất là hay. Ở đây nó có nhiều chế độ anh em ha. Đó, âm lượng thì mình chỉnh ở đây. Rồi, các cái chế độ còn lại thì anh em về mò thêm nha. Bởi vì nó nhiều cái chế độ lắm. Rồi, ok. Cây này là cái cây cây này em lên mã cho anh em luôn. Rồi, cây này là mã E2. Giá của nó là 1 triệu tư anh em ha. Đó, E2 giá 1 triệu tư. Kích thước thì cũng như cây kia, cái kích thước của nó là chiều dài của nó là khoảng 93 anh em ha. Rồi, chiều rộng của nó là 34. Đó, rất là to ha. Anh em nhìn vô cái tay em là anh em cũng hình dung được nè. Đó, mua cho mấy bé nhà tập chơi khá là ok. Rồi, cái này điện của nó là cũng là điện 100 cho tới là 220V. Đó, điện của Việt Nam mình xài vô tư. Tình trạng thì như hình, đã qua sử dụng rồi, còn khá là ok nha anh em. Rồi, giá 1 triệu tư ha. Mã A2 giá 1 triệu tư nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái mẫu túp lưu điện hàng nội địa Nhật để dành cho anh em mình làm nhà xưởng anh em ha. Làm nhà xưởng, nhà kho, làm công trình hoặc là làm điện gia dụng cũng khá là ok. Thì đây là lô túp lưu điện hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó. Rồi, thì đầu tiên em lên cho anh em là cái mẫu túp lưu này ha. Cái này là cái mẫu là B1 anh em nha. Đó, anh em khi mình đọc á, mình đọc đúng mã nó sẽ ra đúng cái mẫu túp lưu anh em cần nha. Rồi, cái này chiều dài của nó là khoảng 51 cm anh em ha. Chiều dài là 51 cm, còn chiều rộng của nó nè, chiều rộng của nó là 32 cm. Đó, thì cái mẫu túp lưu này anh em mình nhìn vô là mình thấy ha. Nó gồm là 2 4 6 8 10 11 cái silicon. Đó, 11 cái silicon anh em thấy không? Cái này là hàng nội địa Nhật, ở bên Nhật người ta nốt vào những cái công việc của người ta như nhà trước, nhà sau, nhà cổng gì đó. Thì anh em mình về mình cũng nốt vô những cái thiết bị điện cần thiết của mình rồi mình xài ha. Rồi đây là cái CV tổng nè. Đó, còn đây là những cái CV phụ mà anh em nhìn vô là anh em thấy rồi ha, tình trạng nó còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, cái này là của thương hiệu là National. Đó, National là cái thương hiệu ngày xưa của Panasonic anh em ha. Tức là ngày xưa trước khi nó có cái thương hiệu Panasonic á, thì ở bên Nhật á, thì nó có cái thương hiệu National này. Đó, rồi sau này nó mới đổi thành Panasonic. Rồi thì những cái mẫu này nó rất là lâu rồi, nhưng mà nó tình trạng của nó thì anh em biết rồi ha. Rất là xịn, rất là đẹp nha. Đó đây, em mở ra cho anh em mình xem thử luôn bên trong nha. Đó anh em thấy ha, tất cả đều bằng lõi của nó, hầu như là lõi đồng không anh em thấy không? Đó, những cái thiết bị điện của Nhật, những cái CB đồ lõi đồng không à, cho nên nó rất là xịn anh em ha, rất là xịn, rất là cao cấp luôn nha. Rồi thì cái mẫu này đó anh em thấy ha, rất là đẹp nha, những cái CB thì xài ngon lành. Đó, cái mẫu này là mẫu B1 anh em ha, bên em đang bán cái mẫu B1 với giá là 1,6 triệu nha. Đó, những cái CB xài ngon lành. Rồi, mẫu B1 giá 1,6 triệu nha. Đó, anh em nào mình quan tâm cái mẫu này thì cứ nói đúng mã là được, bên em sẽ lên đơn. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là cái mã tiếp theo. Cái mã này thì, cái mã này là mã B2. Ui, cái mã này đẹp quá anh em, cái này thì cái CB nó ít hơn con kia. Thì cái này nó phù hợp với như phân khúc nhà kho, hay nhà kho, nhà xưởng nhỏ hoặc là gia đình anh em ha. Nó gồm là 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 cái CB luôn anh em ha. 11 cái CB con nè. Đó, và đây là cái CB tổng nè. Đó, rất đẹp nha anh em. Rồi, thì cái này á,
Để em đo luôn cho kích thước cho anh em nè. Rồi cái này chiều dài của nó là 40.5 anh em ha, gần 41 nha. Còn chiều rộng của nó là 25. Đó, rất là gọn gàng anh em ha. Nó 40.5 và 25. Rồi, thì cái này em cũng mở cho anh em coi bên trong có nút nhấn, mình mở ra. Wow, rất tiện luôn nha anh em. Đó, anh em mình nhìn mình thấy là thấy chất lượng rồi nha. Bên trong thì tất cả đều là lõi đồng. Đó, rất chất lượng, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, ok anh em. Cái này thì mã của nó là mã B2 anh em ha. Đó, cái mã B2. Rồi, cái mã B2 này thì bên em đang bán với giá là 1.8 triệu nha anh em. 1.8 triệu nha. Anh em lưu ý ha, những cái dòng này nó rất là cao cấp. Ở Việt Nam những cái đồ Trung Quốc là anh em mua cũng hết 1.4 triệu, 1.5 triệu rồi. Đó, nhưng mà nó không được như vậy đâu. Đó, những cái này thì rất là ngon nha. Đây là mã B2. Đó, mã B2 là 1.8 triệu nha. Đó, anh em mình quan tâm cái mã nào thì cứ inbox cho em. Rồi, tiếp theo thì em qua tiếp cho anh em một cái mã nữa nè. Đó, mã này mã B3. Thì cái con này á, nó tương đối nó rất là to. Trước tiên anh em nhìn vô là mình thấy rồi ha, kích thước của nó rất lớn nha. Rồi, ở trong đây thì em mở ra cho anh em xem. Ở trong đây á thì nó có cái nắp anh em ha. Cái này có cái nắp nè, mình mở ra nè. Rồi, nó gồm là 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 8 x 2 là 16 cái CV con. Đó, anh em đặt tên cho 16 cái thiết bị điện của mình ha. Rồi, một cái CV tổng nằm đây. Đó, tất cả ở bên Nhật cho nên người ta ghi chú là tiếng Nhật. Mình về mình sửa thành tiếng Việt chúng mình cho nó dễ ha. Rồi, rất là to anh em ha. Đó, mình nhìn vô. Những cái này anh em xài giờ bao nhiêu năm nữa nó cũng vậy thôi. Đó, rồi ok. Thì trước tiên em đo trước kích thước cho anh em nha. Kích thước của nó chiều dài là 55cm. Chiều dài là 55cm anh em ha. Chiều rộng của nó là 32. 55 x 32 nha. Đó, kích thước khá là to anh em ha. Đó, cái này cái mẫu của Nhật á là nó làm cái chất liệu là màu vàng vàng như vậy nè, chứ không phải là nó ấy đâu. Đó, nó làm vàng vàng như vậy nè. Nhật thì nó làm những cái màu nhìn nó như vậy, nhưng mà nhiều năm nó cũng sẽ vậy. Rất là hay. Rồi, em cho anh em coi thử bên trong nó luôn nha. Đây, bấm nút này ra. Đó. Đó, anh em thấy ở bên trong ha. Tản nhiệt, nhôm. Còn lại là lõi đồng. Đó. Đây, CB tổng. Nói chung là đồ của Nhật thì anh em khỏi phải lo về cái độ an toàn và cái độ bền của nó đi. Đó. Ở bên Nhật cái an toàn của người ta ăn cao lắm, cho nên những cái CB chống giật hay là những cái CB ổ điện gì của Nhật á là nó đều rất là bền, nó không có rò rỉ hay chạm gì đâu. Đó. Anh em thấy không? Đây nè, nó tất cả đều bằng đồng, rất là cao cấp nha. Rồi, ok. Thì cái này em lên cho anh em là cái này là cái mã của nó là mã B3 anh em ha. Đó, cái mã này là mã B3. 1.9 triệu nha anh em. Rồi, anh em mình quan tâm tới cái tốp lưu điện nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em. Lưu ý đọc đúng mã anh em ha. Rồi, thì bên em sẽ gửi hình lại cũng như là tư vấn cho anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái dụng cụ không thể thiếu của anh em luôn ha. Đó, đây là cái mẫu bút thử điện nha anh em. Nói chung mình làm nghề gì cũng vậy, mình cũng nên có cái bút thử điện này cho nó an toàn ha. Khi mà đụng tới điện đó thì sử dụng cái bút này để nó dò điện rất là hay. Rồi thì cái mẫu bút thử điện này thì trước tiên thì nó sẽ đo được điện anh em ha. Nè, em sẽ thử đo cho anh em coi. Nó ví dụ như là em thử ở đây. Đó, anh em thấy không? Đèn nó cháy nè. Đó. Đó, đây nè. Đó, đèn cháy là có điện anh em ha. Đó. Rồi, nó cháy mạnh nó thì tức là nó là dây nóng ha. Còn nó cháy nhẹ thì nó là dây lạnh ha. Rồi, với lại là nó đo được luôn là cái rò rỉ điện anh em ha. Đó, nó cũng rất là hay. Nó đo được luôn là tức là dây nó có bị đứt hay không ha. Nó nói chung cái bút thử điện này nó cũng khá là hay, rất là thông minh anh em ha. Rồi thì giá của nó chỉ có 40k thôi. Đó, anh em nào quan tâm thì cứ inbox cho em nha. Em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô máy bắn đinh đa năng. Đó, đây là cái máy bắn đinh bê tông đa năng luôn nha anh em. Tức là nó bắn được mọi vật liệu luôn ha. Bắn được bê tông nè,
bắn được sắt nè, bắn được gỗ nè, nói chung là bắn được rất là nhiều cái loại vật liệu luôn nha. Rồi thì nó bắn nó sử dụng bằng cái đinh anh em ha, nó sử dụng bằng đinh nổ nha. Cái đinh này á là nó có thuốc nổ ở trong đây nè. Nó khi mà anh em mình ghim vô, nó mình ghim cái này vô, mình bắn thì nó sẽ lủng mọi vật liệu luôn nha. Đó rất là mạnh luôn ha. Nó giúp mình thao tác công việc rất là nhanh. Rồi thì bây giờ ở đây á, em sẽ test thử cái khả năng cũng như cái hiệu quả cho anh em mình xem luôn nha. Rồi thì khi sử dụng thì anh em chỉ việc ghim cái đinh này vô đây thôi. Đó rồi mình bắn ha. Cái này là nó là đinh nổ cho nên là nó rất là mạnh anh em ha. Nè em bắn vô trong tường bê tông cho anh em coi luôn nè. Đó anh em thấy không? Khá là ok ha. Nó cứng ngắc luôn nè, không gỡ ra được luôn nè. Bắn thêm cái nữa cho anh em ha. Bởi vì ở đây nó có cái thuốc nổ ở phía sau nè. Đó mình để vô như vậy thôi. Mình chỉ việc là mình lắp vô. Đây, lắp vô, đè mạnh vô ha. Đó là dính cứng luôn anh em ha. Đó cái này thì mình gỡ ra. Đó, khá là ok nha anh em. Đó rồi cái này là bắn vô bê tông anh em ha. Đó bắn vô tường nè, cứng ngắc luôn. Nói mình thao tác công việc mình rất là nhanh luôn nha anh em. Rồi ở đây thì em sẽ bắn vô trong sắt cho anh em coi luôn. Rồi em bấm vô gỗ cho anh em coi nha. Đó, rất là mạnh ha. Đó. Đó, nó bắn vô trong gỗ luôn nha anh em. Nó nói chung là nó bắn được các thể loại ha. Dạ rồi, thì sau khi mà test xong cái khả năng cũng như cái hiệu quả của cái máy bắn đinh này thì anh em thấy ha, thao tác công việc cực kỳ nhanh ha. Thay vì bắn vô tường thì mình phải khoan tắc kê đồ mọi thứ rồi rất mất thời gian. Còn này chỉ cần ghim vô là bắn thôi. Thì trọn bộ của nó thì sẽ như hình anh em ha. Trọn bộ của nó là gồm là một cái cây súng nè. Đó một bịch đinh là gồm 20 viên nè. Đó một cặp bao tay nè, một cái kính mắt nè anh em ha, với lại những cái phụ kiện cho anh em thay thế. Rồi với lại nếu như anh em nào mà mình có nhu cầu mà mình mua thêm, nó có nhu cầu mình mua thêm đinh thì một cái bịch đinh 50 cây thì bên em đang bán với giá 100k nhé. Còn trọn bộ này thì giá của nó là 480k. Đó, trọn bộ full hợp như vậy thì giá là 480k. Rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi thì nay trong chuyện hàng châu Âu em mới về được cho anh chị em mình là một cái siêu phẩm đồng hồ cổ Odo của Pháp nha anh em. Đó thì cái đồng hồ này nó rất là đặc biệt, nó có tuổi thọ khoảng 80 năm rồi nha anh em. Đó tuổi thọ khoảng 80 năm rồi mà còn rất là đẹp ha. Thường những cái mẫu đồng hồ Odo của Việt Nam mình á là ngày xưa khi mà Pháp vào Việt Nam á thì người ta mang qua. Đó người ta mang qua thì những cái mẫu đồng hồ mà cái đời này á nó đã rất là cũ rồi. Đó nó rất là cũ lắm rồi. Đó mà cái này trong cái kiện hàng châu Âu em về được một cái con này cực kỳ đẹp, phải nói là như là siêu phẩm luôn nha anh em. Đó từ cái thùng ha cho tới mọi thứ đều rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi đó thì cái này em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình để anh em mình hình dung được ha. Rồi cái này á thì cái chiều cao của nó là 56cm anh em ha. Chiều cao là 56cm. Còn về cái phần mà chiều ngang nè, chiều ngang của nó là 39cm. 56 x 39 nha anh em. Đó tình trạng còn quá là đẹp luôn anh em ơi. Rồi cái này á về cái chiều sâu của nó là 13cm. Về chiều sâu của nó là 13cm. Thì cái đồng hồ Odo, cái bảng này là bảng ông tay đánh chuông anh em. Đồng ông tay đánh chuông. Cái này thuộc dạng là những cái dòng đồng hồ rất là có giá trị. Rồi thì ở phía mặt dưới của nó ha, cái đây là anh em nhìn vô là anh em thấy cái quả lắc ha. Rồi còn ở ngoài đây á là những cái hoa văn của nó vẽ là người ta vẽ cái quảng trường ha, cái quảng trường bên Ý với bên Pháp nha. Thì cái này nó rất là nổi tiếng rồi, anh em tìm hiểu sâu thì sẽ biết nha. Rồi đây là đồng hồ Odo và cái con này thì sản xuất tại Pháp anh em ha, nó made in France. Rồi thì em sẽ mở máy bên trong cho anh em thử luôn. Đó, mặc dù đã rất là nhiều năm rồi nhưng mà như vậy còn là khá là đẹp nha anh em. Đó những cái này thì anh em mình sưu tầm rất là có giá trị về sau. Rồi thì cái này nó hai lỗ cốt đi kèm nó là cái đồ lên cốt luôn nha anh em. Nó hai lỗ cốt đi kèm là cái đồ lên cốt luôn. Rồi thì á hai lỗ cốt thì cứ mỗi 30 phút là sẽ điểm chuông một lần nha anh em. Nó tròn giờ ví dụ như là 3 giờ thì nó sẽ điểm 3 lần ha. Em thử cho anh em xem nha. Đó.
Dạ, ở đây á, âm thanh á, là nó phát ra từ cái ống tay này, ổng gõ vô trong cái chiếc chuông này nè. Với lại thêm một cái nữa là ở dưới đây nó có một cái gông như là một cái búa ở đây ha. Nó sẽ gõ vô đồng loạt, nó gõ một lần với nhau. Cho nên mình sẽ nghe được âm thanh ha. Nó âm thanh phát ra rất là trong, rất là vang nha. Đó, thì cái âm thanh này thì nó cũng khá là hay như anh em nghe rồi ha. Em cho anh em nghe thử cái nữa nè. Đó, 4 giờ nè. Đó. Trên mặt đồng hồ thì nó có cái chữ Odo anh em ha. Cái chữ này là cũng cái dòng rất là cổ rồi. Đó, và nó có cái truyện là nè, đóng truyện là sản xuất tại Pháp ha anh em. Đó, còn cái quả lắc ha. Đó, cái quả lắc màu trắng nhìn cũng khá là đẹp nha. Đó, rồi cái này thì bây giờ em sẽ mở sơ cái bộ máy ra cho anh em mình xem thử cái bộ máy bên trong của đồng hồ này nha. Đây, nó bộ máy bên trong của đồng hồ này ha nè, nó rất là cổ rồi. Ở đây nó có cái mã nè, với lại cái số 20. Nó cái số 20 này thì nó vào, nó sản xuất đâu khoảng là năm 1945. Đó, tầm năm 1945. Đó, anh em thấy ha. Tất cả bộ máy đều làm bằng đồng anh em nha. Rất là đẹp nha. Đó, thường những cái bộ máy làm bằng đồng như vậy thì vài trăm năm nó cũng là bình thường anh em ha. Bởi vì nó không có bị hư theo thời gian. Đó, còn đây là cái phần quả lắc nè. Đó, quả lắc cũng rất là cũ rồi. Nhưng những cái dòng quả lắc này thì anh em biết rồi ha. Đó, mình treo nó cũng rất là bền. Đó, thì những cái đồng hồ, mẫu đồng hồ cơ như vậy thì mình xài chỉ cần 1-2 năm gì đó là mình lau dầu một lần thôi. Mình lấy ra, mình xịt dầu vô ha. Đó, rồi mình xịt bụi rồi lại thôi. Đó, là nó sẽ rất là bền theo thời gian anh em ha. Và cái này code của nó là code tuần là 7 ngày anh em nha. Đó, tức là 7 ngày anh em sẽ lên code một lần. Đó, ông Tây đánh chuông khá là đẹp ha. Tình trạng còn rất đẹp nha anh em. Đó, tổng thể thì quá đẹp luôn. Rồi, cái thùng thì anh em nhìn thấy ha. Đó, cái màu nước sơn bên trong của nó ngày xưa giờ vẫn còn nguyên luôn nha anh em. Bởi vì thường nó nằm ở trong á, với lại cái mẫu sơn này thì thấy nó cũng rất là cổ, rất là cũ rồi. Rồi, mọi thứ còn hoạt động hoàn hảo anh em nhé. Khá là đẹp, mọi thứ hoạt động hoàn hảo ha. Có đồ lên code đầy đủ cho anh em nha. Đó. Rồi, sản xuất tại Pháp. Một trong những cái dòng đồng hồ rất là lâu đời rồi. Khoảng 80 năm tuổi rồi mà còn khá là đẹp như vậy nha anh em. Rồi, cái mặt đồng hồ thì em đo sơ cái mặt đồng hồ cho anh em luôn. Mặt đồng hồ á là 24.5 anh em ha. Đó, chiều dài là 24.5, còn chiều cao của nó là 18. Rồi, ok, cái đồng hồ Odo ông Tây đánh chuông này thì bên em đang bán với giá là 13 triệu nha anh em. 13 triệu nha. Đó, rất là đẹp như vậy luôn nha anh em. Rồi, ok, rất là đáng để anh em sưu tầm ha. Đó, sưu tầm, rất là đẹp. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu Odo ông Tây đánh chuông này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, ở đây thì nay em mới về lại được cho anh chị em mình là một cái lô gậy bóng chày nha anh em. Đó, đây, đây là cái lô gậy bóng chày của Hamasu ha anh em. Đó, Hamasu, hàng nội địa Nhật nha. Rồi thì cái gậy bóng chày này ở bên Nhật thì người ta chơi bóng chày rất là nhiều nha anh em. Đó, ở bên Nhật thì người ta chơi bóng chày, người ta tập luyện rất là nhiều. Còn ở Việt Nam mình thì anh em có thể mua để trưng bày tập luyện cũng được ha. Nó mình đánh nè, mình quơ, mình đánh nó cũng rất là tốt cho sức khỏe nha. Và cái thứ hai nữa, một cái rất là quan trọng nữa là anh em có thể để trên xe ô tô, hoặc là mình có để ở, có thể để ở trong nhà đó để mà mình phòng vệ anh em ha. Bởi vì nó là cái dụng cụ thể thao cho nên nó là thuộc dạng là phòng vệ chính đáng anh em ha. Dụng cụ thể thao cho nên khi mà anh em để trên xe ô tô cũng không có vấn đề gì luôn nha. Đó, cái này thì nó dài khoảng là 71 cm. Đó, nó dài khoảng 71 cm nè anh em. Đó, nó rất là vừa vặn ha.
Đó, nó rất là vừa vặn để anh em mình sử dụng nha. Rồi, ok, thì cái này tình trạng nó là như em quay anh em hát chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi, cái cây này thì bên em đang bán với giá là 400k một cây nha anh em. Đó, gậy bóng chày hàng nội địa Nhật nha, 400k một cây. Màu đen rất là đẹp luôn nha anh em. Hôm nay em giới thiệu đến anh chị em là một sản phẩm rất là đặc biệt, đó là một con robot hút bụi hàng nội địa Nhật. Nó tình trạng mới full thùng, khui hộp rất đã luôn anh em. Rồi, bên trong thì nhân vật chính là một cái con robot hút bụi của thương hiệu Trifo. Đó, khá là đẹp anh em ha. Tình trạng mới chưa qua sử dụng thì nhìn phải rất là đẹp rồi. Đó. Rồi, tiếp theo thì cái phụ kiện của nó gồm cho mình là một cái đế sạc anh em ha. Cái đế sạc này thì để dành cho con robot nó có thể tự động quay về sạc luôn, mỗi khi nó hết pin hoặc là anh em ra lệnh cho nó nha. Đó, đế sạc rất là thông minh. Nó cái cục sạc này nếu như bán riêng ở ngoài không cũng trên 1 triệu rồi đó anh em. Đó, rồi tiếp theo thì ở đây em tìm tiếp cho anh em một cái phụ kiện khác ha. Nó túi đựng bụi là có đầy đủ nha. Rồi, ở đây là em lấy tiếp cho anh em nghe là một cái cáp sạc anh em ha. Cáp sạc này là nó sử dụng được điện là điện AutoVol luôn, từ 100 tới 220V luôn nha, rất là tiện lợi. Rồi, bây giờ thì em sẽ kết nối nó với điện thoại và test cho anh em. Dạ rồi, sau khi cài đặt và kết nối xong với cái app của điện thoại thì mình chỉ việc là mình vô trong cái app của điện thoại thôi. Anh em chọn nó ha. Rồi ở đây nè, nếu như anh em mình đi khỏi nhà đó mà mình muốn ở nhà cho nó vệ sinh thì chỉ việc anh em bấm cái nút clean là dọn dẹp sạch sẽ là nó sẽ tự động chạy nè anh em thấy không? Đó. Nó sẽ tự động chạy và nó có cảm biến té cầu thang luôn anh em. Nó tức là nó chạy tới những cái nơi mà như vậy tự động nó sẽ rút lại. Đó anh em thấy không? Nó không có té xuống bàn luôn nữa, nó rất là thông minh anh em nha. Đó, hút bụi rất là tiện lợi luôn, cực kỳ thông minh ha. Đó anh em thấy không? Nó di chuyển cực kỳ thông minh, tức là cái khoảng trống nào ở trong nhà mình nó cũng sẽ di chuyển hết luôn nha anh em. Đó, nó không có bỏ chừa một cái khoảng trống nào luôn nha. Đó, khá là ok ha. Đó. Rồi, còn nếu như anh em mình muốn nó dừng lại thì ở đây nó có cái nút bao nè, bao là stop nè, bấm lại. Nè em bấm bao nè. Đó, em bấm là nó dừng lại anh em thấy không? Đó, nó dừng lại nè. Rồi em cho nó lau tiếp nè, vệ sinh tiếp nè. Em lại bấm vô. Đó, nó bắt đầu nó chạy tiếp ha. Nó khá là ok. Còn ở đây nè, nó có cái nấm chọn nè. Anh em chọn cái này là cái công suất hút nè. Ví dụ như nó anh em chỉnh trừ là nó hút nhẹ, còn mà anh em mà chỉnh cộng là nó hút mạnh hơn anh em ha. Đó, khá là ok nha. Đó, còn nếu như anh em mà mình dừng lại mình cho nó quay về nó sạc nè thì bấm vô đây. Ở đây nó có hiển thị phần trăm pin anh em thấy không? Nè, như cái con robot này là 98% pin anh em, 97% pin anh em ha. Đó, rồi bây giờ em cho nó quay về sạc nè, nó có cái nút sạc nè, em bấm nè. Đó. Rồi bắt đầu nó sẽ tự định vị, nó tự chạy vòng vòng, nó dò và nó quay về tự sạc luôn. Đó, thì cái mẫu robot này nó cực kỳ hay, cực kỳ thông minh luôn anh em. Đó, mà giá cực kỳ tốt luôn. Cái này là hàng nội địa Nhật về được một cái lô này ha. Giá rất là tốt, anh em mình mua thì mình inbox cho em nha. Đó, anh em thấy không? Rồi, nó tự động. Đó, nó quay về nơi sạc anh em thấy không? Dạ rồi, thì đây là cái dòng robot hút bụi hàng nội địa Nhật ha anh em. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn, cực kỳ thông minh như anh em thấy rồi ha. Khi mình đi đâu đó ra khỏi nhà thì mình chỉ việc mình sử dụng điện thoại để mình điều lệnh cho nó là để cho nó đi hút bụi xung quanh ha. Hút xong rồi thì nó cũng có thể là tự động quay về để nó sạc luôn. Rất là hay anh em, nhà mình có nuôi thú cưng hay là những chị em mà có hay bị rụng tóc đó ha. Nó thì cái con robot này nó chạy xung quanh nhà nó rất là sạch luôn nha anh em. Dạ anh em thấy phía sau nó có một cái cây chổi lớn ha và một cái cây chổi nhỏ ha. Nó hút rất là sạch nha. Rồi và nó sản xuất tại Nhật luôn. Rồi ok, con này thì bên em đang bán với giá là 3,2 triệu ha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Em lại về tiếp cho anh chị em mình là một cái lô ghế xếp gọn ha. Ghế này để dành cho anh em đi cắm trại, dã ngoại, đi câu cá hoặc là sử dụng gia đình nha. Nó rất là gọn gàng cho nên nó rất là tiện lợi để anh em di chuyển ha. Nó xếp rất là gọn gàng. Rồi em mở ra cho anh em mình xem luôn. Rồi nó được đựng trong một cái túi vải rất là gọn gàng như vậy. Anh em xài thì chỉ việc mình mở ra thôi. Đó. Rồi chỉ việc mình mở ra một nút nhạc thôi anh em thấy không? Đó, mình chỉ việc mình mở ra một nút nhạc thôi là đã mở ra được cái ghế này rồi anh em ha. Đó, thì tại mình xếp lại cho nên nó hơi nhăn nhăn, nhưng nếu như anh em ngồi vô
Nó mình để lên, mình ngồi vô là nó sẽ thẳng thớm ra cho mình luôn. Đó, ngồi rất là tiện lợi anh em ha. Rồi cái tư thế ngồi này thì nó rất là thoải mái ha, nó ngồi thư giãn rồi. Các thể loại bên đây nó có cho mình cái cốc để anh em đựng nước uống ha, trà cà phê rồi đó. Rồi còn bây giờ mình tựa lưng luôn đi, nó mình chỉnh cái chế độ để tựa lưng luôn, để nằm ngủ luôn cũng được luôn. Nó chỉ việc kéo hai cái này xuống thôi, rồi dỡ hai cái phần lưng này lên. Đó, rồi là anh em có thể nằm tựa lưng được luôn nha anh em. Rất là chắc chắn luôn nha anh em coi cái phần xương của nó ha, rất là to ha, rất là chắc chắn luôn. Đó, ngồi tựa lưng hay gì rất là thoải mái, ngủ phê pha luôn anh em ha, đi câu cá mà nằm ngủ phê pha luôn á. Đó, rất là đã nha. Rồi, ok. Nó còn anh em mình muốn ngồi thẳng thì mình cứ sửa cái phần lưng lại thôi. Ở đây nó có một cái này nó cũng khá là hay nè anh em. Anh em có thể sử dụng làm một cái ghế bình thường luôn. Ở đây nó có cái dây kéo nè, anh em mở cái dây kéo này ra. Đó, mình có thể mở cái dây kéo này ra ha. Rồi, mình rút cái phần chân này ra luôn. Rút phần chân này ra là thành một cái ghế bình thường luôn. Đó. Đó, anh em thấy không? Nó có phần chân cho mình mở nó, là anh em có thể mở thành một cái ghế bình thường ha. Rồi mình dựng cái lưng nó vậy, nó là thành một cái ghế bình thường luôn. Nói chung cái ghế này nó rất là đa năng. Mà đi cắm trại mà anh em sử dụng những mẫu ghế này là anh em thấy nó đã lắm. Mình ngồi cảm giác rất là thoải mái luôn anh em ha. Anh em mà 70-80kg đồ, 90kg đồ ngồi cũng khá là vô tư luôn. Đó. Rồi, rất ok anh em ha. Thì cái mẫu này bên em hiện tại đang có hai màu. Một màu là màu xanh xám như vậy và một màu là màu đen. Đó, màu xanh xám và màu đen, cái màu nào nó cũng đẹp và nó cũng rất là sạch anh em ha. Đó, rồi xanh xám với màu đen nè. Rất là ok. Cái phần bên hông của nó có cho mình một cái ngăn này nữa anh em ha. Cái phần bên hông có cho mình một cái ngăn là để anh em để điện thoại hoặc là những cái giấy viết gì đó hay cái gì đó, đồ lặt vặt cá nhân anh em bỏ bên hông để mình ngồi luôn cũng rất là ok nha. Đó, cái này thì là màu đen nè, còn cái này là màu xám xanh nè. Đó, hai cái này thì như nhau, chỉ khác về màu sắc thôi. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 750 một cái nha anh em. 750 một cái, anh em ngồi lên cái là nó sẽ thẳng thớm ra liền cho anh em luôn nha. Rồi, 750k nha anh em. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy hút bụi pin cầm tay. Đó, của Dyson. Đó thì của thương hiệu Dyson. Nếu như anh em mình biết nhiều về thương hiệu này là mình biết rồi. Nó là một cái thương hiệu của Anh Quốc. Nó cái thương hiệu này rất là đẳng cấp, rất là đắt tiền. Ở Việt Nam những cái store lớn như là trung tâm thương mại hay là Vincom rồi hay là những cái trung tâm thương mại lớn á, sẽ có những cái store này của Dyson. Anh em có thể vào tham quan tìm hiểu ha. Những cái đồ của Dyson, ví dụ như những cái máy hút bụi cầm tay như vậy, nếu như là mới thì giá khoảng từ 8-9 triệu cho tới 15 triệu một con. Đó, nó rất đắt tiền, cũng như là quạt không cánh cũng mười mấy triệu một con. Máy sấy tóc cũng như vậy, nó nói chung nó thuộc dạng là hàng VIP cao cấp. Rồi thì cái này em về được một cái lô là hút bụi Dyson của hàng nội địa Nhật nha. Rồi thì anh em thấy ha, đó, nó tình trạng là nó như vậy. Rồi và đi kèm nó có cho mình cái sạc anh em ha. Cái sạc này là nó sạc được điện autovolt luôn, tức là điện từ 100 cho tới là 220V luôn. Đó, nó may mắn như vậy cho nên là mình xài điện chung với điện 220 của mình cũng được nha. Chỉ việc mình sạc đầy rồi mình xài thôi. Đó, thì cái máy hút bụi nó như vậy nè. Đó anh em nè, nó có cái nút bấm, mình chỉ việc mình bấm thôi. Rồi là mình đẩy đi hút thôi. Rất là tiện lợi anh em ha. Và những cái đầu nối này anh em có thể là mình tháo được nè. Đó, mình bấm vô đây. Anh em bấm vô đây là anh em rút ra thôi. Đó, mình có thể bấm vô mình rút ra. Cũng như là cái phần đầu này nè, mình cũng thể bấm vô để mình rút ra luôn. Rồi mình có thể nối ngắn như vậy luôn. Anh em có thể nối ngắn như vậy để anh em hút bụi ra giường nệm rồi đó ha. Mình bấm nè. Đó. Hút trên ghế đồ cũng khá là ok, trên bàn, trên ghế đồ cũng khá là ok nha. Và cái này nó cũng rất là hay anh em ha. Cái đầu này nó vừa là chổi và vừa hút được luôn ha. Tức là nè, nó quay nè, em bấm nè. Đó, thấy không? Nó vừa quét mà nó vừa hút cho nên là nó rất là sạch. Đó, thì cái dòng Dyson này nó thuộc dạng là cái máy hút bụi mà sử dụng pin có thể nói là
rất là xịn sò, rất là cao cấp hiện tại bây giờ luôn nha anh em. Rồi thì mình xài á, thì trong quá trình mình sử dụng thì bụi nó bám dưới đây, tức là mình hút bụi vô trong đây, thì mình chỉ việc là mình ấn cái nút này nè, đó, mình ấn cái nút này xuống nè, rồi là mình mở nó ra thôi, mình lấy bụi ra ha, khá là tiện lợi anh em nhé. Rồi cái này là hàng nội địa Nhật, tình trạng là đã qua sử dụng rồi, y như em quay ha. Đó còn nè, đó có cây nối dài, nếu như mình muốn hút ở dưới đất thì mình gắn cây nối dài này vô, đó khá là tiện lợi luôn, rất là dễ, chỉ có cái nút này nè, anh em bấm vô để anh em rút ra thôi. Đó, đẩy vô ngay khớp nó là nó vô thôi, khá là dễ dàng. Rồi đó, chỉ việc bấm nút là hút thôi. Nó cái máy hút bụi sử dụng pin thì nó rất là tiện hơn so với máy hút bụi sử dụng điện, là ở chỗ là không cần dây nhợ lằng nhằng, chỉ việc là mình để đó đó, mình sạc đầy rồi bấm là hút thôi. Nó rất là nhanh anh em ha. Thì những cái máy hút bụi sử dụng pin này thì của Dyson thì bên em đang bán với giá là 1,5 triệu một con anh em ha. Đi kèm nó có cho mình cái cục sạc luôn, anh em về ghim điện vô là AutoVolt từ 100 tới 220 là anh em xài. Đó, giá nó chỉ bằng chưa tới 1/6, 1/7 của hãng lúc mới nữa. Rồi, thì tình trạng là như vậy. Anh em nào quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây, nó em về cho anh em được là một cái lô máy sấy tóc rất là xịn nha anh em. Đó, đây, đây là máy sấy tóc cực kỳ cao cấp ha. Rất là xịn luôn nha anh em. Đó, cái này nó thiết kế y chang là của Dyson ha. Nó thì anh em nếu như anh em mình biết cái thương hiệu Dyson rồi thì mình biết ha, nó rất là cao cấp, những cái mẫu máy sấy tóc của Dyson phải từ 10 mấy triệu một cái không à, 14-15 triệu một cái ha. Rồi thì cái này nó rất là hay anh em, những cái đầu của nó này anh em thấy không, để vô là nó hít nè. Đó anh em thấy không, nó khi mình đặt vô là nó sẽ tự động nó hít ha. Đó, nó hít rất là dễ, rất là tiện lợi ha. Còn cái công tắc thì anh em bật ở đây đó. Rồi, rất là ok luôn anh em. Đó, còn cái dây điện của nó nè, nó mình ghim được, xài được điện là điện 220V ha. Đó, rồi cái này á, thì anh em cứ xài cái nào thì mình cắm cái đầu đó vô thôi. Đó, cực kỳ xịn ha anh em. Đó, mình nhìn thiết kế nè là mình thấy rồi, rất là cao cấp luôn. Đó, nó có những cái đầu cho mình rất là nhiều cái đầu ha. Ví dụ chị em mà cần uống tóc hay gì này nọ thì sấy ở những cái chỗ cong cong á thì đây. Đó. Còn đây là những cái đầu khe, có thể chỉnh góc độ tùy anh em ha. Tất cả những cái đầu này đều sử dụng 500, cho nên đưa vô là hết nè. Đó, rất là ngon lành luôn nha anh em. Đó, rất là ngon lành. Rồi, ok anh em ơi. Đó, cái máy sấy tóc này ha thì bên em đang bán với giá là 650 nha anh em. 650k. Đó, máy sấy tóc Hàn Quốc 650k. Anh em mình quan tâm thì inbox giùm em nha. Đó rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu nồi chiên không dầu ha. Đó, một cái mẫu nồi chiên không dầu cực kỳ ngon mà giá lại rất là bình dân cho anh em luôn ha. Anh em nào cũng xài được nha. Rồi thì bây giờ em sẽ khui cái mẫu nồi chiên không dầu này ra cho anh em mình xem luôn. Đó thì cái mẫu nồi chiên không dầu này nó cũng tương đối là rất là to anh em ha. Đó, khoảng là 12 lít nha anh em. À, rồi thì cái mẫu nồi chiên không dầu này thì sử dụng điện ha. Cái này thì em mở ra. Đây, đặt xuống mở ra cho dễ nè. Đó. Đây, em mở ra cho anh em xem. Khá là ok nha nè. Đó, cái mẫu nồi chiên không dầu này thì thiết kế đẹp ha, chất lượng tuyệt vời. Đó, đây, khui sơ cho anh em xem. Ở đây, để em ráp cái phụ kiện vào cho anh em xem cho dễ nha. Đó, anh em thấy không? Rất là to anh em ha. 12 lít thì cái này thì anh em có thể nướng gà đồ, nướng gà, nướng cá đồ, khá là ok luôn nha anh em. Đó, rồi. Thì
Thì ở đây nó có cho mình luôn cái vỉ nè. Cái vỉ này anh em có thể đặt trực tiếp vô trong đây luôn. Để trong cái quá trình anh em nướng á thì những cái dầu mỡ nó sẽ lượt ra phía dưới ha. Khá là ok. Rồi nó. Mẫu nồi chiên không dầu này cực kỳ đẹp mà xịn nữa. Mà giá nó lại rất là hợp lý anh em ha. Đó, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là điện 220 luôn. Đó, anh em chỉ việc là ghim vô điện mà mình xài thôi. Ở trên đây nó có cho mình luôn là cái bảng điều khiển anh em ha. Đó, cái bảng điều khiển ví dụ như đây. Để em lọc sơ cái phần bọc ra cho anh em xem. Đó, ở đây thì nó có hướng dẫn sơ cho mình ha. Ví dụ như anh em chiên khoai tây. Đó, thì 180 độ C từ 10 tới 20 phút nè. Đó, còn nướng tôm nè, từ 180 độ C từ 15 tới 20 phút ha. Còn thịt nè, rump steak ha, 200 độ C từ 20 tới 25 phút nè. Còn tích là thịt bò ha, 200 độ C, 15 tới 20 phút ha. Còn cá rồi thì khoảng là 180 độ C, từ 10 tới 20 phút. Thật ra cái này là nó đại khái là từ thôi. Còn anh em, thí dụ trong cái quá trình anh em nướng, anh em có thể nhìn vô trong đây để mình xem được là nó chín chưa. Hoặc là lâu lâu mình mở ra mình kiểm tra thử coi. À hả, nó chín rồi thì thôi. Còn nếu như mà chưa chín thì mình lại bỏ vô mình nướng thêm miếng nữa. Nó khá là hay luôn anh em. Đó rồi, thì cái con này nó, cái nồi chiên không dầu này thì bên em đang bán với giá là 850k nha anh em. Đó, giá rất là tốt cho cái mùa Tết luôn. Anh em mình có thể mua để sử dụng hoặc biếu tặng gì cũng khá là hay ha. Đó, những cái mẫu nồi chiên không dầu này thì chế biến được rất là nhiều các món ăn. Đó, rất là ok luôn nha anh em. Rồi, tình trạng thì chưa có qua sử dụng ha. Rồi, ok. Cái này thì ở phần này thì anh em trong suốt, anh em có thể nhìn vô trong những cái đồ nướng ở bên trong luôn được ha. Rồi, giá của nó là 850k nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này về, em về được cho anh em là mấy cái vòi xịt hơi anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em, nó rất là xịn nha. Anh em mình nhìn như vậy thôi chứ độ bền rất cao. Rồi thì cái vòi xịt hơi này á, hàng nội địa Nhật này thì bên em đang bán với giá là 250 cặp nha anh em. Đó, 250k cặp nè. Đó, và đây á thì nó có kèm cho anh em luôn là cái đầu anh em ha. Đó, nó kèm luôn cho anh em mình cái đầu dặn vô thôi. Đó, rồi ok anh em nha, một cặp là 250k nha anh em. Rất là xịn nha. Nó mình mua cặp này mình để mình sử dụng máy nén khí, mình xịt hơi được rất là sạch sẽ nha. Rồi, ok anh em nào mình quan tâm tới cái cặp xịt hơi này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. À rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái con hạt phong thủy mà sông Nhan Trầm nha anh em. Đó, thì anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi ha. Đó, cái con hạt này á, cái thiết kế của nó nè và cái chi tiết của nó rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, anh em nhìn rất là sắc sảo, rất là đẹp nha. Đó, nó cao hơn một gang tay của em nha. Đó, thì cái này á, là anh em có thể mình trưng bày, mình decor trong những cái không gian mà dạng như yên tĩnh rồi đó ha. Hay để cho những anh em mà mình thích sông Nhan Trầm cũng như là mình khử mùi, đó, các thể loại luôn thì đều được hết nha anh em. Rồi, thì cái con hạt này á, thì anh em thấy ha, nó bằng kim loại nha, rất là xịn sò. Rồi, đi kèm nó là nó có cho anh em luôn là một cái hũ Nhan Trầm. Rồi, thì bây giờ cái này em cũng mở ra sử dụng thử cho anh em mình luôn nha. Đó, thì cái hũ Nhan Trầm này á, ở trong đây nó có mấy cái trầm nè. Đó, mình chỉ việc mình lấy ra, anh em lấy ra một cái, anh em đốt thôi. Đó, mình lấy ra một cái rồi mình đốt anh em ha. Đó, còn cái này mình dặn ra nè, dặn nhẹ ra. Đó là anh em thấy ha, trong đây nó có một cái miếng nỉ. Miếng nỉ này á, là anh em để, mình có thể mình để Nhan Trầm mình đốt vô trong đó cũng không sao nha. Đó, đây, Nhan Trầm thì em chỉ chẹt lên thôi. Đó, rồi em đặt vô trong cái này. Đó, đây cái miếng nỉ nè anh em thấy không? Đó, rồi để lại vô trong cái khớp của nó nè. Đó là ok. Đó, anh em thấy ha. Đó, khá là đẹp luôn nha anh em. Nó vừa decor đẹp nè mà nó sông Nhan Trầm, nó rất là thơm,
Nó cái mùi trầm thì rất là dễ chịu, với lại là nó có cái tác dụng là trừ tà đồ, với lại là xua đuổi những cái côn trùng anh em ha. Đó, rất là đẹp nè. Đó, cho anh em xem ha. Đó, rồi thì cái bộ song nhan trầm này nó gồm là một cái con hạt với lại một cái hũ nhan trầm này, thì bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. Đó, 270k. Rồi thì rất là đẹp ha. Này là cái con hạt này làm bằng kim loại nha anh em. Đó, trầm đốt lên xong nó rất là thơm, rất là dễ chịu anh em ha. Đó, anh em thấy không? Đó, tại em để gần anh em mới thấy nè. Đó, nhìn rất là đẹp nha anh em. Con này thì cái size nó to ha, hơn gang tay em đó. Rồi, ok anh em, 270k. Thì anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, khá là đẹp luôn. Tiếp theo thì mùa này nắng nóng anh em ha, mùa mưa cũng gần tới rồi. Thì dù thì luôn là một trong những cái vật dụng không thể thiếu cho anh em mình ha. Đi ra đường hoặc là mình đi trên xe ô tô mình cũng nên để một cây nha. Và cái mẫu dù này là mẫu dù kiếm nhật, nó rất là đẹp anh em ha. Nói cái cán nó là bằng kiếm nhật nè. Đó, y như cái cây kiếm nhật anh em ha. Mà quan trọng là nó cầm rất là chắc tay, nó có cái dây đeo như vậy nè. Đó, anh em có thể đeo lên trên lưng ha, nhìn nó rất là ngầu nha, rất là đẹp luôn á. Rồi, cái này thì nó có cho mình là cái bao nè. Đó, mình chỉ việc mình mở cái bao này ra. Đó, rồi, thì khá là hay ha. Rồi, đó, rất là ok. Cái cây dù này á, thì nó tương đối là nó to nha anh em. Nó to cho nên là anh em đi mà 2, 3, 4 người cũng khá là ok nha. Đó nè, em cầm cho anh em coi ha. Nó, mình nhìn cái xương của nó, cái dàn xương của nó là mình thấy rồi. Nó rất là chắc chắn, rất là đẹp nha anh em. Đó, em phải để xa ra nè. Đó, để em để xa ra em quay cho anh em, nó mới hết được cây dù ha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi thì dù thì anh em biết rồi, nắng mưa vô tư. Đó, vật dụng không thể thiếu ha, nhất là trên xe ô tô. Có nhiều khi mình nghĩ nó không là gì hết, nhưng mà mỗi lần đi lên đi xuống mà nắng quá hay là mưa quá gì đó thì nó rất là mệt ha. Đó, đây nó có cái nút bấm nè, mình bấm là mình xếp lại thôi. Đó, rất là ok nha. Rồi, dù kiếm nhật anh em ha. Dù kiếm nhật rất là đẹp luôn. Rồi, dù này thì bên em đang bán với giá là 220k. Đó, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn nha. 220k nha anh em. Tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn ha. Đi kèm nó thì nó có luôn cho mình à, cái túi này ha. Đó, anh em mình đeo vô. Đó, mình đeo vô là mình bỏ cái cây dù vô. Nó vừa gọn gàng mà vừa đẹp nữa. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới dù kiếm nhật này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo cắt cành cộng lực anh em ha. Đây, đây là cái mẫu kéo cắt cành cộng lực, bởi vì cái tay nó tay dài á, cho nên khi anh em cắt cành mà bằng cái kéo tay dài thì nó sẽ cắt được những cành to mà nó sẽ rất là nhẹ anh em ha. Cho nên ta gọi là kéo cắt cành cộng lực. Thì cái kéo này á là anh em có thể mình thu lại hoặc mình kéo ra nữa nè. Đó, cái này nè. Cái cán này là mình có thể mình rút dài tối đa luôn nè. Để em rút ra cho anh em xem. Đó, siêu dài anh em ha. Nè, để xa cho anh em coi nè. Đó, thì khi mà anh em kéo dài á, thì mình cắt những cái cây á, cái lực cắt nó sẽ rất là nhẹ. Nó, những cái cành cây được cắt rất là nhẹ nha. Đó, còn mình thu lại thì chỉ việc ấm nút này rồi mình đẩy nó lên thôi. Rồi, thì cái kéo này nè, em cũng sẽ đo sơ kích thước cho anh em luôn nha. Rồi, chiều dài khi mà mình thu lại anh em. Chiều dài khi mình thu lại tối đa của nó là khoảng là 66.5 cm. Đó, còn cái chiều dài khi mình mở tối đa nè. Đó, em mở thử tối đa ra cho anh em luôn. Đó, ngắn nhất là 66 anh em. Còn cái phần dài nhất á là nó lên đến là 1 m anh em ha. Đó, nó lên đến là 1m01 luôn nha. Đó, thì nó khá là dài. Thì nó dài như vậy á, thì nó sẽ giúp anh em, nó hỗ trợ cho anh em cắt được những cái cành cây ở trên cao ha. Nó dài tối đa tới 1 m lận nó, cho nên là mình sẽ cắt được những cái cành cây ở trên cao. Và thêm một cái nữa, khi nó dài thì cái lực cắt của mình nó sẽ nhẹ đi. Nó, mình cắt được những cái cây á, nó sẽ nhẹ đi anh em ha. Đây nè, đó, nó cộng lực ha. Đó, khá là ngon nha anh em. Rồi, thêm cái nữa là cái ngàm nè, khi em mở tối đa. Nó, khi em mở tối đa là sẽ tối đa của cái ngàm nó là lên đến là hơn 5 cm anh em ha, 5.5 cm nha.
ở trên đây thì khoảng 7 cm nhưng mà dưới đây đi, đó khoảng là 5 cm, thì tức là anh em sẽ cắt được những cái cành cây 5 cm ha. Ví dụ cái cổ tay em bỏ vô nó cũng vừa luôn nè. Đó thì anh em thấy ha. Đó mình sẽ cắt được những cái cành cây nó khoảng cái cổ tay của mình nha. Đó khá là ok luôn nha anh em. Rồi thì cái kéo cắt cành cộng lực này thì bên em đang bán với giá là 350k nha anh em. 350k tình trạng là mới chưa qua sử dụng nha. Đó rất là xịn sò cho anh em mình luôn. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái chai dung dịch tẩy keo với lại nhựa đường anh em ha. Nó thì cái chai này nó rất là hay, nó rất là tiện lợi anh em ha. Khi mà anh em dán keo á, mình dán keo vô trong thí dụ cái sản phẩm hay vô trong cái gì đó mà lâu quá mình lột ra nó có cái vết keo còn lại rất là khó lau, thì anh em chỉ cần xịt cái chai này vô cái mình lấy khăn mình lau nhẹ lại thôi là nó sẽ ra cái keo cũ luôn, rất là hay ha. Và cái quan trọng của nó nữa là nó tẩy nhựa đường. Thường những cái xe ô tô của mình á, đó những cái xe ô tô của mình mà mình chạy á, thì nó sẽ bị nhựa đường nó bám lên xe đó, thì mình sẽ không có lau bình thường ra được. Nó thì anh em sử dụng cái chai này mình xịt vô rồi mình lau ra nó rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Đó cái này thì em cũng sẽ xịt thử cho anh em mình xem luôn. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu rìu của Mỹ nha anh em. Đó mẫu rìu của Mỹ này em về lại ha, rìu cán nhựa của Mỹ ha. Đó cái lưỡi thì nó cũng rất là sắc bén ha, chưa có qua sử dụng nha anh em. Một đầu búa nè, một đầu rìu anh em đi rừng hoặc là anh em có thể sử dụng gia đình rồi khá là ok nha. Đó mà mình trang trí nó cũng rất là đẹp nha anh em. Rồi thì cái mẫu này á, là nó nặng nè anh em coi ha, nó nặng là nặng 600g nha anh em. Rồi giá là 220k một cây nha anh em, 220k một cây như vậy ha. Anh em nào mình quan tâm thì inbox cho em nha. Giờ ở đây em lên cho anh em là một cái máy lọc không khí dành cho trên xe ô tô nha anh em. Những anh em nào mà mình có xe ô tô thì mình phải có một cái máy lọc không khí này ở trên xe để cho nó lọc bụi bẩn, nó lọc cái mùi hôi, nó ion hóa không khí cho mình, cho nó bảo vệ sức khỏe của mình nha anh em. Đó thường cái xe ô tô mà anh em chạy lâu ngày nó hay bị hôi á, thì mình phải có cái máy lọc này thì nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Đó cái này là của thương hiệu là Hyundai hết anh em, nó hàng của Hàn Quốc nha. Rồi thì cái máy lọc này cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây nó có cho mình một cái khe nè, nó đi kèm nó có cái cáp cho mình luôn. Anh em chỉ cần cắm cái cáp này vô với là cái đầu USB là anh em sử dụng thôi. Rồi ở trên đây nè nó có cho mình một cái lưới lọc ha. Lưới lọc này có than hoạt tính luôn anh em. Đó cái lưới lọc này á, thì trong cái quá trình mình sử dụng nó sẽ lọc bụi bẩn qua bên đây. Mình xài thời gian thì mình mở ra, mình vệ sinh cái lưới lọc này lại. Nó khá là ok nha. Rồi thì cái máy này á, thì nó hoạt động rất là êm. Nó công tắc on off thì nằm đây. Nó hoạt động cực kỳ êm mà thiết kế cũng rất là đẹp nha anh em. Rồi thì cái máy lọc không khí trên xe ô tô này á, thì bên em đang bán với giá là 590 nha anh em. 590k tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha. Đó anh em mình cần thì inbox cho em. Và cái này nó cũng hay ở chỗ là ở đây nó có cái khe này anh em. Anh em mở cái này ra, anh em có thể là bỏ tinh dầu vô trong đây cũng được. Nó mình bỏ tinh dầu vô trong đây cũng được. Trong cái lúc mà nó lọc không khí thì nó trao đổi cái không khí ra vô á, thì nó sẽ có thêm cái mùi tinh dầu nữa, thì mình cũng sẽ rất là dễ chịu. Nhưng tùy theo anh em thích thì bỏ, không thích thì không bỏ cũng được nha. Rồi cái này thì giá là 590 nha anh em. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ ba kìm của Nhật nha. Đó đây là một cái bộ ba cây kìm của Nhật, nó rất là xịn. Nó gồm là một cái cây kìm mỏ nhọn nè. Đó rồi một cái cây kìm cắt ha, kìm này là kìm cắt nha anh em. Và một cái cây kìm mỏ bằng. Đó ba cái cây này là đủ cho anh em thầy thợ làm luôn ha, hoặc sử dụng gia đình thì quá là ngon nha. Rồi tình trạng là chưa xài luôn nha anh em. Đó cái này là hàng nội địa Nhật và tình trạng là chưa xài luôn nha. Rồi bộ ba cây này là 480k nha anh em. 480k nha, rất là xịn nha anh em. Anh em nhìn nè, mình nhìn cái kết cấu của nó ha, mình nhìn cái kết cấu, cái mà thiết kế của nó là mình nhìn là mình đã thấy rất là cao cấp rồi. Rồi 480k. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái ấm ha anh em. Đó đây là cái ấm của Đức. Rồi cái ấm này thì để dành cho anh em mình nấu nước nha anh em. Đó mình nấu nước ha, mình có thể là mình nấu bằng bếp ga, bếp từ rồi cũng là khá là ok nha. Rồi thì cái ấm này á, là anh em thấy cái dung tích của nó là 2,5 lít anh em ha. Đó cái này là thương hiệu là của Aberg, nó sản xuất tại Đức anh em ha, Germany. Rồi thì cái ấm này á, nó thiết kế rất là đẹp luôn anh em. Và cái này nó rất là tiện lợi nè. Cái phần đầu này nè, mình chỉ việc mình bấm nè. Anh em bấm vô đây là tự động mở ra ha. Đó mình bấm vô là tự động mở để mình rót nước ra ha. Còn không mình thả lại là tự động nó đầy thôi. Đó thì cái này á, là cái phần ở trên đây á, nó làm như vậy là đẹp thôi anh em ha. Chứ thật ra khi anh em cho nước vào á, thì mình cũng phải bấm cái này. Nó rồi mình rót nước vô trong đây luôn. Nó ra vô là bằng một chỗ anh em ha. Nó nhưng mà nó khá là tiện lợi, bởi vì khi mình nấu nước sôi á, thì cái này nó giữ lại,
nó cái nắp này nó đậy là nó làm cho nước nó giữ nóng được lâu nè. Cái thứ nhất là giữ nóng lâu, cái thứ hai là không có côn trùng hay gì bay vô trong đây. Nó trong khi mà mình chỉ mình muốn mình rót ra thì chỉ cần mình bấm cái thôi là nó rót ra ha, mình bấm cái là nó bật ra để mình rót ra nè. Đó, khá là tiện lợi anh em ha. Rồi thì cái ấm này là của Đức và cái dung tích của nó là 2,5 lít anh em ha. Nó khá là đẹp luôn nha. Đó, anh em nhìn để trong cái bộ bếp của mình nhìn rất là đẹp luôn á. Rồi, cái ấm này thì bên em đang bán với giá là 420k. Đó, 420k một cái ấm này nha anh em. Đó, rồi, ok anh em nào mình quan tâm thì mình vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây trong cái kiện hàng nội địa Nhật về. Đợt này em về được một cái cưa xích pin cầm tay, hàng nội địa Nhật anh em ha. Đó thì cái con cưa xích pin cầm tay này nó cũng khá là ok, rất là gọn gàng. Nó như em cầm trên tay anh em ha. Rồi, ở đây cái lam xích nó thì nó nhỏ anh em ha. Nó phù hợp cho anh em cưa những cái cắt cành, những cái cành nhỏ nhỏ rồi ha. Thì cái lam xích này nó dài là 10 cm anh em ha. 10 cm thì những cái cành nhỏ dưới 10 cm anh em cắt thoải mái nha. Rồi, thì ở đây chỉ việc mình bấm nút thôi. Rất gọn gàng anh em ha. Đi kèm nó là gồm một máy một pin và một sạc anh em ha. Một máy một pin và một sạc, và cái sạc của nó là sạc AutoVolt luôn nha, là sạc được điện từ 100 cho tới là 220V. Rồi, nó anh em nè. Ở đây nè anh em nhìn vô cái hộp ha, tại Nhật nó có cái giá là khoảng là gần 9.000 yên. 9.000 yên ở bên Nhật thì khoảng là 1,8 triệu anh em ha. Đó, còn cái giá bên em chỉ có là 800k thôi. Đó, giá này chỉ có 800k thôi anh em ha. Nó mua về anh em cắt ngon lành luôn nha. Rồi, ok anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy cưa xích sử dụng pin này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bơm xe sử dụng pin nha. Đây là cái bơm xe sử dụng pin của Bosch nha. Đó, thương hiệu rất là đình đám rồi. Thì anh em biết rồi, đây là hàng chính hãng nha. Khi mà anh em mua ở đây nó có cái tem chống hàng giả nè, với lại cái mã QR code. Anh em chỉ cần quét cái mã QR code này ra là nó sẽ ra được cái thông tin của cái bơm này nha anh em. Đó, đây, Sutget Germany nè. Đó, rồi thì cái bơm này á, nó sử dụng pin, anh em chỉ việc sạc đầy pin thôi là mình để trên xe ha. Nó có thể bơm được xe ô tô, xe đạp hay là bơm phao, bơm nệm gì đó, các thể loại luôn. Nó rất là gọn gàng luôn nha anh em. Rồi thì ở đây nó có nè, nó có cái nút nè, anh em chỉ việc mình mở lên nè. Rồi là mình chọn thôi, mình bấm cái start up rồi nó tự động nó bơm ra ngoài cho mình ha. Đó, đây thì nó hiển thị app nè. Đó, khi mà mình bơm cái nó sẽ hiển thị app lên nè, tới cái app nào đó cần thiết thì mình dừng thôi. Và ở đây nè, ở trong đây có cái ngăn nè, anh em kéo xuống là nó có cho mình ba cái vòi để bơm luôn nha. Một là anh em để bơm xe nè, cái này là bơm banh nè ha, cái xúc bắp bơm băm, còn một cái thì anh em có thể bơm phao, bơm bóng gì bằng cái này nha. Đó, rất là tiện lợi nha anh em. Rồi thì cái này là của Bosch chính hãng ha, 3,6V nè. Đó, sử dụng pin sạc nha, anh em mua về có kèm theo cái cáp sạc cho anh em để anh em cắm vô anh em sạc nha. Rồi cái này bên em đang bán với giá là 1,7 triệu nha anh em. Nó 1,7 triệu nha. Anh em nào quan tâm tới cái bơm xe ô tô của Bosch thì vui lòng inbox cho em nha. Ở đây nay em lên lại cho anh em là một cái mẫu dao của Thánh Rắc Muối nha. Đây là cái dao của thương hiệu Kaikot. Đó, đây là cái dao của thương hiệu Kaikot chính hãng Nhật Bản nha anh em. Đó, đây, đây nó có cái chữ Japan nè. Đó, chính hãng Nhật Bản. Cái dao này á thì cái lưỡi nó dài 3 tấc nha anh em. Đó, cái lưỡi rất là dài luôn á. Cái dao này nè, độ dày cũng rất khá là dày nha. Ở bên châu Âu thì người ta hay sử dụng để cắt những cái mảng thịt lớn như là bò bít tết hay là những cái quả trái cây mà lớn á, thì ta sử dụng những cái dao này. Đó, những cái dao này thì nó rất là bén. Anh em ha, có thể làm bò bít tết hay cắt những cái sườn bò gì đó. Đó, đầu bếp châu Âu người ta sử dụng những mẫu dao này. Rồi, thì cái dao này thì bên em đang bán với giá là 350k một cây nha anh em. 350k một cái cây này. Anh em nào mình quan tâm mà mình đang cần tìm một cái dao cái đại loại cái kiểu như vậy thì cứ gọi điện cho em nha. Về được một cái lô máy hút bụi ha. Đây là máy hút bụi sử dụng điện mà nó rất là tiện lợi luôn nha anh em. Nó cực kỳ gọn, khỏe mà tiện lợi nữa. Đó, cái này là rất là phù hợp cho anh chị em mà sử dụng gia đình mà cần một cái máy hút bụi mạnh mà gọn nha. Rồi thì đây, rồi em sẽ khui thử cái con này cho anh em mình luôn. Đó, rồi khui đi. Không được. Đó, thì em sẽ mở sơ bên trong ra cho anh em mình coi luôn nha. Rồi,
ở bên trong. Trước tiên thì nó có cái sách hướng dẫn ha. Rồi sau đó thì nó có những cái phụ kiện như là cái cây nè, cái cây nối dài. Cái cây này là để anh em mà khi mà trong quá trình mà mình hút á ha, mình đứng mình hút á, thì nó sẽ nối dài, nó đưa xuống đất ha. Đó đây. Rồi phụ kiện tiếp theo, nhân vật chính là cái body. Đó, cái máy hút nha. Đó, khá là gọn nha. Thì anh em mình lưu ý ha, khi mà anh em muốn mà mình hút dưới sàn nhà thì mình gắn cái cây này vô. Còn nếu như anh em mà mình hút ở trên bếp hay trên tủ gì đó thì không cần gắn cây nối dài vô, thì mình có thể mình hút trực tiếp ở trên tủ luôn bằng cái thanh ngắn này nha. Rồi thì cái này nó cũng khá là dễ nha anh em. Rồi dây điện thì cũng tương đối rất là dài cho anh em mình luôn. Cái con này công suất lên đến là 600W nha. Rồi tiếp theo là cái, đây là cái bàn hút nha anh em. Đó. Rồi đây là cái bàn hút, thì thí dụ anh em mình hút mà hút theo kiểu hút nhà thì mình gắn cái bàn hút này vô. Đó, còn mình hút trên bàn hay là trên những cái trên xe ô tô nè, trên bàn hay là trên giường nệm gì đó nó, thì mình gắn những cái đầu hút khe này vô. Thì bây giờ em cũng gắn vô cho anh em mình luôn. Đó, để anh em mình xem thử cái khả năng cũng như cái hiệu quả làm việc của cái máy này nha. Rồi thì ở đây nè, nó có cái nút này anh em nè. Khoan. Nó có một cái nút này nè anh em, khi mình xài á thì mình kéo cái nút này xuống rồi mình gắn cái cây vô. Đó, gắn vô xong rồi mình khóa lại thôi. Đó, rất là đơn giản anh em. Rồi, gắn tiếp cái đầu đó vô nữa. Rồi, đó, nó là như vậy thôi. Rồi thì còn tiếp theo thì ở đây nó có thêm hai cái đầu hút khe nữa. Rồi bây giờ em sẽ cắm vô điện. Rồi em sẽ cắm vô điện nè. Đó, đây, ở đây ghim vô trong điện rồi em sẽ hút thử cho anh em mình xem nha. Nó nói chung ở đây thì em không có cái em không có rác gì hết á, nên em lấy ốc vít ha. Ở kho em thì ốc vít rất là nhiều đó, em lấy mấy ốc vít em hút cho anh em mình xem luôn nha. Đó, rồi ok, thì ở đây nó có, sau khi cắm điện thì ở đây em có cái công tắc on off nằm đây nè. Đó, anh em mình bật công tắc vô. Rồi, hút thôi. Đó, một nút nhạc là em đã hút xong được mấy cái con ốc vít này rồi nha. Đó, một đống trong đây nè. Rồi trong quá trình mà anh em vệ sinh á thì cũng rất là đơn giản. Ở đây nó có cái nút này, anh em bấm cái nút này để anh em rút ra thôi. Ở đây nó có một cái lưới lọc ha, cái lưới lọc này thì anh em cũng rút ngược nó ra. Rồi trong đây nè, nó ốc vít rất là nhiều trong đây, anh em thấy không? Đó, em hút ốc vít một đống ở trong đây luôn nè, hút sạch ốc vít luôn nha. Đó thì anh em mình lưu ý ha. Đó, rồi sau khi mà mình bỏ đồ ra xong rồi thì mình gắn lại cái lưới lọc này lại thôi. Đó, mình gắn cái lưới lọc này lại rồi ở đây thì mình cứ mở ra. Đó. Rồi, ghim lại là xong. Còn nếu như anh em mà mình muốn hút bụi mà dưới sàn nhà thì mình chỉ việc rút cái thanh, nó rút cái đầu ống này ra. Rồi, mình gắn cái này vô thôi, mình gắn cái bàn hút vô thôi. Nó khá là ok nha anh em. Thì anh em mình ha, mình thấy cái bàn hút này nó cũng rất là tiện lợi nè. Đó, em cũng hút thử bằng cái bàn hút này mấy ngóc giúp cho anh em mình coi luôn. Công tắc on off thì em cũng vẫn mở tiếp tục cho anh em mình nha. Rồi. Rồi khá là ok luôn nha anh em. Đó, trong đây nè, ốc vít nó vô trong đây hết. Đó. Đó thì anh em mình cứ việc mình mở cái này ra rồi là mình lấy ra thôi. Đó, rất là hay luôn ha. Thì anh em biết rồi, những cái con ốc vít em còn hút vô được thì bụi bẩn bình thường thì nó là chuyện nhỏ nha anh em. Đó, khá là ok luôn nha. Rồi thì cái máy hút bụi này mà giá nó cực kỳ tốt luôn, nó sử dụng được cái nguồn điện là 220V nha anh em. 220V, công suất là 600W, đi kèm nó là như hình em quay ha. Một cái đầu hút khe nè, một cái chổi hút nè, với là một cái bàn hút nè. Đó, bao nhiêu đây là đủ để cho anh em mình sử dụng được rất là nhiều việc luôn nha. Đó, đây, đó, anh em thấy không, cầm trên đây nè, cực kỳ ngon nha. Đó, em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn đi. Rồi, cái kích thước này, tổng chiều dài của nó hang là 1m1 nha anh em. Tổng chiều dài là 1m1 từ cái cán tới cái bàn hút luôn nha. Còn nếu như anh em mà mình hút mà ở trên bếp hay là ở trên bàn làm việc hay là ở trong xe gì đó thì mình có thể mình mở cái này ra. Đó, mình có thể mình tháo cái cây này ra để mà mình mở cái thanh nối dài ra. Đó, nó cũng khá là ok luôn nha anh em. Đó, nó khá là ok. Đó, mình chỉ cần mình mở cái chốt bên phía sau này ra nè. Đó, mở cái chốt này ra là mình lấy được cái thanh nối ra, là mình có thể cầm. Anh em cầm rất là gọn gàng nha. Đó, rồi, ok anh em ơi. Rồi, thì
cái máy hút bụi này thì bên em bán với giá là 750.000 anh em. Đó, cái máy này là 750.000, đầy đủ phụ kiện cho anh em mình luôn nha. Hút cũng khá là ok nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm tới mẫu máy hút bụi này thì vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Được cho anh chị em mình một cái lô là cái này gọi là cái cà mên ha anh em. Cái này ở Việt Nam mình gọi là cái cà mên, kiểu như là để mình dở cơm ha. Còn này ở bên Nhật người ta cũng sử dụng để dở cơm nè. Ví dụ này là nó gồm là một cái cà mên to. Nó cái này là kiểu như nó giữ nhiệt nha anh em. Nó ở trong đây nó có những cái ngăn nhỏ nè cho anh em mình. Ví dụ một cái ngăn anh em đựng cơm, một ngăn anh em đựng canh, một ngăn anh em đựng thịt. Và cái này nó kèm cho mình là một cái đôi đũa nữa ha. Cái này là hàng nội địa Nhật, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này em cũng mở ra cho anh em mình luôn. Đó, ở trong đây thì nó đi kèm nó có một cái túi rất là đẹp nha anh em. Mình nhìn nó đồ của nó là mình thấy chất lượng rồi nha. Đó, cái túi này anh em có thể xách đi nha. Đó, khá là ok. Rồi, còn cái này là ở bên trong. Ở bên trong khi anh em mở ra thì đầu tiên thì ở đây nó có cho mình một cái khay ha. Cái khay này là đựng đũa nha anh em. Rồi, ở trong đây nó có luôn cho mình một cái đôi đũa bằng inox nha. Đó, nó có cho mình một cái đôi đũa bằng inox luôn nè anh em. Đó, mới chưa qua sử dụng full hộp nha anh em, yên tâm nha. Đó, rất là xịn sò ha. Đó, rồi đựng trong cái khay này. Đó, cái này thì mình mua để dành mình dở cơm nha. Dở cơm cho người nhà mình ha. Đó, khá là ok. Hoặc mình dở cơm theo để mình ăn đi làm rồi đó. Khá là ngon. Rồi, cái túi nè anh em, mình nhìn vô cái túi là mình cũng thấy chất lượng đó nha. Cái túi này á, ở ngoài thì bằng vải nhưng ở trong đây á, nó có một cái lớp cũng là lớp cách nhiệt luôn nha anh em. Cái lớp này như là giấy bạc vậy đó, nhưng nó không phải bằng giấy nha. Đó, khá là hay ha, có một cái ngăn nhỏ trong đây. Đó, mình thấy cái túi là đã thấy chất lượng rồi. Rồi, tiếp theo thì tới cái bình này. Rồi, cái bình này thì em mở sơ ra cho anh em luôn. Mở sơ ra cho anh em coi, ở đây thì nó cũng có cho mình một cái nút nè, nó nút bấm nè. Rồi thì mình mở ra, trong đây nó sẽ có cho mình một cái ngăn nè, hai cái ngăn nè và ba cái ngăn. Thì nó cũng như cái hình hồi nãy em cho anh em xem thôi. Đó, ở đây thì cái lồng của nó nè anh em thấy không, inox 304 ha, y như những cái bình giữ nhiệt luôn nha anh em. Đó, cái lồng rất là to nha. Cái này em nói anh em có thể mình đựng nước cũng được nữa, đựng nước nóng cũng được nữa. Đó, khá là ok nha. Rồi, tiếp theo những cái ngăn đây thì em cũng mở sơ cho anh em coi luôn nè. Đó, inox 304 rất là xịn ha, một cái ngăn. Cái ngăn này thì anh em có thể để cơm nha. Đó. Rồi, tiếp theo hai cái ngăn còn lại thì nó sẽ nhỏ hơn cái ngăn đó xíu nha anh em. Cái ngăn này thì anh em có thể là mình để canh nè, cá hộp nè, hay là những cái đồ ăn khác lặt vặt nha. Đó, nói chung là cái này là nó làm thiết kế rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn nha anh em. Rồi, ok. Đó, cái này để chống có trầy thì em bỏ lại vô trong cái bọc cho anh em mình luôn. Rồi, thì cái này á là cái bộ cà men này ha. Bộ cà men giữ nhiệt này thì bên em đang bán với giá là 800k nha anh em. 800k nha, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Đó, tình trạng là chưa xài. Đó, đầy đủ những phụ kiện như em quay cho anh em luôn nha. Đầy đủ những phụ kiện là gồm là một cái bình, một cái bình lớn như vậy. Đó, một cái đôi đũa inox và một cái túi vải, khá là đẹp. Rồi, ok, 800k nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Đó, 800k. Rồi, tiếp theo thì ở đây. Đó, ở đây em về cho anh em được là một cái mẫu máy pha cà phê. Đây, em khui ra luôn cho anh em mình xem. Đây. Đây, một cái mẫu máy pha cà phê khá là đẹp.
không? Nhìn khá là đẹp nha anh em. Mẫu máy pha cà phê này thì cũng rất là ok. Nói chung là nó cũng rất phù hợp với anh em mình nha. Đó, quay sơ một vòng cho anh em mình xem. Rồi, máy pha cà phê này thì nó rất là đơn giản luôn. Một đầu thì anh em cắm vô điện nha. Một đầu thì mình cắm vô điện. Rồi còn một đầu á là đây. Mình khi mà anh em mua á, về á thì mình sẽ bỏ cà phê vô trong đây. Cà phê là cà phê xay sẵn nha anh em. Cà phê là cà phê mình xay sẵn rồi mình bỏ vô đây. Thì tùy anh em muốn uống đắng thì mình bỏ nhiều cà phê xay. Đó, rồi nước thì anh em bỏ vô đây. Ví dụ như là anh em muốn uống đắng thì mình bỏ nhiều cà phê và ít nước. Còn mình muốn uống mà nhạt nhạt thì anh em bỏ ít cà phê và nhiều nước. Cái này là vẫn là tùy thuộc vào anh em pha nha. Đó, cái lượng nước là do mình thôi, một ngăn nước, một ngăn cà phê. Rồi thì khi mà mình bỏ vô xong mình đậy nắp lại thôi. Mình bỏ vô xong thì mình đậy nắp lại. Rồi là anh em ghim điện vô anh em xài. Ở đây nó có công tắc nè, on off nè. Đó, khá là đẹp luôn nha anh em. Rồi, thì cái máy pha cà phê này á là nó sử dụng nguồn điện của nó là điện 220V luôn nha anh em. Đó, nó có cho mình một cái bình này để anh em là đựng cà phê nè. Tức là khi mà nó pha xong á, tự động nó sẽ chảy cà phê vô đây. Và dưới đây nó có một cái nút nhỏ. Cái nút này á là nó có tác dụng là khi anh em mà mình bỏ cái cốc này vô đây, nó mới chảy nước. Còn khi mình lấy ra thì nó sẽ không chảy xuống luôn. Nó khá là hay nha. Để em quay thấp thấp xuống cho anh em mình xem cái nút đó nha. Để anh em mình biết được là cái nút đây. Đây nè, đó, nó có cái nút nè. Đó, anh em thấy không? Nó có cái nút này nè, nút dưới đây nè. Đó là khi mình bỏ cái cốc vô thì nó mới chảy cà phê. Còn nếu như mình không bỏ cái cốc này vô thì nó cũng sẽ không có bị nhịn, nó không có bị đổ ra ngoài. Đó, lúc nó đang pha nó cũng không bị đổ ra ngoài. Khá là hay nha anh em. Tình trạng thì cái này là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi thì máy pha cà phê này thì bên em đang bán với giá là 850k nha anh em. 850k một cái máy pha cà phê này, sử dụng điện là điện 220 luôn nha anh em. Đó, khá là ok nha. 850k. Rồi, anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cân sức khỏe nha anh em. Đây là cái cân sức khỏe ha. Cái này là cái cân thông minh nha anh em. Khi mà anh em mua cái cân này về, nếu như anh em chỉ cân đơn giản thì là mình chỉ việc mình bỏ pin vô đây rồi mình cân cái trọng lượng cơ thể thôi. Nhưng nếu như anh em mà mình cân chuyên sâu hơn á thì mình tải cái app về. Cái app của cái cân này về rồi mình kết nối Bluetooth với điện thoại thì khi anh em cân á, khi mà mình cân á thì nó sẽ có một cái dòng điện rất là nhỏ nó phát ra và nó tính được là cái tỷ lệ mỡ ha, cái tỷ lệ mỡ nè, mỡ nội tạng nè, tỷ lệ cơ nè, đó, rồi cũng như là cái độ tuổi của anh em luôn. Đó, nó sẽ tính được như vậy, nó thông báo qua cái app điện thoại cho anh em để anh em có thể quản lý được ha. Quản lý được là cái sức khỏe của cơ thể mình. Ví dụ nếu như mình mập quá hay này nọ thì mình có thể kiêng lại, hoặc anh em bớm thì mình có thể ăn bổ sung thêm. Hoặc là những anh em mà mình tập gym ha, mình tập thể thao đồ thì mình cũng cần có một cái cân như vậy để mà nó quản lý sức khỏe của mình. Rồi thì cái cân này á là nó cũng rất là thông minh. Rồi, này em đo sơ cái đường kính của nó cho anh em mình luôn nha. Cái này á là chiều ngang của nó là 26cm nha. Rồi chiều dài cũng 26 luôn. Cái này là hình vuông nha anh em. Pin thì sử dụng pin tiểu ha, anh em chỉ việc lắp vô thôi. Và anh em lưu ý cái cân này nó rất là mỏng, cho nên khi mình đặt xuống á, mình đặt xuống nền á thì nó phải ở trên bề mặt phẳng nha anh em. Chứ nếu như anh em đặt có cái gì nó đội đội lên ở phần giữa này thì nó cũng sẽ không chính xác. Rồi thì cái cân này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Nó cân sức khỏe thông minh 400k nha. Rồi tiếp theo thì nay em về lại cho anh em là một cái cây mài dao ba khe của thương hiệu là Tamasaki. Đó, hàng nội địa Nhật anh em ha. Cái cây mài dao này nó rất là tiện lợi anh em ha. Một đầu thì một cái tay cầm cho anh em nè. Nó còn đầu còn lại là nó có ba cái khe. Thì trong ba cái khe này á, là nó có những cái chất liệu khác nhau như kim loại nè, kim cương nè. Và một cái chất liệu sứ để anh em mài ha. Nó mình có thể mình đưa những cái lưỡi dao vô. Ví dụ những cái lưỡi dao mình đưa vô đây, mình kéo thôi. Nó là nó sẽ mài rất là bén anh em nha. Rồi thì cái cây mài dao ba khe này thì bên em đang bán với giá là 160k nha anh em. Đó, 160k một cái cây này, tình trạng là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, khá là ok. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cây thước đo gốc. Nó thước kê gốc vuông anh em ha. Đó, thước kê gốc vuông. Nó hàng của Mỹ cho anh em luôn nha. Đó, Made in USA.
Rồi cái này là nó sử dụng cái hợp kim không rỉ anh em ha, stainless steel nè. Nó thì cái sử dụng cái hợp kim không rỉ thì tức là những cái cây vậy là anh em xài hoài luôn tới mất thôi chứ nó không hư nha. Và cái đầu này anh em có thể điều chỉnh nè. Đó, mình điều chỉnh cái gốc lên xuống theo cái ý muốn của mình nha. Rồi cái này là còn cái cây thước của nó là 30 cm, tức là 300 mm anh em ha. Đó, nó có hai mặt và cả hai mặt đều có số luôn nha. Rồi thì khá là ok. Nó cái này á, thì cái đầu này nó có cái cân thủy nữa nè anh em ha. Nó mình đo góc vuông mình cân thủy được luôn nha. Rồi cái này là cái khóa lại, nếu như mình cố định nó thì mình khóa lại, còn mình muốn di chuyển thì mình mở cái ốc này ra thôi. Đó, nói chung cái này là anh em làm đi quay, làm mộc hay là làm sắt gì đó cũng rất là cần thiết nha. Rồi thì cái này thì giá nó cũng khá là ok. Rồi 180k nha anh em, 180k một cái cây này. Rồi thì anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Thước kê gốc 180k. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh em là một cái cây đèn nha anh em. Đèn này dạng giống đèn hoa sen ha. Rồi thì em cũng mở thử, em ráp thử coi nó giống như thế nào luôn. Nhìn ở ngoài thôi. Đó, cái này thì bên em cũng có cây duy nhất thôi. Rồi ở trong đây nó có cái lá này nó giống như là cái hoa sen anh em. Rồi còn cái hộp này là cái gì đây? Rồi đây là những cái lá bằng thủy tinh nha anh em. Những cái lá bằng thủy tinh để anh em gắn vô trong cái chóa này nè. Rồi còn phần bên trong của nó là cái chân ha. Rồi em ráp sơ cho anh em mình coi để anh em mình biết nó như thế nào luôn nha. Rồi cái này là nó sử dụng điện là điện 100V nha anh em. Hàng nội địa Nhật cho nên điện là điện 100V nha. Nó em sẽ lắp trước cho anh em là cái bóng đèn. Dây điện nè. Đó, còn ở đây là nó có những con ốc nha anh em. Những con ốc này là để cho anh em mình lắp ráp á. Đó, mình lắp ráp thì cái đèn này á, thì mở cái phần này ra chụp lên thử á. Chụp. Đó. Khá là đẹp luôn anh em ơi. Wow, đẹp lắm anh em nha. Đó, cái này là ở đây nó còn nè. Nó còn một cái lá thủy tinh nè anh em. Cái lá thủy tinh gắn ở ngoài á mà em chưa ráp vô nha. Đây nè, nó y như cái hình này nè. Dạ anh em, mình nhìn nó là mình cũng biết nó rất là cổ rồi nghe anh em. Cái này là nó cũng cổ rồi, bên Nhật lâu lắm rồi. Đó, cái này là cảm ứng á. Đó, hay quá anh em ơi. Đụng cái nè. Hay dữ vậy. Trời ơi, cái đèn này nó hay lắm anh em ơi. Tức là như nè, tắt thử ơi, tắt như thế nào. Nè. Rồi, cái cây đèn này á là anh em thấy không? Cái thân của cây đèn này anh em không thấy một cái nút nào bấm hết á, nhưng mà khi mình bấm nè, mình đụng đại bên cái chỗ nào đó nè, nó em đụng là sáng chế độ thứ nhất nha, chế độ thứ hai nha, chế độ thứ ba nha, tắt nè, ba chế độ. Rồi em đụng thử ở trên đây nha, 1, 2, 3. Ôi quá hay anh em ơi, tức là nó cảm biến á là toàn cái thân cây đèn luôn anh em. Mình chỉ cần mình đụng vô đây cái là tự động sáng nè. Đó, ui hay quá anh em ơi. Đó. Rồi ok, cái đèn này thì nó làm thiết kế kiểu dạng như là tân cổ điển nha anh em. Nhưng mà anh em lưu ý điện của nó là điện 100V nha. Điện 100V ở đây nó còn mấy cái lá thủy tinh này chưa có gắn vô nè. Đó, khi gắn vô hoàn chỉnh là nó sẽ giống vậy nè anh em. Rồi thì cái cây đèn này ha, cảm biến đi theo anh em là đầy đủ phụ kiện luôn cho anh em, về chỉ việc ghim điện vô là xài thôi. Thì rồi, cái cây đèn này thì bên em đang bán với giá là 1,2 triệu nha anh em. 1,2 triệu nha. Cái này làm đèn ngủ cũng được, làm đèn để bàn cũng được, đèn đọc sách cũng được ha. Nhìn nó cái phong cách nó cổ quá anh em, rất là đẹp nha. Rồi 1,2 triệu. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái set muỗng nha. Đó, đây là cái set muỗng của Đức nha anh em. Đó, set muỗng này là gồm 5 cái nha. Nói em mở ra cho anh em coi. Nó muỗng inox 5 cái thì đại khái rất là ngon, rất là xịn sò. Rồi thì cái set này giá cũng rất là ok anh em, chỉ có 60k một set như vậy thôi. Nó 60k một cái set muỗng 5 cái thôi, thì mỗi cái nó có 12k ha. Đó, rất là xịn nha, rất là đẹp, set muỗng inox nha. Rồi anh em nào quan tâm tới cái mẫu này thì inbox hoặc điện thoại cho anh em, cho em nha. Rồi 60k. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ kìm cắt móng tay rất là đẹp ha. Đó, đây là cái thương hiệu kìm cắt móng tay của Đức nha anh em, nó gồm 3 cái kìm. Cái thứ nhất nè là gồm một cái kìm cắt móng tay. Đó, đây là kìm cắt móng tay nha anh em. Đó, ở đây nó còn cái siêu luôn, em chưa lột ra nha. Rất là đẹp.
Rồi. Đó, đây là cây thứ nhất ha, có thể cắt móng tay nè. Rồi tiếp theo là cây thứ hai to hơn thì anh em có thể là cắt móng chân nha. Đó, thì mình nói có thể thôi chứ thật ra là anh em khi mình cắt cái nào phù hợp thì mình xài thôi. Rồi. Rồi, tiếp theo là cây thứ ba. Đó, cây thứ ba này á, là nó là cắt xéo, tức là anh em dành cho anh em cắt xéo hay cắt khóe hay cái gì đó. Rất là ok luôn nha anh em. Đó. Tình trạng rất là đẹp luôn, mình có thể mua để sử dụng nè. Nó để trong nhà ai cũng cần hết móng tay thì ai cũng cái nhu cầu của ai cũng có hết rồi. Đó, mình mua mình để mình sử dụng hoặc mình có thể mình làm quà, mình biếu hay là cái gì đó cũng rất là ok nha. Thì cái bộ này á, giá rất là tốt luôn, chỉ có 190.000 thôi anh em. 190k một cái bộ kìm cắt móng tay như vậy nha, của thương hiệu Đức nha anh em. Ở đây thì em lên cho anh em là một cái bộ đầu khẩu ha. Đó, đây là một cái bộ đầu khẩu cũng như là cái cần lực nè. Đó, rồi trọn bộ nó là như vậy cho anh em mình ha. Gồm một cái cần lực đầu 1/2 ha. Một cái cần lực đầu 1/2 có đảo chiều luôn. Rồi một cái đầu nối dài. Với lại một cái bộ đầu khẩu là từ 8 cho tới là 24mm. Đó, 8 tới 24mm rất là đa dụng cho anh em ha. Anh em nào mà mình chưa có bộ đồ xài á, nó chưa có một cái bộ chìa khóa để tháo dặn mở ốc thì đây cũng là lựa chọn rất là ok nha. Rồi cái bộ này thì tình trạng là chưa có qua sử dụng nha anh em, full bộ như vậy giá 390k nha. 390k. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái mẫu cần câu rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, dân carbon rất là đẹp nha. Đây là cái mẫu cần câu tay nha. Cái này là nó có hai size, một size là 5m4 và một size là 6m3. Thì hai cây nó đều như nhau, chất liệu như nhau, chỉ có cây nó dài hơn nhau xíu thôi. Đó, thì đây em mở thử ra cho anh em mình coi luôn. Đó, cái cây này nó tương đối rất là xịn nha anh em. Đây, em mở cho anh em xem cái cây 5m4 nè. Đó, anh em mình nhìn là mình thấy rồi ha. Nó rất là thẳng nha. Đó, nó thẳng, nó nặng. Nói chung là cây này ok lắm. Cái cây này á, thì nó sẽ câu được cá khoảng từ 8kg nha anh em. Từ 5 cho tới 8kg nha. Rất là ok cho anh em mình để dành cho anh em mình đi câu luôn nha. Rồi anh em nè, mình nhìn thử cái vân của nó. Đó, cái vân carbon của nó rất là đẹp nha. Đó. Rồi, cây này á, cái mẫu cần câu này thì bên em đang bán á, là nó có hai loại nha. Một loại đây, cái đọt nè, đây là phần ngọn nè. Đó, cây 5m4 thì giá là 750 nha anh em. Còn cái cây 6m3 là giá 950 nha. Đó, hai cây này, cái vân carbon rất là đẹp luôn, rất là xịn sò nha. Cho anh em xem luôn. Đó, cây 5m4 thì giá 750, còn cây 6m3 thì 950. Anh em lựa cái nào phù hợp với mình là mình xài nha. Đã rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là mấy cái mẫu dao của Nhật rất là xịn ha anh em, siêu VIP ha. Rồi thì ở đây đầu tiên thì em sẽ lên cho anh em là một cái mẫu dao của Takayuki. Thì cái dao này á, là dao sashimi. Anh em thấy ha, thường ta thắt sắt cá hồi hay là cái gì đó, thịt mỏng, thịt dài gì đó thì ta sử dụng những con dao này. Và đầu bếp Nhật sử dụng những cái dao này. Thì anh em thấy ha, cái dao này cái độ hoàn thiện của nó rất là cao nha. Đó, nó rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn. Rồi thì cái dao này mẫu này cực bén anh em ha. Rồi cái này á, thì em đo chiều dài cho anh em. Chiều dài của tổng thể của nó lên đến là 39.5 anh em ha, gần 40cm nha. Rồi tình trạng chưa qua sử dụng ha, sản xuất tại Nhật cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu dao này thì bên em đang bán với giá là 290k. Đó, mẫu dao này thì bên em đang bán với giá là 290k nha anh em. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em nữa là một cái mẫu dao của Takayuki nữa. Mẫu này thì gọi là mẫu D3, dao D3. Đó thì anh em thấy ha, độ dày nó rất dày anh em ha. Nó làm rất là đặc thù, rất là dày dặn của cái mẫu dao D3 này luôn. Rồi thì cái này độ hoàn thiện của nó cũng như vậy luôn. Đó, cái này là Takayuki Made in Japan anh em ha. Rồi ok, rất bén anh em ha. Rất bén, rất đẹp nha. Rồi cái dao này thì chiều dài của nó là 30.5cm nha. Rồi con dao này thì giá của nó là 350k nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo là tới một cái con D3 lớn. D3 lớn rất là to nha. Đó, độ dày của nó cực kỳ dày nè. Rồi Takayuki. Đó, sản xuất tại Nhật anh em ha. Rồi, rất xịn sò luôn. Rồi thì con này thì bên em đang bán với giá là 400k một con nha anh em. Thì trọn bộ nó, nếu như anh em mình mua trọn bộ là gồm là một cây sashimi. Đó, anh em mua trọn bộ là gồm một cây sashimi, một dao D3 nhỏ, một dao D3 lớn, thì trọn bộ là
1.040.000 bên em sẽ bao ship cho anh em nhé. Rồi, ok anh em nào quan tâm tới những cái mẫu dao này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì trong cái kiện hàng nội địa Nhật này về ha, em về được là một cái dòng kiến massage mắt nha. Đó, cái máy massage mắt là của thương hiệu là La Luna nha anh em. Đó, cái này là tình trạng là anh em thấy ha, còn khá là đẹp luôn nha. Rồi cái này nó có cái dây đeo phía sau này, mình có thể tăng giảm khi mình đeo lên mắt mình ha. Cái này á, là nó rất là hay anh em, cái bảng điều khiển của nó nè. Đó, chỉ việc mình bật cái này lên thôi là bắt đầu là nó sẽ có báo phần trăm pin nè. Rồi những cái mà mod kiểu như là những cái chế độ cho mình ha. Và cái này khi anh em mở lên sẽ nghe một cái tiếng nhạc du dương rất là nhỏ ha, cực kỳ đã luôn. Và nó có làm nóng nữa anh em. Ví dụ khi anh em đeo vô trong cái vòng mắt của mình á, nó sẽ làm nóng cái phần mà xung quanh cái khóe mắt của mình. Đó, nó làm nóng xong rồi nó massage rất là thư giãn, rất là thoải mái luôn. Đó, cái này mà anh chị em nào khó tính cỡ nào đi chăng nữa mà mang cái này vô em bảo đảm cũng sẽ rất là hài lòng luôn nha. Cực kỳ xịn luôn. Rồi cái này á, nè, nó có một cái tiếng nhạc rất là nhỏ, cực kỳ hay luôn. Ví dụ buổi trưa hoặc là cái lúc nào đó mà anh chị em mình muốn nằm thư giãn á, mình đeo cái này vô thì cảm giác nó rất là đã luôn nha anh em. Thường những anh chị em mà ngồi văn phòng lâu á, mình hay ngồi mà mình hay xem cái màn hình tivi, máy tính đồ nhiều á, thì sẽ bị cái tình trạng là mỏi mắt. Thì cái máy massage mắt này nó có tác dụng là cải thiện cái độ nhức mỏi mắt ha. Nó làm giảm nhức đầu luôn nha anh em. Đó, nó rất là hay ha. Cái này thì bên nước ngoài người ta sử dụng để trị liệu nha anh em. Đó, rồi tình trạng còn khá là đẹp luôn. Cực kỳ xịn luôn nha anh em. Đó, còn tắt thì anh em tắt ở đây. Và khi mà anh em mua thì bên em sẽ gửi kèm cho anh em một cái cáp như vậy ha. Cái cáp này là anh em để sạc cái này. Anh em vừa sạc cái này được mà vừa sạc điện thoại được luôn. Rồi cái máy kính massage mắt này thì bên em đang bán với giá 1.200.000 nha anh em. 1.200.000 nha. Đó, cái này thì nó cũng như cái máy Doctor Hạt thôi. Nếu như đã hết rồi thì nó sẽ không còn nữa đâu. Anh em nào mình có nhu cầu nó thì có thể mua để có thể là sử dụng hoặc là biếu tặng cho những người lớn tuổi cũng rất là ok nha. Cái này anh chị em nào khó tính cỡ nào em bảo đảm cũng hài lòng luôn. Rồi giá 1.200.000 nha anh em. Kèm theo cái cáp cho anh em mình luôn. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo nhà bếp nha. Đó, đây là mẫu kéo nhà bếp hàng nội địa Nhật luôn. Rất là xịn sò cho anh em mình nha. Rồi thì mẫu kéo này nó rất là dày anh em ha. Nó dày cho nên khi anh em cầm anh em cắt cái lực cắt rất là tốt nha. Anh em lưu ý ở ngoài thị trường nó có những cái mà hàng giả đó, nó làm thì anh em nhìn sơ vô thì mình thấy nó giống như vậy, nhưng mà mình xài một thời gian nó sẽ bị ố, bị bay màu từ cái cán cho tới cái phần trên đây luôn. Bởi vì nó làm rất là mỏng. Đó, nó làm rất là mỏng. Còn cái hàng chính hãng, hàng xịn của nó thì nó rất là dày. Đó, khi mà anh em mua thì anh em lưu ý ha, cái độ dày của nó rất là dày. Nó, cái thép của nó là thép SK5 không rỉ cho nên là cái độ cứng rất là cao. Đó, rồi. Thì cái này bên em đang bán với giá là 170k nha anh em. Đó, 170k. Nếu như mà anh em mình mua những cái đồ quá rẻ thì chắc chắn nó là hàng nhái rồi ha. Rồi, thì 170k nha anh em. Cái này thì 170k. Cái kéo nhà bếp anh em mua có thể để trong bếp để mình cắt các thể loại hàng rau, củ, quả, thịt, thậm chí mần cá đồ cũng ok nha. Rồi. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em là một cái cây kềm tuốt dây điện tự động. Nó dành cho những anh em mà mình làm thợ, thợ điện rồi. Đó, máy lạnh đồ hoặc sửa chữa những cái thiết bị điện đồ sử dụng nhiều. Hoặc thậm chí anh em sử dụng gia đình mình cũng nên cần có một cây luôn cho dễ xài nha anh em. Đó, thì cái này là nó tuốt dây điện tự động, nó rất là hay, rất là nhanh cho mình xài luôn. Ở đây nó có một cái khe cho mình bấm cốt nha. Một cái này là cái khe cắt và cái khe trên đây là tuốt dây điện. Thì bây giờ em sẽ sử dụng sơ cho anh em mình coi ha. Đây là cọng dây điện nha. Cái dây này cũng tương đối rất là dày nha. Thì bây giờ cái khe cắt đó thì cứ đưa vô bấm thôi. Đó, mình đưa vô là mình bấm là nó cắt thôi nha anh em. Đó, rất là tiện lợi cho anh em mình xài. Đó, đây, đưa vô sát này bấm thôi. Bấm rất là ngọt ngào nha anh em. Đó. Rồi, để khái. Còn cái khe tuốt dây điện thì mình cứ việc đưa vô trong đây. Bấm một cái là tuốt, anh em thấy không? Đây, bấm thêm cái nữa, bấm thêm cái nữa. Đó. Đó, bấm thêm cái nữa. Đó, anh em thấy trong vòng vài giây mà em tuốt được quá trời dây điện luôn mà nó không có bị đau tay nữa. Là anh em mình thấy rồi ha, thấy cái độ tuyệt vời của cái kềm tuốt này nha. Đó, rồi, cái kềm tuốt dây điện tự động này thì giá của nó là 210.000, 210.000 một cây nha anh em. Rồi, 210.000 một cây.
anh em nào quan tâm thì nhắn giùm em luôn. Rồi tiếp theo thì hôm nay em mới về lại được một cái mẫu bếp ga xếp gọn của Nhật cho anh em mình luôn nha. Bữa giờ hết hàng anh em hỏi quá trời luôn, nay em mới về lại nha. Rồi thì đây là mẫu bếp ga xếp gọn dành cho anh em mà mình thích đi camping, cắm trại, dã ngoại hoặc là mình sử dụng gia đình anh em ha. Đó, mình sử dụng gia đình thì mình cũng xài cái này được, nó rất là gọn gàng. Rồi đi kèm nó có cái túi vải này luôn nè. Đó anh em mua về, nó là chỉ cái bếp ga như vậy thôi. Đây là thương hiệu chính hãng của Signature nha anh em. Đó, thương hiệu của Nhật nha. Rất là gọn gàng, anh em thấy em cầm trên tay cực kỳ đẹp không? Đó, ở đây thì chỉ việc khi mình mở ra, mình xài thì mình mở này ra thôi. Đó, rồi mình mở ra rồi xếp ra thôi. Đó anh em thấy ha. Đó, mình xếp nó là nó thành ba cái chân rồi. Rất là tiện lợi, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, em xếp lên nè, anh em thấy không? Rồi, cái này nó có một cái hay nữa là nó sử dụng được cái bình ga mini bình thường của Việt Nam mình luôn. Đây là sử dụng bình ga mini thông dụng nha anh em, nhưng mà có một điều đặc biệt là cái bếp ga của Nhật này nó sẽ không chấp nhận cái bình ga mình sạc lại. Tức là cái bình ga mình xài xong rồi mình đi nạp ga lại nó không chịu nhận đâu nha anh em. Đó, nó để đảm bảo an toàn cho người sử dụng đó. Thì nó yêu cầu mình phải sử dụng là bình ga mới. Đó, bình ga mới chưa qua nạp lại thì nó mới xài được. Hoặc là chưa qua sơn sửa gì đó là nó mới xài được nha. Anh em mình lưu ý chỗ này nha. Rồi, cũng như đây là cái bình ga mới nè. Đó, chỉ việc là anh em, cái bình ga mới nè, anh em chỉ việc đưa vô đây nè. Đưa vô ngay cái này rồi. Ấn một cái rồi là tự động nó hít vô luôn, không cần đè gì luôn á. Nó có miếng 500 nghe này nè, bình ga mới nó mới hít, còn bình ga cũ nó không hít đâu. Đó, nó hay ở chỗ đó nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây nó có bên đây, ở bên đây nè, nó có cái đánh lửa nè. Chỉ việc là bật lên thôi. Đó, anh em thấy nó bật lên một cái là ok rồi. Rất nhạy nha anh em, tắt nè. Nó bật lên nè. Đó, rất là ok luôn nha anh em. Anh em thấy không? Rất là ok luôn, rất là đẹp, rất là xịn luôn. Nó nói chung cái đây là một trong cái mẫu bếp ga mà em thấy tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn nha. Đó, rồi cái này thì cái giá của nó là 850k nha anh em. Còn về cái phần bình ga thì anh em cũng yên tâm nha, bình ga này ở tiệm tạp hóa nào cũng bán hết á, bình ga mới thôi. Thay vì mỗi lần mình mua cái bình cũ á, mình đi đổi bình ga là khoảng 10.000, tại vì mình lấy cái bình của mình ra mình đưa cho người ta thì người ta sẽ đổi cho mình 10.000 một cái bình khác đã nạp rồi. Còn bây giờ anh em mua cái bình mới luôn là 20.000 nha, ở chỗ em bán 20, còn ở nhà anh em thì cũng có thể là 20 hay 30 gì đó. Nhưng mà đó, nó rất an toàn cho mình. Rồi, cái bình bếp ga này là nó là như vậy. Tức là nó không có cho mình sử dụng những cái mà bình ga mà đã qua sử dụng, đã qua nạp rồi, để cho đảm bảo an toàn cho mình thôi. Rồi, ok, đi kèm nó có cái túi vải như vậy luôn nha anh em. Nó, việc mình xài xong rồi mình bỏ vô rồi thôi. Rồi, ok anh em ơi, cái bếp ga này thì bên em đang bán với giá là 850k nha. Anh em nào quan tâm mẫu bếp ga này thì inbox cho em nha. Đó, rất là xịn sò luôn. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ kìm cắt móng tay rất là đẹp ha. Đó, đây là cái thương hiệu kìm cắt móng tay của Đức nha anh em. Nó gồm 3 cái kìm. Cái thứ nhất nè là gồm một cái kìm cắt móng tay. Đó, đây là kìm cắt móng tay nha anh em. Đó, ở đây nó còn cái siêu luôn, em chưa lột ra nha. Rất là đẹp. Rồi, đó, đây là cây thứ nhất ha, có thể cắt móng tay nè. Rồi, tiếp theo là cái cây thứ hai to hơn thì anh em có thể là cắt móng chân nha. Đó, thì mình nói có thể thôi chứ thật ra là anh em khi mình cắt cái nào phù hợp thì mình xài thôi. Rồi, rồi tiếp theo là cây thứ ba. Đó, cây thứ ba này á, là nó là cắt xéo, tức là anh em dành cho anh em cắt xéo hay cắt khóe hay cái gì đó, rất là ok luôn nha anh em. Đó, tình trạng rất là đẹp luôn, mình có thể mua để sử dụng nè. Nó để trong nhà ai cũng cần hết, móng tay thì ai cũng, cái nhu cầu của ai cũng có hết rồi. Đó, mình mua mình để mình sử dụng, hoặc mình có thể mình làm quà, mình biếu hay là cái gì đó cũng rất là ok nha. Thì cái bộ này á, giá rất là tốt luôn, chỉ có 190.000 thôi anh em. 190k một cái bộ kìm cắt móng tay như vậy nha, của thương hiệu Đức nha anh em. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo cắt giải nha. Đó, đây là mẫu kéo cắt giải rất là xịn sò, siêu dài luôn cho anh em mình ha. Đó, rồi cái mẫu này á, thì để em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình luôn đi. Đó, đây, đây cái chiều dài tối đa của cái mẫu này là 30cm nha anh em. Đó, khá là dày ha. Đó, để dành cho anh em mình cắt giải, cắt giấy rồi ha. Cắt những cái gì mà anh em có thể cắt được thì anh em cứ cắt thoải mái nha. Đó, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi, thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây nha anh em. 190k một cái cây kéo như vậy nha. Hai em mới về được cho anh chị em một cái máy massage hàng nội địa Nhật. Đó, siêu VIP ha anh em, của thương hiệu là Sokno. Đó, thì cái máy massage hàng nội địa Nhật này á,
cái mẫu này nó cực kỳ cao cấp nha anh em. Đó thì cái này là một cái thương hiệu rất là cao cấp ở bên Nhật. Nó những cái mẫu này thì nó thuộc dạng là ghế massage dạng VIP nha anh em. Và cái con này khi em nhập về cái tình trạng của nó đẹp khoảng là trên 95%. Đó, nó gần như mới luôn anh em ha. Nó trên 95%. Nó tất cả cái nội ngoại thất của nó thì anh em nhìn vô là anh em thấy ha. Đó, cái da của nó nè, da của nó là màu đỏ anh em ha. Da đỏ ha, da đỏ và nó có phối cái vải đen. Đó, cho nên nó rất là êm, rất là đẹp luôn á. Nhìn nó thiết kế kiểu tương lai nè. Đó, anh em nhìn thấy ha, nó rất đẹp nha. Rồi ở bên hông cái này nó có cho mình cái túi dạng anh em khi mà mình ngồi massage có thể mình đựng điện thoại hay là cái gì đó, những cái đồ lặt vặt. Rồi và cái này tổng thể thì ở bên ngoài thì anh em nhìn vô là mình thấy rồi, bằng da. Và cái này cái thông số của nó nằm ở phía sau. Đó, anh em thấy mọi thứ đều rất là đẹp nha. Còn gần như mới luôn anh em ha. Đó, cái này là đây, còn cái tem ở đây luôn cho anh em. Đó, còn cái tem ở đây luôn anh em ha. Đó, cái tem tiếng Nhật không à. Rồi thì cái này á là cái thông số của nó là điện của nó là điện 100V nè anh em ha. Nó hàng nội địa Nhật cho nên điện của nó là điện Nhật 100V, công suất 165W. Đó. Rồi ở phía sau thì nó có cho mình luôn là cái dây cắm nguồn nè. Rồi công tắc on off mình mở phía sau nha. Rồi thì ở đây khi mà em muốn test cho anh em thì em sẽ gắn cái cục chuyển điện rồi là em ấy thôi. Còn công tắc thì on off cũng như cái bảng điều khiển thì nằm ở đây. Nó tất cả cái bảng điều khiển thì đều nằm ở trên cái remote này. Đó. Tất cả là tiếng Nhật nhưng mà mình nhìn vô là mình hiểu anh em ha. Đây là chế độ on là tất cả nè. Đó, chế độ e nè, chế độ toàn thân nè, rồi tai cổ nè. Rồi chế độ như là ban ngày, ban đêm, mạnh nhẹ. Rồi ngã ghế nè, rồi cường độ mạnh nhẹ ha. Tắt mở ở đây. Đó. Thì cái ghế này em có thể là em mở lên cho anh em luôn. Mở lên rồi cái là mình nghiêng nó thôi. Đó, anh em thấy nè, em điều chỉnh cái ghế nè. Đó, nó nghiêng nè, anh em thấy cái độ nghiêng của nó không? Đó. Nó nghiêng thường những cái tư thế này anh em có thể nằm ngủ cũng được nữa ha. Những cái tư thế mà nó nghiêng nhiều á là mình có thể thư giãn anh em ha. Thư giãn nhiều bằng cái tư thế nghiêng nhiều. Còn nếu như mà mình không muốn thì mình có thể xếp nó lại lên trên. Đó, mình chỉnh nó là anh em thấy ha. Đó, em chỉnh là nó đứng lên luôn nè anh em. Đó. Rất là nhiều cái chế độ anh em ha. Rồi còn ở đây là những cái chế độ như là đây em sẽ chọn cái chế độ là toàn thân cho anh em luôn. Đó, khi chế độ toàn thân là bắt đầu là nó sẽ đánh từ phần lưng anh em ha. Toàn thân thư giãn cường độ nhẹ nè, nó sẽ đánh từ phần lưng. Đó. Rồi tới phần tay. Đó. Nó đang điều chỉnh cái phần lưng của mình phù hợp á anh em ha. Đó. Rồi tới phần cổ. Nó rất rất là hay anh em. Nó nói chung nè. Đó. Nè anh em thấy nó bơm phòng lên phòng xuống nè. Đó, thì bởi vì nó có là một ở bên ngoài là một cái lớp da rất là dày, rất là êm cho nên là anh em sẽ không thấy nhiều, nhưng khi mình dựa cái lưng vô thì cảm giác sẽ rất là thoải mái. Với lại nó có rất là nhiều cái cường độ cũng như là mạnh nhẹ nữa. Nè, tới phần tay nè anh em thấy không? Đó, đây nè. Đó, nó bơm cái phần tay lên nè. Đó. Đó, thấy không? Nó bơm cái phần tay, massage tới phần tay. Còn ở đây là phần là lưng. Đó, lưng anh em thấy không? Đó. Đó, nó chạy nè. Đó. Tại vì nó có là một cái kỹ thuật massage cho nên nó sẽ massage từ nhẹ tới mạnh. Nó sẽ làm dần, tăng dần theo cái cường độ chứ không phải bay vô là làm mầm. Có thể cơ thể mình nó chưa quen anh em ha. Đó nè, bắt đầu là nó bơm lên nè. Đó, nói chung là rất là nhiều cái chế độ luôn anh em ha. Đó, tới phần yên nè. Đó, anh em thấy không? Rồi tới phần chân nè. Đó. Anh em thấy không? Đó. Nếu như mình để chân vô thì bắt đầu nó phồng, nó bóp, nó bó chân. Nó thường những cái thương hiệu mà máy massage nổi tiếng như vậy thì nó đều có kết hợp với vật lý trị liệu cho nên là nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Người Nhật người ta, cái dân số của người ta là dân số già cho nên là những người già thì hay bị đau xương, đau khớp, mỏi lưng nữa. Thì người ta có những cái máy này, nó vừa
giảm đau mà vừa vật lý trị liệu nữa, nó cũng điều trị nữa ha. Nó nói chung nó rất là hay luôn nha anh em. Đó. Rồi, ok anh em. Thì rất là nhiều cái chế độ cũng như cái cấp độ anh em có thể tăng giảm mạnh nhẹ ở đây nè. Nó nhanh chậm được các thể loại luôn cho anh em mình ha. Anh em khi mình ngồi lên thì mình cứ bấm, rồi mình chọn cái chế độ nào đó phù hợp với mình, làm mai mốt mình bấm cái đó là được ha. Nói chung nè. Đó, rất là hay luôn nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy. Đó, bắt đầu tới đấm nè. Đó. Thấy không? Nè, bắt đầu tới đấm nè. Đó. Đó. Nó làm theo trình tự anh em ha. Theo trình tự. Đó, theo trình tự của vật lý trị liệu. Đó. Bắt đầu là nó phun toàn thân nè. Cái này là phần tay. Đó, tới phần lưng. Nó đấm lưng nè. Đó. Đó, còn phần tay thì bây giờ nó xả ra. Đó. Khá này, nó đấm lưng nè, anh em thấy không? Nó đấm nè. Đó. Rồi, tới cái phần tay ha. Đó. Rồi, nói chung nó toàn thân. Nó toàn thân. Và nó có cái chế độ là thí dụ anh em muốn cái phần lưng thì nó chỉ đấm lưng thôi cũng được nữa. Đó, anh em về điều chỉnh là ok. Còn xài xong bấm nút này là tắt thôi. Đó, khá là ok anh em ha. Rồi, thì cái con máy massage này của thương hiệu là Sono, tình trạng của nó là đẹp khoảng 95%, gần như mới luôn nha anh em. Đó, hàng nội địa Nhật về. Đó, nó rất là đẹp luôn. Nói chung là còn rất là đẹp ha. Rất là đẹp như vậy. Rồi, giá của nó là 38 triệu nha anh em. Giá là 38 triệu ha. Cái con này giá tại Nhật hơn 60 triệu nha anh em. Đó, giá tại Nhật nó là đã là khoảng 63, 64 triệu đó. Đó, mà khi mà về tới Việt Nam mà được như vậy, nó một cái con thanh lý được như vậy mà giá chỉ có là 38 triệu thôi thì giá cực kỳ tốt nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm tới mẫu ghế massage này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Được cho anh chị em mình là một cái đồng hồ tủ cây hàng châu Âu. Đó, nó rất là to anh em ha. Đó, đây là cái đồng hồ tủ cây, đồng hồ cơ tủ cây hàng châu Âu. Và cái đồng hồ này á, là nó là thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đó, Howard Miller. Đó, cái này là của Mỹ ha. Và nó được sản xuất tại Đức luôn nha anh em. Đó, được sản xuất tại Đức ha, Western Germany. Rồi thì cái đồng hồ này thì anh em nhìn tổng thể vô ha. Nó rất là đẹp ha. Từ ở trên đó, từ dưới chân lên tới trên. Còn rất là đẹp luôn. Em phải đứng rất là xa để quay được hết cái đồng hồ này nha. Rồi thì cái đồng hồ này anh em thấy ha, cái phần gỗ của nó ha còn rất là đẹp luôn nha, nguyên bản từ châu Âu về. Đó, nó còn khá là đẹp nha. Rồi thì cái này em sẽ đo sơ cái kích thước ở ngoài của cái tủ này cho anh em mình luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ đo thử cái chiều cao nè. Rồi em đo thử từ cái chiều cao là từ ở dưới đất lên tới trên đỉnh luôn cho anh em mình nha. Đó, chiều cao từ ở dưới đất lên tới trên đỉnh của nó là 2m12 nha anh em. Đó, 2m12. Rồi, tiếp theo là em đo tới cái phần chiều ngang của cái phần chân nè. Đó, cái chân này. Đó, chiều ngang của nó là 59, anh em ha, 59.5 nha. Rồi, 59.5. Rồi, còn phần chiều ngang ở trên đây. Trên cái mép này thì em to hơn xíu ha. Ở trên đó thì nó là 63.5. Đó. Vân nó là vân nu anh em ha. Cái phần này là vân nu rất là đẹp nha. Rồi, hai bên thì nó có cái nó triện cho mình ha. Đó, những cái hoa văn rất là đẹp nha. Rồi, ok. Thì bây giờ em mở bên trong cho anh em ha. Đi kèm nó có cái chìa khóa đầy đủ cho anh em mình luôn nha. Đó, chìa khóa đầy đủ cho mình luôn nha. Rồi, bên trong thì anh em thấy ha, nó ba cái quả tạ của nó rất là đẹp nha, ba quả tạ. Rồi, và một cái quả lắc rất là lớn luôn nha anh em. Đó, còn đây là cái mặt đồng hồ nè. Đó, mặt đồng hồ. Ở đây là của cái thương hiệu là Howard Müller anh em ha. Rồi, kim là kim giờ, kim giây. Với lại cái này kim giờ, kim phút, kim giây, ba lỗ code anh em ha, cứ mỗi 15 phút là điểm chuông một lần nha. Ở trên đây nó có cái lịch trăng sao cho mình luôn nè. Nó có cái lịch trăng sao, trăng tròn, trăng khuyết gì luôn nha.
Rồi thì cái này nó chơi được ba cái bản nhạc và một cái chế độ là ngắt chuông đêm anh em ha. Nó chế độ ngắt chuông thì tức là mình muốn nó chơi cái bản nhạc nào thì mình chỉnh cái bản nhạc đó, còn nếu như mà mình muốn nó im lặng thì mình chỉnh ở trên đây thì nó sẽ im lặng. Đó, khá là hay anh em ha. Rồi em đo sơ cái mặt đồng hồ cho anh em mình luôn nè. Rồi cái mặt đồng hồ từ ở dưới cái phần chân lên tới trên đây đây. Đó là 40 là 38 anh em ha. Đó cái mặt trong đây là 38 nha. Rồi tiếp theo tới cái phần ngang của đồng hồ. Rồi cái phần ngang của nó là khoảng là 27 anh em ha. Đó phần ngang là 27 nha. Mặt đồng hồ cũng khắc cái hoa văn rất là đẹp ha. Nó có mấy cái hoa văn rất là đẹp nha. Rồi thì còn tiếp theo thì em sẽ đo luôn cái đường kính của cái quả lắc cho anh em mình luôn nha. Đường kính của cái quả lắc nha anh em. Cái quả lắc rất là to nha. Quả lắc này rất là to. Đường kính của nó là cũng khoảng là 27 luôn anh em ha. Cái đường kính của nó là bằng cái mặt đồng hồ luôn. Đó đường kính là 27 anh em ha. Rồi tiếp theo thì em sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng chuông của nó nha. Đó cứ mỗi 15 phút là nó sẽ điểm chuông một lần. Em sẽ cho điểm chuông một lần nữa tròn giờ nè. Rồi cái hệ thống âm thanh của nó là gồm 12 gong và 12 búa nha anh em, chơi được 3 bản nhạc nha. Đó em cho anh em nghe cái nữa nè. Thanh nó rất là vang luôn nha anh em. Cái âm thanh nó cực kỳ vang luôn. Rồi em cho anh em nghe thử cái nữa. Đó. Khá là hay luôn nha anh em. Rồi bộ máy bằng đồng rất là to luôn ha. Ở phía sau nó cũng có đóng cái truyện nè. Đó nó cũng có đóng cái truyện máy của Germany anh em ha. Đó khá là ok luôn. Rồi mặt kính thì còn rất là đẹp anh em nha. Mặt kính và những chi tiết còn rất là đẹp nha. Ở bên đây ha, ở bên hông nó nè, nó có cho mình là một cái logo ha. Đó logo thương hiệu của Howard Mueller anh em ha. Đó nè, địa chỉ ở Mỹ nè. Đó. Và cái này là cái mã thuế gì có thể là từ năm 1987 anh em ha. Đó. Thì cái đồng hồ này còn rất là đẹp luôn nha. Đó. Bộ máy rất là lớn ha. Phía sau cái tủ nè, nó cũng có cái truyện của thương hiệu là Howard Mueller đóng vô đây ha. Rồi, một thương hiệu rất là đình đám của Mỹ cho anh em mình luôn. Đồng hồ tủ cây của Mỹ cao là 2m12 anh em. Đó, cao là 2m12, 3 quả tạ ha. Và đi kèm nó là nó có cho mình cái đồ lên cốt luôn anh em. Nó cái đồ lên cốt thì cũng của thương hiệu là Howard Mueller anh em ha. Đó, đây nè. Đó, Howard Mueller ha. Rất là đẹp luôn anh em. Đó, anh em chỉ việc là mình lên cốt thôi là nó chơi được rồi. Rồi, cốt tuần 7 ngày. Sản xuất tại Đức cho anh em mình luôn. Thương hiệu Mỹ. Rồi, dòng đồng hồ rất đình đám. Rất là đẹp luôn. Như vậy anh em ha. Rồi, thì cái đồng hồ này thì bên em đang bán với giá là 31 triệu rưỡi nha anh em. Đó, cái đồng hồ này thì bên em đang bán với giá là 31 triệu rưỡi. Anh em nào quan tâm và có nhu cầu mua cái đồng hồ này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, đồng hồ châu Âu rất là xịn sò, chỉ có một cái duy nhất. Rồi ok, rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái đồng hồ đo áp, nó có bơm xe nha anh em, dành cho những anh em cắm vô trong cái máy nén khí nè. Đó, này là của Mỹ luôn nha. Đó, cắm vô trong máy nén khí để mà anh em bơm nha, khi mà mình bóp lên thì nó sẽ
đo cái áp cho mình, để cái áp cần thiết thì mình không mình ngắt á, nó rất là tiện lợi nha. Đầu này là đầu bơm xe luôn, anh em ghim trực tiếp vô trong xe mình bơm nha, rất là tiện lợi, rất là xịn sò luôn nha anh em. Rồi cái này đồng hồ đo áp này bên em đang bán với giá là 350 nha, 350k. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái tai nghe nha anh em. Cái này là cái tai nghe AirPods nha. Đó, đây là cái tai nghe AirPods Pro. Thì anh em biết rồi, AirPods là của Apple, cho nên là anh em khi mà anh em mình kết nối thì mình chỉ sử dụng được cho điện thoại iPhone, AirPods hoặc iPad thôi nha anh em. Đó, chứ mình không có xài được cho cái điện thoại khác. Thì cái này là tai nghe không dây, anh em kết nối không dây với điện thoại là mình nghe thôi. Cái này thì bên em đang bán với giá là 350 một cái nha anh em. Tình trạng là full hợp như vậy luôn nha, 350 một cái. Anh em nào mà mình quan tâm cái này thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là cái kính ha, kính bảo hộ nha anh em. Đây là kính bảo hộ của Tonsen. Thì cái kính này á, là bên em sẽ có là cái loại là kính gọng trắng và kính gọng kính đen, tức là kính trắng và kính đen cho anh em mình ha. Trước tiên ở trong đây là anh em thấy đây là kính đen nha. Cái kính đen này thì anh em có thể đeo làm kính mát nè, đi buổi trưa nắng nóng rồi bụi bẩn anh em đeo nè, hoặc những anh em làm thợ đó mà mình hàn hoặc mình làm cái gì đó mà ba vớ nó văng vô mắt á thì anh em có thể đeo những cái này nha. Còn cái này thì bên em đang bán với giá là 60k nha anh em, 60k một cái thôi, giá rất là tốt đó. Rồi để em coi trong đây em còn tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là cái mẫu kính này. Kính này thì nó là cái kính kính trắng nhưng mà viền đen, nó kính trắng viền đen, kính này cũng 60k luôn. Rồi thì bây giờ em có hai mẫu như vậy cho anh em lựa đi. Rồi một mẫu á, là kính đen thì 60, còn mẫu là kính trắng viền đen cũng 60 luôn, anh em mình phân biệt khi mua ha. Còn mua hai cái thì quá tuyệt vời, xài trải nghiệm. Rồi ok anh em. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái thùng rác ha. Đây là thùng rác, cũng thùng rác mini thôi. Đó, thùng rác mini hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Yoshida ha. Rồi thì cái này anh em chỉ việc là nó có cái đồ đạp, anh em chỉ việc đạp rồi tự động nó hạ xuống thôi. Đó, nó đạp lên. Rồi dạ, bên trong nó có một cái lồng anh em ha. Cái lồng này đó là nó cũng nè, mình nhìn cái đồ xịn không là anh em nhìn ở bên trong đó nè. Đó, rất là đẹp luôn ha, rất là chắc chắn. Anh em chỉ việc là mình bỏ rác vô trong đây thôi, hoặc là mình có thể bỏ vô trong cái túi ni lông á mình xài anh em ha. Đó, trọn bộ của nó là như vậy. Rồi ok, cái này thì em cũng sẽ đo cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi kích thước của cái thùng rác này là chiều cao của nó là 35cm. Đó, chiều cao là 35cm ha anh em. Chiều rộng của nó là 15.5. Đó, 35 x 15.5. Rồi còn chiều sâu của nó là 26. Rồi thì tình trạng là chưa có qua sử dụng còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, chưa có qua sử dụng còn khá là đẹp luôn. Rồi ok, gần như mới luôn anh em ha. Trên đây còn cái siêu chưa lọt luôn nè. Rồi ok, cái thùng rác này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. Đó, thùng rác hàng nội địa Nhật ha. Thùng này là 7 lít 490k nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em luôn. Rồi ở đây thì em lên cho anh em là một cái rìu xếp gọn đa năng nha anh em. Đó, rìu xếp gọn đa năng thì cái này á là nó là gồm là một đầu búa và một đầu rìu nha anh em. Đó, đây là cái đầu rìu nè, và đầu này là đầu búa nè. Đó, anh em có thể sử dụng rất là nhiều mục đích nha. Rồi còn ở trong đây nó có cho anh em nè, cái thứ nhất là anh em thấy cái cưa ha, cái này là cái cưa nha anh em. Rồi tiếp theo cái thứ hai là cái này. Đó, cái này là cái thước ha. Đó, cái này là cái cử thước nè. Rồi cái thứ ba là cái dao. Đó, đây là dao ha anh em. Và cái này là nó làm bằng thép không rỉ luôn nha anh em. Đó. Rồi cái thứ tư là cái mũi vít. Đó, dành cho anh em dặn mở vít. Và cái này nó có luôn cho mình một cái đầu để anh em khui bia ha. Đó, khá là ok. Rồi. Đó, rồi. Thì cái rìu xếp gọn đa năng như vậy. Đó, em để trong lòng bàn tay em nè. Đó, rìu xếp gọn đa năng như vậy thì bên em đang bán với giá là 260k nha anh em. Đó, 260k. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Rồi, thì ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái cây ép chanh ha. Đây là cây ép chanh hàng bãi Nhật luôn. Rồi, cái này là của cái gì đây? Của Sico gì nè.
Rồi, cái này là cây ép chanh nha anh em. Nó thay vì bình thường dắt chanh mình dắt bằng tay thì cái này sử dụng cái cây ép này thì cho nó nhanh việc hơn mà đỡ đau tay nha. Đó, anh em nào mà mình bán gỏi đó mình hay dắt chanh nhiều thì mua cây này nha. Rồi, cây này thì cây dắt chanh này thì giá rất là tốt luôn anh em ơi. Giá nó chỉ có là 50k một cây thôi. Đó, 50k một cây thôi. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ dao ha anh em. Đây là một cái bộ dao 246 ha. 246 món và một cái hộp nữa cho anh em mình luôn nha. Đây là một cái bộ dao chính hãng của thương hiệu là Global anh em ha. Thì cái bộ dao này anh em nhìn vô thấy nó làm bằng thép trắng rất là đẹp nha. Một cái bộ dao gồm là một cái dao nhỏ nè. Nói dao nhỏ này thì anh em có thể là cắt rau củ quả rồi ha. Nó cắt thái gọt rồi ha. Rồi tiếp theo tới một cái con dao kế tiếp ha, là dao trung nè. Đó, rồi tiếp theo tới một cái con dao nữa là dao lớn nè. Đó, dao này có thể chặt đồ được ha. Đó, những cái dao này thì một cái bộ nó gồm là cho anh em là 4 cái mẫu dao để anh em có thể là mình chế biến thức ăn hoặc là mình có thể sử dụng trong cái công việc của mình ha. Và đi kèm nó có cho mình một cái cây mài dao luôn nha anh em. Đó, một cây mài dao và một cái kéo nhà bếp luôn. Đó, thì một cái bộ như vậy nó đầy đủ như vậy cho anh em mình xài ha. Nó khá là tiện lợi thì khi mà anh em sử dụng á, mình xài xong thì mình dắt lên đây. Đó, thì tránh cái tình trạng là mình sẽ bỏ quên, để quên dao ở đâu á thì nó không hay, thì cho nó có một cái đồ cái hộp dắt như vậy thì nó cũng khá là tiện lợi cho mình ha, để trong quá trình mình xài thì mình đó, mình xài xong thì mình cất vô. Rồi, nó thì một cái bộ dao như vậy á là nó gồm là 6 chi tiết anh em ha. Đó, gồm là một cái dao nhỏ, một cái dao trung nè, hai cái dao lớn nè, đó, một cái kéo nè và một cái cây mài dao. Đó, thì một cái bộ như vậy á nó khá là đầy đủ cho anh em mà anh em làm bếp luôn nha anh em. Rồi, thì cái này á, dao thì nó rất là bén rồi ha, anh em mình có thể mình cắt rồi thoải mái ha. Đó, đó, khá là ok anh em ha. Đó, đó ha, ngọt xớt luôn nha anh em. Đó, đó, khá là ok. Rồi, thì bộ dao này thì bên em đang bán với giá là 990k nha anh em. 990k một cái bộ dao Global này. Rồi, thì anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em nha. Đó, một bộ dao Global của Nhật thép trắng ha, rất là xịn sò. Rồi, ok, 990k nha anh em. À rồi, trong cái kiện hàng Nhật đợt này về em về được cho anh em là một số cái bộ sạc nhanh ha. Đó, cái này là sạc nhanh của điện thoại là iPhone nha anh em. Đó, đây thì nó gồm là cho anh em mình là một cái củ sạc nhanh ha, với lại một cái cáp. Đó, cáp này thì là cáp Lightning của iPhone. Đó, thì cái này là cái công suất của nó là 20W anh em ha. Đó, cái công suất của nó là chuẩn 20W ha, cho nên nó sạc rất là nhanh nha anh em. Đó, cái thời gian sạc thì nó chỉ có một nửa của những cái sạc chậm thôi. Đó, nó rất là nhanh và rất là xịn, và cái này là chưa có qua sử dụng luôn. Đó, một bộ như vậy là 90k nha anh em. Đó, một bộ như vậy là 90k bộ sạc nhanh của iPhone ha. Đó nè, đầu Lightning nè. Rồi còn cái cốc của nó là cốc TC. Rất là xịn sò nha. Rồi, dành cho điện thoại iPhone. Rồi, 90k một bộ như vậy nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Đó, cái này hãng bán là khoảng 200-300 ngàn một bộ á. Rồi, ok anh em. Đây, tiếp tục em lên tiếp cho anh em là bình chanh nhớt ha. Nó giai đoạn cuối năm rồi, có một số máy móc hoặc là những cái công cụ dụng cụ cần phải bảo trì, hoặc là anh em mỗi lần mình xài xong cái gì đó thì mình có thể chăm cho nó miếng nhớt ha. Thì trước tiên mình phải có cái bình nhớt cái đã. Có nhiều khi mình xài kèm kéo mỏ lết đồ xong á, mình lười quá rồi mình quăng qua bên, lâu lâu mình lấy ra mình xài thì nó bị rỉ sét á, thì nó bị hư những cái công cụ dụng cụ của mình thì nó rất là đáng tiếc. Anh em mình mua cái bình chăm nhớt như vậy nè, nó mình bỏ nhớt vô, nó mình bỏ nhớt vô trong đây rồi, là chỉ việc là mỗi lần mà xài xong á, mình bỏ nó, mình bỏ cái bình này ở trong cái thùng đựng dụng cụ của mình luôn. Mỗi lần xài xong cái mình xịt 2-3 cái vô trong cái công cụ dụng cụ của mình thì nó sẽ bảo quản được rất là lâu. Rồi, thì cái bình chăm nhớt này giá bên em đang bán với giá là chỉ có 40k một cái thôi, giá rất là rẻ luôn nha anh em. Đó, rồi 40k nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em về lại cho anh em là một cái tripod ha. Cái này là tripod của Boss luôn nha. Đây, đây là thương hiệu chính hãng của Boss nha.
Đó, thì cái tripod này á, là dành cho anh em mà mình quay phim ha, mình kẹp điện thoại hoặc là máy ảnh gì đó. Hoặc là anh em có thể là kẹp luôn cái cân laser, cân mực gì luôn, cũng rất là ok nha. Rồi, thì ở đây em mở ra cho anh em mình xem luôn. Tình trạng nó là mới chưa qua sử dụng nha anh em. Nó bữa giờ á, là lần trước em về cái lô trước có được khoảng cả chục cây, 7-8 cây, chục cây gì đó thì anh em đã chốt hết rồi. Đó, thì còn bây giờ thì cái này em mới về lại luôn, mới về lại hôm nay nha. Rồi cái cây này á, thì anh em xài thì rất là gọn gàng. Đó, mình xếp lại vậy là mình bỏ vô hộp thôi. Còn mà xài thì chỉ việc mở ra, anh em thấy không? Đây nè, một động tác em mở ra là ok rồi đó, là nó lên được một cái chân rồi đó. Rồi cái chân này thì tương đối là nó cũng rất là cao nha anh em. Đó, anh em có thể mở ra, nó mình mở đây, ra một khúc nè. Đó, rồi mình mở ra. Nói chung nó rất là cao, mình mở được 2-3 khúc luôn á. Mình mở được 3 khúc luôn nè, ở dưới đây còn một phần để mở ra nữa nè. Đó, tức là nó rất là dài luôn nha anh em. Em chỉ mở tạm tạm để em quay cho anh em coi cho nó dễ nha. Đó, đây. Dưới đây mình còn có thể mở ra được một lóng nữa. Rồi, còn ở phần ở trên đây á, thì anh em thấy ha. Ở đây nó có cái phần này điều chỉnh nè. Cái phần tay dặn này để điều chỉnh nè, cho dễ trong quá trình mình xài nè. Đó, anh em thấy mình dặn cái này nè, nó sẽ lên xuống nè. Đó, dặn lên dặn xuống gì đó tùy cái nhu cầu của anh em nha. Đó, rất là dễ đo. Còn ở đây á, cái phần này á, thì nó có một cái con ốc. Đây. Ở đây nè, nó có cho mình một cái con ốc. Ốc này thì anh em có thể là gắn cái đầu kẹp điện thoại để anh em kẹp điện thoại nè, quay phim nè bằng điện thoại. Còn không anh em gắn máy ảnh thì anh em gắn vô cái chân của cái máy ảnh là đã rất là ok luôn. Bên đây nó có cho mình cái cân thủy ha, cân thủy để anh em đo được là đo được là nó thẳng hay không thì đại khái vậy ha. Rồi rất là ok luôn anh em. Còn những cái góc này thì có điều thể điều chỉnh lên xuống được nè ha. Đó, lên xuống được, còn bên đây thì qua lại được nè. Đó. Rồi đại khái rất là ok cho anh em ha, thiết kế gọn gàng, nhẹ, xịn sò, êm. Rồi con này bên em đang bán với giá là 600k nha anh em. Số lượng cũng về lần này cũng ít chứ không nhiều đó ha, 20 cây thôi. Rồi anh em nào quan tâm tới cái mẫu tripod này đó thì vui lòng inbox hoặc điện thoại cho em nha. Anh em mà hay quay phim live stream đồ cũng rất là ok luôn. Rồi 600k. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu rìu ha. Đây là cái rìu cán gỗ nha anh em. Đó, đây là một cái lìa rìu cán gỗ khoảng là 600g nha. Đó, cái này là của thương hiệu Woodtool nha. Rồi, cái rìu này anh em thấy cái cán là bằng gỗ thông rất là đẹp nha. Tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nè. Đó, ngon lành luôn nha. Anh em có thể đi chặt cây, chặt củi hoặc làm búa ha. Đó, để mình gõ cái gì cũng rất là ok nha. Rồi, cái cây rìu này thì nó nặng khoảng gần 600g, khoảng 560 mấy gram á. Rồi, thì cái rìu này bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. Đó, 270k cái cây rìu cán gỗ như vậy nha. Anh em mình quan tâm thì mình nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kềm tuốt dây điện tự động nha anh em. Đó, đây là cái mẫu kềm tuốt dây điện tự động rất là xịn sò của Mỹ nha anh em. Đó, cái này á, thì anh em thầy thợ hoặc sử dụng gia đình thì khá là ok nha. Đó, thì cái này nó tuốt dây điện cực kỳ nhanh cho anh em mình luôn nha. Anh em mình để ý nè, ở trên đây nó có cho mình là một cái khe. Đó, thì mình cứ coi cái sợi dây điện của mình nằm ở trong cái khe nào. Đó, tức là cái khoảng nào thì mình đặt vô để mình tuốt thôi. Đó, như em thì em nhắm nó đại khái là nó bằng cái khe này đi. Đó, thì em đưa vô đây, em bấm cái. Rồi là nó tuốt ra. Anh em thấy không? Cực kỳ nhanh nha. Rồi, đây, em đổi đầu nè. Đây nè, cái đầu nè. Chỉ cần một cái động tác là em đưa vô đây. Rồi em bấm một cái. Rồi, thì nó sẽ ra cái cổng dây điện. Cực kỳ đẹp luôn anh em, cực kỳ đẹp, cực kỳ bén, cực kỳ xịn, cực kỳ nhanh luôn. Đó, thì cái này á là bên em đang bán với giá là 210.000 anh em. Đó, 210.000 nha. Rồi, cái kềm tuốt dây điện tự động này, 210.000 của Mỹ rất là xịn sò nha. Đó, anh em thầy thợ hay làm công trình, làm điện gì đó thì đừng có bỏ qua cái sản phẩm này nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cây kéo cắt cành nha. Đó, đây là cái cây kéo cắt cành rất là xịn sò luôn ha. Cái này là của Nhật nha anh em. Đó, đây. Nó cái kéo cắt cành này á, là nó sử dụng cái sắt là SK5 cho nên nó rất là cứng ha. Ở đây á, thì nó có cho mình là nó sử dụng nhíp nè. Anh em thấy không? Cái này là cái nhíp nha. Cái nhíp này thì nó cái độ bền sẽ cao hơn cái lò xo rất là nhiều lần luôn nha anh em. Đó, rồi thì cái này á, là anh em mua về cắt rất là ngọt nha. Cắt thoải mái luôn á. Đó, cái này là bao cho anh em cắt luôn. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 190k nha anh em.
190k một cái cây kéo cắt cành như vậy nha. Rồi ở đây em lên cho anh em là một cái Victorle phun sơn nha anh em. Đó, đây là Victorle phun sơn hàng nội địa Nhật, rất là xịn cho anh em mình luôn nha. Rồi thì đại khái cái Victorle này á, là nó sử dụng cái bình của nó là 400cc. Thì anh em mua về chỉ việc là mình bỏ nước sơn vô đây thôi, mình pha ra rồi mình xài thôi. Cái đầu của nó là đầu 1.5 nha anh em. Nó cái bét của nó là 1.5 cho nên nó phun ra cũng tương đối rất là mịn nha. Rồi thì cái này á, thì ở đây nó có chỉnh nè, chỉnh gió và chỉnh lượng sơn ha. Rồi còn cái này là cái van hơi anh em cắm vô máy nén khí anh em sử dụng nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 350k nha anh em. Nó Victorle phun sơn này là 350k. Rồi anh em nào quan tâm mẫu Victorle này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại, số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bức bình phong treo tường nha anh em. Đó, đây, đây là một cái bức bình phong treo tường bằng gỗ rất là đẹp ha. Đó thì cái mặt của nó nè, nó làm nhìn rất là cổ, rất là đẹp anh em ha. Rồi thì cái này là nó gồm là hai con chim ha. Đó, nó là hai con chim rồi những con nhỏ nè, nó bay xung quanh nè, con bướm nè, rồi cây hoa ha anh em. Đó thì cái bức bình phong này thì em sẽ đo cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi cái này chiều dài của nó là 45cm nha anh em. Chiều dài là 45cm nha. Rồi chiều cao của nó là 35cm. Nó 45 x 35 nha anh em. Đó, rất là đẹp ha. Rất là xịn, rất là chắc chắn nè. Đó, cái này là anh em treo là nhiều năm sau cũng còn như vậy thôi. Rồi thì cái bức bình phong này, nó thì bên em đang bán với giá là 2.500.000 nha anh em. 2.500.000 nha, cái bức bình phong như vậy nha. Rồi anh em nào mình thích thì mình quan tâm thì mình inbox giúp em nha. Rồi bức bình phong 2.500.000 à. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái set muỗng nha. Đó, đây là cái set muỗng của Đức nha anh em. Đó, set muỗng này là gồm 5 cái nha. Nói em mở ra cho anh em coi. Nó muỗng inox 5 cái thì đại khái rất là ngon, rất là xịn sò. Rồi thì cái set này giá cũng rất là ok anh em, chỉ có 60k một set như vậy thôi. Nó 60k một cái set muỗng 5 cái thôi thì mỗi cái nó có 12k ha. Đó, rất là xịn nha, rất là đẹp, set muỗng inox nha. Rồi anh em nào quan tâm tới cái mẫu này thì inbox hoặc điện thoại cho anh em cho em nha. Rồi 60k. Dạ rồi, ở đây em lên lại cho anh em là cái kềm xếp gọn đa năng anh em ha. Đó, đây, đây là cái kềm xếp gọn đa năng rất là xịn sò của Mỹ anh em ha. Thì cái kềm xếp gọn đa năng này khi xếp lại nó rất là gọn gàng như vậy trong lòng bàn tay em nè. Nó khi mình sử dụng thì mình chỉ việc mình mở ra thôi. Đó, mình mở ra thì nó thành cái kềm anh em ha. Đó, nó có thể là cắt kẹp được các thể loại anh em nha. Và cái này nó có một cái đặc biệt nữa là nó có rất là nhiều cái đầu đa năng cho mình xài nè. Nó như cái đầu dao nè anh em thấy không. Mình mở trong cái ngăn này ra là nó có dao nè ha. Rồi nó có mũi dít dẹp nè. Đó. Rồi đồ khui bia nè. Rồi cái dao nhỏ nè, dít dẹp lớn nè. Rồi nó có cho mình cái cây dũa này luôn ha, để mình mài anh em ha. Một đầu là như vậy, còn đầu tiếp đầu bên đây. Đó thì đầu bên đây nó cũng có cái cây cưa nè. Đó, rất là nhiều, nói chung nó rất là đa năng anh em ha. Còn cái này á là đầu khui bia nữa nè. Rồi đầu dít ba ke nè. Đó, cái kéo nữa nè anh em. Đó, khá là đầy đủ cho anh em mình xài ha. Đó, rồi ok anh em, thì cái này á ha, đây là một cái kềm xếp gọn đa năng anh em nha. Đó, mình xài xong thì mình xếp lại, xếp rất là gọn gàng luôn. Đó, đây thì mình mở cái này ra. Đó, cái này á, thì cái kềm xếp gọn đa năng. Đó, kéo cái này vô, nó xếp lại được. Rồi, ok. Thì cái kềm xếp gọn đa năng này á, thì bên em đang bán với giá là 480k nha anh em. Đó, 480k đi kèm nó có cho mình cái túi luôn nè. Đó, mình chỉ việc mình bỏ vô túi này thôi. Rồi, ok, 480k, kềm xếp gọn đa năng. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo thì ở đây em giới thiệu đến anh chị em là một cái con hút bụi anh em ha. Đây là một cái con hút bụi sử dụng điện, mà cái này á, là nó dành để hút ở những cái thảm nè, nó ghế sofa nè, giường nè, giường ngủ nè ha.
chăn ra gối nệm nè. Đó thì đây, sử dụng cái con này rất là tuyệt vời. Anh em thấy con này cũng khá là to nha, cái phần đầu nó rất là to nha. Đó, đây là cái phần mặt dưới nè. Đó, ở đây á là nó là, rồi con này thì sản xuất tại Hàn Quốc nha anh em. Ở đây nè, nó có một cho mình một cái phần rung. Khi anh em mở lên, khi anh em mở máy lên á thì cái phần này nó sẽ rung. Nó sẽ rung với một cái cường độ rất là cao, để cho khi mà để trên nệm đó. Thì đây em mở thử cho anh em coi nè. Đó nó rung nè. Đó nó rung nè anh em thấy không? Đó. Đó thì cái phần này nó rung á, khi nó rung á là nó sẽ làm cho là cái những cái bụi á, nó đánh xuống trong cái sàn, nó làm cho những cái bụi rung chuyển thì nó hút lên rất là dễ anh em ha. Đó thì đây cũng là cái công nghệ của cái máy này. Đó, rồi cái này thì ghim vô điện là điện 220 anh em ha. Hàng của Hàn Quốc thì sử dụng điện 220. Chỉ cần em bấm nút này thôi. Ở đây thì nó thì em trải ba cái gạo ra trên sàn này luôn. Như đây là cái tấm thảm anh em ha. Thường những cái tấm thảm, những cái máy hút bụi bình thường nó rất là khó hút. Thì đây, đó em bật thử cho anh em coi luôn. Đó, khá là sạch sẽ ha. Đẩy qua lần nào là sạch lần đấy liền. Đó. Rồi, sạch trơn luôn. Đó. Thấy không? Rất là ok anh em ha. Ở đây hay này, nó có cho mình cái bánh xe để mình đẩy đi, nó dễ đẩy nè. Đó, mình rất là dễ đẩy luôn nha anh em. Rồi trong cái lúc mà nó hoạt động á thì cái phần này nó sẽ rung, nó rung, nó đánh lên trên cái sàn của mình, nó đánh với một cái cường độ mạnh thì nó làm cho những cái bụi á, những cái bụi mà nó nằm ở dưới những cái khe nó rung chuyển thì nó rất là dễ hút anh em ha. Rồi còn khi mở ra thì mình chỉ cần mình bóp cái này thôi. Mình mở là mình lấy cái này ra. Đó, khá là ok anh em ha. Đó, bụi bẩn thì nằm ở trong đây. Những cái bụi li ti nhỏ anh em cũng hút được luôn nha. Đó, thì cái máy này nó rất là hay ha. Đó, xài xong thì mình chỉ việc mình ghim lại thôi. Rồi, tình trạng thì mới chưa qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, đây. Công suất của nó là 450W, điện là điện 220 cho tới 240 ha. Rồi, thì cái này bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy hút bụi mà hút bụi nệm, chăn ga gối nệm hay sofa gì đó, thảm gì đó thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nhé. Đó, đi kèm nó là một cái cọng dây cũng khá là dài luôn nha. Rồi, ok anh em. Hôm nay em về lại được cho anh chị em mình là một cái lô dây điện anh em ha. Đây là cái dây điện 30m anh em. Đó, cái đây là cái lô dây điện của thương hiệu Tachi 30m anh em ha. Đây nè. Đó, Tachi Made in Japan 30m. Thì cái dây điện này á, là nó dài 30m, nó đi kèm nó có một cái chui cắm nè, với lại là cái ổ này để cho anh chị em mình cắm vô mình lấy điện ra nha. Thì cái này á, là nó, anh em nhìn vô đây thấy ha, nó cắm được cái chui tròn nè, chui dẹp nè, ba chui nè, chui xéo nè. Đó, các thể loại luôn cho anh em mình ha. Rồi thì cái này á, là nó là cái lõi đồng anh em ha, 30m lõi đồng. Và cái này á, dây của nó thì cũng nhỏ thôi, cho nên là anh em mình xài được là những cái công việc như gia đình ha, đèn quạt được, các thiết bị lặt vặt đó thì rất là ok luôn nha anh em. Đó, cái này á, thì nó cũng đáp ứng là cái nhu cầu cho mình xài dây điện mình kéo đi xa ha, rất là ok. Rồi thì cuộn này bên em đang bán với giá là 280k nha anh em. 280k một cái cuộn ha, cuộn dây điện 30m màu vàng này nha, của Tachi. Thì anh chị em nào mà mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, nay á, bữa giờ hết hàng, nay em mới về lại một cái rìu cán gỗ cho anh em mình luôn nha. Đó, đây là rìu cán gỗ là khoảng là 600g. Đó, cái rìu này là nó nặng khoảng 600g nha nè. Cái này là của thương hiệu Woodtool nha. Đó, hàng Mỹ cho anh em mình luôn nha, Made in USA luôn. Cái rìu này á, thì nó là tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn. Rất là xịn, rất là đẹp. Cầm anh em cầm trên tay rất là chắc chắn, rất là vừa vặn luôn nha. Một đầu là búa, còn một đầu là anh em có thể chặt chẽ các thể loại gì đó luôn nha. Đây, em cầm về cho anh em xem cho dễ nè. Đó, rồi cái rìu này á, thì anh em có thể sử dụng gia đình ha. Đó, hoặc đi cắm trại, camping, dã ngoại gì đó thì mình xài cái này rất là ok luôn. Rồi cái rìu này bên em đang bán với giá là 270k nha anh em. 270k một cái rìu như vậy. Rồi, bây giờ em lên cho anh em một số cái máy cầm tay. Đó, máy cầm tay sử dụng pin của Ryobi. Đó, hàng nội địa Úc cho anh em mình luôn nha. Rồi thì đầu tiên ở đây em có cái con máy chà nhám tròn nha anh em. Nó của Ryobi, hàng nội địa Úc nha. Rồi cái này đường kính của cái tờ nhám của nó là 110 nha anh em.
Đó, cái máy này thì số vòng quay là 20.000 vòng trên phút ha. Đường kính là 125 chứ, tức là 120. Rồi cái này sử dụng pin 18V nha anh em. Đó, cái này là đi kèm nó có cái túi bụi cho mình luôn nha. Thì cái này em bán cái thân máy thì hiện tại cái thân máy này thì giá của nó là 600k nha anh em. 600k một cái thân máy như vậy nha. Rồi, tiếp theo em lên tiếp cho anh em là một cái cắt đa năng của Ryobi. Cắt đa năng của Ryobi bản HB nhập Mỹ nha anh em. Thì cái cắt đa năng này, cái lưỡi của nó là lưỡi 76, thì anh em chỉ việc bỏ lưỡi vô mình xài thôi. Thí dụ mình cắt gỗ thì bỏ lưỡi cắt gỗ, mà muốn cắt sắt thì bỏ lưỡi cắt sắt ha. Đó, các thể loại luôn. Rồi, cái này thì cái thân máy của nó là 2.2 triệu nha anh em. Nó bản HB Ryobi. Đó, cái thân máy là 2.2 triệu chưa gồm pin sạc nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái đèn pin luôn. Đây là của đèn pin, cũng pin 18V của Ryobi luôn. Thì cái cây đèn này anh em chỉ việc cắm pin vô xài thôi. Cái thân đèn này thì em đang thanh lý cho anh em với giá là 350 nha. 350k cây đèn này nha anh em. Rồi, ở đây em lên tiếp cho anh em là cái chà nhám tam giác luôn, của Ryobi luôn. Đó, nội địa Úc nha, tình trạng còn khá là đẹp nha. Con này thì sản xuất 2020 luôn nè. Rồi, chà nhám tam giác này thì giá của nó là 400k, sử dụng pin luôn nha anh em. Cái này thân máy thì là 400k chưa gồm pin sạc nha. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em cái tỉa hàng rào ha. Đây là cái tỉa hàng rào xén cỏ gì ha, của Ryobi 18V. Rồi thì cái này cũng cái thân máy cho anh em ha. Thân máy này thì giá 1 triệu nha anh em. Giá 1 triệu nha. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em cái cắt rung. Cắt rung sử dụng pin 18V của Ryobi. Thì cái đầu của nó là đầu gật gù nha anh em. Đầu gật gù thì anh em có thể chỉnh được cái độ ha. Tức là mình bấm đây mình chỉnh được nó nghiêng lên nghiêng xuống ha, theo ý của mình. Thì cái này á là nó có 6 cái cấp độ nè anh em. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có điều tốc nè. Anh em dặn là anh em xài thôi. Tình trạng cũng còn khá là đẹp nha. Rồi, cái cắt rung này thì bên em đang thanh lý cho anh em giá 1 triệu nha. 1 triệu một cái thân máy nha. Rồi, thổi lá 18V Ryobi. Thân máy này 1 triệu luôn. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em là một cái bộ mũi khoan của Ryobi ha. Đây là một bộ mũi khoan và cái đầu của nó là đầu vít nha anh em. Đó, đầu vít 6.35mm ha. Đây là đầu vít thông dụng nha. Rồi, thì cái mũi khoan của nó là rất là nhiều cái size ha anh em. Đó, cái này là Ryobi Tool USA. Cái này là hàng Mỹ nha anh em. Đó, cái này là Ryobi của Mỹ nè. Nó gồm rất là nhiều cái mũi khoan từ nhỏ tới lớn cho anh em luôn nha. Rồi, thì cái bộ mũi khoan này thì có cái hộp luôn nha anh em. Cái này là cái hộp này, anh em mở ra là anh em có thể gấp lại được luôn nha. Gấp là thành cái hộp được luôn á. Đây là trong đây là nó là hai cái hộp gấp lại nè. Tại nó nằm trong đây thì nó mở thẳng ra thôi. Của Ryobi. Rồi, thì cái bộ mũi khoan này là 800k nha anh em. Giá 800k nha. Rồi, tiếp theo thì anh em mà đang có cái nhu cầu mà tìm một cái mẫu máy nén khí mini sử dụng gia đình êm, nó sử dụng được những cái công việc lặt vặt như là bơm xe nè, phun sơn nè, bắn đinh nè. Đó, thì cái con này thì cũng đáp ứng đủ tiêu chí cho anh em luôn ha. Con này thì cái bình của nó là bình 6 lít nha anh em. Cái bình 6 lít ha, áp của nó là áp 8kg ha, thì nó bơm được cho mình các cái loại xe ô tô 7 chỗ đổ lại nha. Thì anh em biết rồi, xe ô tô 7 chỗ đổ lại thì xe đạp, xe gắn máy đồ thì bơm thoải mái luôn nha. Rồi, cái này là của thương hiệu Stanley ha. Cái công suất của nó là một ngựa nha anh em. Bình là bình 6 lít nè, cái áp là 8kg nè. Rồi, điện là điện 220 nha. Đó, cái độ ồn của nó là chỉ có 59 thôi, tức là nó cách âm anh em. Đó, cái độ ồn nó rất là thấp luôn, tức là nó siêu êm. Rồi, thì cái máy nén khí Stanley 6 lít này thì bên em đang bán với giá là 3.2 triệu nha anh em. 3.2 triệu, công tắc on off thì nằm bên đây ha. Đồng hồ hiển thị áp thì ở đây. Rồi, tình trạng là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Giá là 3.2 triệu. Anh em nào quan tâm thì inbox giùm em. Còn ở đây em có một cái con là con 50 lít. Con này thì nó to. Nó to, nó sẽ đáp ứng cho anh em là cái nhu cầu. Thí dụ mình xài cho công việc nó nhiều. Đó. Nó thì mình xài con này bởi vì cái bình của nó là tới chứa tới 50 lít lận thì nó chứa rất là nhiều hơi. Trong cái lúc mình sử dụng á thì nó nạp đầy trong đây thì mình cũng sử dụng được nhiều.
Rồi thì cái này là cái công suất của nó là 1.3 ngựa nha anh em. Cái áp vẫn là áp 8kg, điện là điện 220. Chính hãng của Stanley ha. Stanley thì chính hãng sẽ được bảo hành 1 năm nha anh em. Rồi phía trước là cái đồng hồ hiển thị. Đồng hồ hiển thị là có hai cái đồng hồ hiển thị nha. Một cái van lấy hơi ra nè. Nó áp 8kg thì anh em cũng sử dụng cho mấy công việc như là phun sơn, bắn đinh, đồ bơm xe các thể loại nha. Rồi cũng động cơ là động cơ không dầu cách âm luôn. Siêu êm. Con này thì bên em đang bán với giá là 4 triệu 9 nha anh em. Đi kèm nó là nó có luôn cái mộc cho mình một cái thanh như thế này nữa để anh em xách anh em kéo đi á. Thế là nó đây nó có cái bánh xe nè. Cái con này thì có cái bánh xe để anh em có thể kéo đi giống cái vali vậy đó. Rồi giá là 4 triệu 9 nha anh em. 4 triệu 900k. Thì em lên cái đèn. Đây là cái đèn. Đèn này là đèn Upleton. Nó anh em thấy thương hiệu Upleton nha. Cái đèn này là của tập đoàn dầu khí nha anh em. Ở nước ngoài á, thì cái tiêu chuẩn của dầu khí nó cực kỳ cao. Bởi vì á, cái ánh sáng mà chỉ cần nguy hiểm hoặc cái đèn nó dễ bị hư thôi là trong cái dầu khí nó cũng đều rất là nguy hiểm. Cho nên là cái công ty sản xuất cái đèn này á, là thuộc dạng là tiêu chuẩn là an toàn tuyệt đối luôn nha anh em. Đó thì cũng như cái cây đèn này đi, em sẽ cho anh em coi sơ cái thông tin của cây đèn này. Lật lại này. Xoay lại. Rồi, ở đây nè anh em thấy không? Đây nè. Cái thông tin của nó sản xuất tại Pháp luôn anh em. Nó cái Upleton này sản xuất tại Pháp nha. Đó thì nó có cái thương hiệu này sản xuất những nước lớn không anh em? Có một số là sản xuất ở Colombia, rồi Pháp, rồi Singapore. Nói chung rất là nhiều cái cho anh em mình xài luôn. Thì cái cây này á, là anh em mình nhìn vô ha. Nó mình nhìn sơ vô là mình thấy rồi ha. Cái chi tiết nó ở trong nó sẽ nó làm ở trong cực kỳ đẹp luôn nha. Ở trong đây là cái bóng led nè. Rồi thì bây giờ em mở thử cho anh em. Đó, anh em coi ở trong nha. Ở đây nó còn cái sách hướng dẫn cho mình luôn nè. Đó, rất là ok nha. Rồi ở đây những cái chi tiết của nó nè. Ở đây thì em nối sẵn cái cọng dây điện vô để em test đèn cho anh em xem thôi. Đó, rồi ở đây là cái bóng led nha. Cái bóng này thì nó dài. Đo cái chiều dài anh. Rồi cái bóng này là dài 8 tấc nha anh em. Đó, 8 tấc. Rồi cái bóng dài 8 tấc này thì cái giá của nó là 1 triệu tư nha anh em. Đó 1 triệu tư, cái này là thiết kế là chống va đập luôn nha anh em. Đó cái công suất của nó này, nó sử dụng được hai nguồn điện luôn nha. Điện 120 cho đến là 277V luôn nè. Đó chống nước là IP66 luôn nha. Đó rồi cái này chống va đập luôn, tức là không bể luôn nha anh em. Đó rồi tiếp theo thì tới cái cây trong đây. Cái cây trong đây á là nó già, nó cũng như vậy luôn, cũng chung hương hiệu luôn nha anh em. Nhưng đây là nó sử dụng hai cái bóng led nè. Đó hai cái bóng led nè. Rồi thì cái cây này thì nó dài 1m4. Đó nó dài 1m4, cũng chung thương hiệu luôn, cũng chống va đập luôn, rất xịn sò, tình trạng chưa qua sử dụng nha anh em. Rồi em test thử điện cho anh em mình luôn nha. Rồi em cắm điện vô cho anh em mình xem. Đó, ánh sáng cực kỳ sáng luôn nha anh em. Cái này khi cái cam em nó rọi trực tiếp vô trong cái bóng đèn sáng á, thì nó sẽ có cái tình trạng là nhấp nháy nha. Chứ ở ngoài thì nó không có nhấp nháy nha. Đó, em đứng xa ra để anh em thấy nó không có nhấp nháy nè. Đó thấy không? Đó, đứng xa ra là anh em thấy không? Tại cái cam khi mình quay gần quá nó bị nhấp nháy. Đó, em quay gần cho anh em xem thôi. Đó thấy không? Ở gần thì mình thấy vậy chứ đứng xa thì nó... cái cam nó bắt được ánh sáng bình thường. Rồi thì đại khái cái đèn này rất là sáng luôn, rất là sáng, rất là xịn luôn nha. Cái cây này nó dài 1m4 nha anh em. Đó dài 1m4, giá của nó là 1.8 triệu. Còn cái cây dài 8 tấc này thì giá của nó là 1.4 triệu. Rồi cầm cái cây 8 tấc luôn, test luôn đi. Đó, ánh sáng rất là tốt luôn anh em. Nói mình treo trên trần, ốp trần đồ cũng rất là đẹp. Anh em mà làm nhà xưởng hay là làm cái gì đó. Nó ở đây nó có hai cái lỗ ốc ha, nó để mình bắt vô rất tuyệt vời. Còn ở đây á là nó có một cái lỗ nữa để mình kết nối đèn này với đèn kia. Thí dụ như anh em mở cái này ra, anh em lòn dây điện vô để anh em bật một cái công tắc mà nó sáng được nhiều đèn á, thì mình mở đây ra
Đó, đây có cái lỗ nè. Rồi, đại khái nó rất là ok luôn nha anh em. Rồi. Rồi thì cái đèn này em báo lại cây 8 tấc là giá của nó là 1.400.000, còn cây cây 1.4m là giá 1.800.000 anh em. Nó chênh lệch với nhau xíu nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ bài ha anh em. Đây là một bộ bài 3 cây của Nhật rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Nó gồm một cái cây nhọn nè. Cây nhọn này mình có thể mình trồng cây, trồng rau, trồng hoa cũng được nha. Rồi, cái cây này là cây vuông. Đó, và một cái cây là cây tròn là tại đầu nó tròn ha. Rồi một bộ bài này á thì hai cái cây này nè. Đó, cây nhọn và cây tròn này thì đồng giá với nhau nha anh em. Đồng giá với nhau là 70k. Đó, hai cái này đồng giá với nhau là 70k một cây, còn cái cây vuông này á thì giá của nó là 90k. Nhưng mà nếu như anh em mình mua trọn bộ cả ba cây này là giá 230k bên em bao ship luôn nha anh em. Đó, một cái bộ bài rất là xịn sò nha. Rồi, một bộ ba cây về là 230 bao ship nha anh em. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái mẫu nồi chiên không dầu hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, cái đây là mẫu nồi chiên không dầu hàng nội địa Nhật, tình trạng đã qua sử dụng rồi nhưng còn khá là ok cho anh em nha. Cái này là hàng nội địa Nhật cho nên nó sử dụng cái điện của Nhật là điện 100V nha anh em. Rồi, cái này thì cái nắp trước nó nằm ở đây. Trong đây thì tình trạng hầu như còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, cái lồng của nó còn rất là đẹp ha. Cái này anh em có thể mình nướng gà hay là chiên cá, chiên đồ ha. Nồi chiên không dầu thì mình có thể làm được rất là nhiều các món ăn nha. Rồi thì cái này nó cũng khá là đơn giản, với lại cái này là nó sử dụng cái màn hình cảm ứng nha anh em. Khi mà anh em ghim vô điện á, điện 100V nha, thì nó sẽ hiển thị hai cái thông số lên đây cho anh em chọn, một là thời gian và một là nhiệt độ thôi. Đó, cái này nó khá là dễ nha. Rồi ok, thì cái con này á, của thương hiệu là Bauer Magic Fryer. Đó, cái này thì bên em đang bán với giá là 2.200.000 nha anh em. 2.200.000 nha. Tình trạng thì như em quay nhưng mà hầu như là nó còn rất là đẹp. Đó, rồi điện 100V, giá 2.200.000 nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về cho anh em được là một cái máy dặn vít cầm tay nha anh em. Máy dặn vít cầm tay của Makita, hàng chính hãng Makita luôn nha anh em. Mã là DF001 DW nha. Đó, cái con này thì hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho anh em mình luôn. Bên trong là nó có cho anh em là một cái hộp nha. Đó, đây, đi kèm nó thì cái sách hướng dẫn thì là tất nhiên là ha. Sách hướng dẫn có thể thì hiển thị các cái thứ tiếng trong đó luôn nè. Đó, các nước Đông Nam Á nè. Rồi, Thái Lan đồ cũng có đầy đủ. Rồi, thì bên trong nó là một cái hộp như vậy. Anh em mình mang đi làm đồ cũng có sẵn cái hộp này thì rất là tiện lợi nha anh em. Cái này á, thì bên trong nè. Wow, anh em nhìn ha, mình nhìn mình thấy rất là nhiều cái mũi nha. Như ở đây á, là nó có sẵn cho mình là cái mũi ba ke này ha, BH1 nè, BH2, BH3, rồi những cái đầu vít dẹp nè, rồi lục giác bông nè, lục giác bi nè, đầu ngắn nè, thanh nối dài nè, nói chung là các thể loại luôn, và đi kèm nó. Nếu như mà cái giá của nó đó thì em nói thật sự luôn ha, khi mà có cái giá của nó là em chỉ nghĩ là giá của cái hộp thôi chứ chưa tính cái máy khoan đâu, nó cái máy bắn vít đâu. Rồi tiếp theo thì cái máy bắn vít này là cái, nó là cái đầu thẳng, anh em có thể là ở đây nó có cái mũi, nó có hiển thị nè anh em thấy không, đi tới nè là anh em dặn tới nè, phải dặn vô nè, dặn ngược ra nè, tương đối dài nha anh em, tương đối khá là dài luôn á. Đó, cái này á là để em đo cho anh em xem luôn. Rồi cái này tổng khi duỗi thẳng ra này là nó dài được là khoảng 28cm nha anh em. Dài 28cm là khi mình duỗi thẳng ra. Còn nếu như cái này á, em co là thành cái cây súng nè, để cho em dễ thao tác công việc hơn nè, cũng rất là ok luôn nha. Rồi cái này thì ở dưới đây á, cái phần đuôi của nó là nó có cái chui sạc nha anh em. Và đi kèm nó có cho mình cái cáp luôn, cái cáp đầy đủ luôn nha anh em. Mua về chỉ việc là, dạ đây có cái cốc luôn. Nói chung là mua về chỉ xài thôi, cắm sạc và xài thôi, cũng không cần phải làm gì nhiều. Và ở đây nó có một cái chế độ là đèn. Cái chế độ đèn là cái nút đèn ở đây nè. Khi anh em mình trong lúc mình khoan á, mình bấm lên. Đó, anh em thấy nó hỗ trợ nè. Nó hỗ trợ vô trong cái mũi khoan nè, anh em thấy không? Đó, khá là hay nha. Rồi thì cái này á là 3.6V nha anh em. Đó, 3.6V chính hãng của Makita nha. Đó, đi kèm nó rất là nhiều cái phụ kiện như vậy luôn. Anh em mình mua một lần là mình xài đầy đủ ha. Nhưng mà anh em lưu ý nha, những cái này á thì nó chỉ xài cho những cái công việc lặt vặt thôi. Ví dụ anh em mở những con ốc nhỏ, bàn, ghế, tủ
hay là mình mở ốc vàng áo xe, những cái tốp lô điện, ba cái linh kiện điện tử rất là ok ha. Cái này là nó phù hợp cho những cái chức năng như vậy. Nè anh em mình nhìn nè, đó, nó chỉ chạy với tốc độ như vậy thôi, nó chỉ chạy với tốc độ là vừa phải như vậy thôi, đủ để mình thao tác gọn nhẹ cho những cái công việc bình thường gia đình đó, hoặc anh em làm thợ mà sửa chữa hoặc là những cái máy móc nhỏ là rất là ok rồi. Tình trạng thì mới 100% full hợp như vậy luôn nha. Cái này là hàng mà thanh lý của hãng nha anh em, cho nên giá của nó chỉ có 900k thôi đó. Thì cái số lượng có hạn nha anh em, nó cũng gần như cái máy bắn vít của Makita, cái máy khoan của Makita lần trước em quay á, số lượng có hạn thôi thì nó cũng gần, nó hầu như nó hết luôn rồi. Thì bây giờ cái lô này là nó đang thanh lý tiếp cái lô này thì mình mới có được cái giá tốt 900k nha anh em. Nếu như 900k mà anh em mua ngoài hãng là anh em chỉ mua được cái hộp này thôi, cái hộp này thôi chứ chưa có mua được cái máy này đâu, khẳng định với anh em luôn. Rồi ok anh em, 900k nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái thùng đồ nghề nữa nha. Đây là cái thùng đồ nghề bằng nhựa. Cái này á, là nó cũng nhỏ, loại là nhỏ gọn nha anh em. Đó đi, như tay em cầm nè. Thì phía trên này nó có cho mình là cái ngăn anh em ha. Đây là cái ngăn để anh em có thể đựng mũi vít, ốc vít hoặc những cái gì đó lặt vặt mà ở trên đây mình nhìn vô là mình thấy liền. Đó, để mình có thể là lấy nhanh, để mình thao tác ha. Rồi, đây thì nó có cho mình cái tay sách nè. Còn ở đây thì nó có cho mình cái khóa ha. Rồi trong đây là cái ngăn bên trong. Ngăn bên trong thì anh em cứ cái gì phù hợp thì mình đựng vô. Rồi ở dưới là cái ngăn to nhất nha. Rồi cái này em cũng đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Rồi cái này á, là tổng chiều dài của nó là 40cm nha anh em, 40cm nha. Còn chiều rộng của nó là 20. Đó, 40x20 nha anh em. Cái này là thùng đồ nghề bằng nhựa, nhỏ gọn nhẹ. Đó, em cầm trên tay cho anh em mình luôn nha. Rồi cái này thì bên em đang bán với giá là 280k nha anh em. 280k một cái thùng đồ nghề như vậy nha. Đó, anh em nào mình quan tâm thì mình inbox giùm em nha. Lên cho anh chị em một cái video để giới thiệu đến anh chị em là những cái mẫu bánh xe hiện tại đang có bên kho của em. Thì rất là nhiều cái mẫu bánh xe xịn luôn nha anh em. Cái này là tất cả đều là hàng nội địa Nhật nha. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết qua từng loại cho anh em mình, và em sẽ giới thiệu từ nhỏ đến lớn luôn để cho anh em mình dễ hình dung cũng như dễ lựa chọn nha. Rồi thì đầu tiên thì ở đây em lên cho anh em là cái size bánh xe nhỏ nhất của bên em nha. Thì cái size này á, là nó nhỏ, cái chiều cao tối đa của cái bộ bánh xe này chỉ có 7cm thôi. Đó, 7cm thì một cái bộ là gồm 4 bánh nha anh em. Anh em lưu ý ha, bên em sẽ bán mỗi bộ gồm 4 bánh nha. Và những cái bánh xe này thì nó đều xây được 360 độ luôn nè. Đó, xây được 360 độ ha. Rồi, còn về cái độ dày của cái bánh xe này á, thì khoảng là 2.6cm nha. 2.6cm. Rồi, bộ này thì tải được tối đa khoảng là 300-350kg nha. Rồi bộ này thì bằng kim loại nha anh em, rất là xịn sò, hàng nội địa Nhật. Rồi bộ này 4 bánh, gồm 4 bánh như vậy, xây 360, giá của nó là 300k bộ này nha anh em. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái bộ giống như vậy nữa, nhưng bộ này thì nó to hơn xíu. Đó, bộ này thì nó to hơn xíu đây, nó cũng của Japan luôn nè. Rồi bộ này thì nó dài khoảng, nó cao khoảng là 8cm nha. Độ dày thì khoảng là 3cm. Đó, bộ này thì nó to hơn cái bộ đen xíu. Và cái bộ này thì cũng tương đối nó tải nặng hơn ha, tải khoảng là 400kg nha. Rồi bộ này là gồm một bộ cũng gồm 4 bánh, xây được 360 độ luôn nha. Rồi bộ này thì giá của nó là 350 nha anh em, 350k nha. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái bộ nữa. Đây, đây là cái tiếp theo là tới cái bộ màu xanh này. Đó, đây. Đó, đây là bộ màu xanh ha. Đó, bộ này thì nó cao hơn mấy bộ kia luôn. Rồi, bộ này thì chiều cao tối đa khoảng là một tấc nha anh em. Đó, khoảng là 10cm nha. Rồi, bộ này cũng là của Nhật luôn nha. Bộ này thì tải được khoảng là 400-450kg nha. Độ dày là 3cm, cao khoảng là 10cm nha. Rồi bộ này gồm một bộ là gồm 4 bánh như vậy, xây 360 độ luôn ha. Bộ 4 bánh xây 360 độ thì bộ này giá là 430k. 430k nha anh em. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là một cái bộ lớn hơn. Đó là bộ này. Đó, anh em thấy không? Hàng nội địa Nhật nó rất là xịn sò.
kim loại hết, chỉ có bánh này bằng nhựa thôi, nhưng mà nhựa nó nhựa kiểu này là nó bền lắm. Rồi bộ này thì để em đo cái tổng chiều cao của nó nha. Tổng chiều cao của nó là 1,5 tấc nha anh em, tức là 15 cm nha. Độ dày của nó là khoảng là 3 cm nè. Rồi bộ này thì tải được khoảng là 700 cho tới 750 kg nha anh em. Rồi thì bộ này thì bên em là bán là gồm một bộ là gồm là 4 bánh xoay được 360 độ và nó có 2 bánh có khóa nha. Đó, 4 bánh là gồm là xoay được 360 và có 2 bánh có khóa. Thì bộ này thì giá của nó là 700k nha anh em. 700k nha. Rồi tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em là bộ bánh xe y tế nha. Đó, đây là bộ bánh xe y tế của Nanshin, nội địa Nhật. Rất là xịn, bộ này thì so với những bộ khác nó êm hơn rất nhiều, nó chạy không có tiếng động luôn anh em. Bởi vì nó là bánh xe y tế thì cái tải trọng của nó khoảng là 300 tới 400 kg thôi. Nó tải trọng là khoảng 3 tới 400 kg thôi. Và cái bộ này á là nó chạy rất là êm. Chiều dài của nó, chiều cao của nó là 17 cm nha. 17 cm chạy không tiếng động, cực kỳ êm luôn. Nếu như anh em mà đẩy trên đường mà bề mặt láng á, mà anh em đẩy khoảng 400 kg, là 4 tới 500 kg đổ xuống là rất là ngon luôn nha. Bộ này thì một bộ 4 bánh xoay 360 độ nha. Rồi bộ này là giá 520k. Đó, 520k. Anh em là một cái bộ bánh xe này nữa. Đó, bộ bánh xe này là bộ bánh xe lớn nhất hiện tại bên em luôn. Đó, đây, Made in Japan, rất là uy tín nha anh em. Rồi bộ này á là nó đây. Nó chiều cao của nó khoảng hơn 20 cm nha anh em. Nó khoảng là 20.5 cm nha, gần 21 á. Chiều cao, tổng chiều cao nó gần 21 cm nè. Còn về cái độ dày của cái bánh xe đó là khoảng là 4 cm nha. Đó, độ dày bánh xe 4 cm, chiều cao là 21 cm nè, còn đường kính của bánh xe này là 150. Rồi, một cái bộ này á là gồm 4 bánh, nó sẽ gồm là hai bánh cố định ha, hai bánh cố định và hai bánh xoay. Đó, hai bánh xoay này thì nó có cái khóa luôn. Nó mình làm bánh sau á, mình đẩy đi mình có cái khóa luôn. Còn hai bánh này là hai bánh trước. Nó cái bộ này thì nói chung nó cũng rất là ngon nha anh em. Đó, bộ màu đỏ này rất là ngon nha. Bộ này thì giá của nó là 1,2 triệu nha anh em. Đó, 1,2 triệu một bộ nha. Rồi, một bộ gồm 4 bánh như vậy, giá 1,2 triệu. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu bánh xe này thì vui lòng inbox cho em. Dạ rồi, thì em sẽ kết thúc cái video hôm nay ở đây. Đó, anh em mình quan tâm cái mẫu bánh xe nào thì cứ vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em. Còn những anh em mình mới xem kênh của em lần đầu thì vui lòng cho em xin nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video mới cũng như những cái sản phẩm mới về bên em nha. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới ạ.